Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 63. Thật là người điên. Đáng chết người điên. Lý Giai Vĩ không do dự nữa, tay cầm trường kiếm, một kiếm hoa phá trường không, thân kiếm bùng nổ bay tiên lực, hóa thành từng đạo màn sáng, tựa hồ đem bầu trời cũng cho che đậy đứng lên, lại là đem Diệp Thần hoàn toàn bọc ở màn sáng bên trong. Chợt, hắn co rút bát phẩm tiên khí trường kiếm. Bên trong màn sáng bộ sau đó bộc phát ra vô cùng vô tận kiếm khí, đánh giết Diệp Thần. Hắn thần giác thậm chí buộc vòng quanh lau một cái tà mị nụ cười, lạnh lùng nói, tiểu súc sinh, đây là ngươi ép ta không tin như vậy còn không cách nào giết ngươi. Cho dù là năm đó huyết ma sơn chủ, ta cũng là vận dụng chiêu này, chặn hắn thần vương đạo. Huống chi một cái đế tôn cảnh tầng trời một phế vật. Lão tử không ngại nói cho ngươi. Ta chính là dùng độc, sở trường hạ độc, vì huyết ma sơn chủ thần vương nói, lão tử khuất phục mấy ngày, không tiếc khom lưng khuỵu gối ở hắn miễn cưỡng quỳ xuống, thậm chí dập đầu, liền vì để cho hắn lấy là ta không phải hào kiệt, tốt nhân cơ hội cho hắn hạ độc. Chính là hắn như vậy thần vương cảnh cường giả. Đều chết ở ta trong tay, giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Huống chi, lão tử không cho phép chết được quá sớm. Lão tử đệ tử chết ở trong tay của ngươi. Lão tử tất để cho ngươi cảm nhận được vì sao là sống không bằng chết. Huyết ma sơn chủ. Cái gì chó má. Lại có thể dám can đảm kêu một cái đế tôn cảnh tầng trời một phế vật đánh tới giết ta. Xem ra những năm này hắn đã thần trí không tỉnh táo. Bất quá cũng tốt, hắn còn sống một ngày, ta uy danh thì càng quá mức một ngày. Vèo vèo vèo. Vèo vèo. Màn sáng bên trong, mọi phía không góc chết kiếm khí chu diệt tới. Vô luận trên dưới chừng các phe, đều có kiếm khí, sâu hơn hôm qua huyết ma sơn chủ trận pháp, hơn nữa lực công kích mạnh hơn, cho dù là tầm thường nhập thần cảnh tầng 6 thiên bị cái này màn sáng chiếm đoạt, cũng sẽ chết ở những kiếm khí này dưới, tuyệt không còn sức đánh trả. Huống chi, những kiếm khí này, mỗi một đạo đều có kịch độc. Tùy tiện một đạo kiếm khí. Đều đủ để độc giết đế tôn cảnh hậu kỳ người, huống chi đếm không hết kịch độc kiếm khí. Chính là giết không chết Diệp Thần, độc cũng cho hắn độc chết. Giết thần kiếm. Diệt hồn ma thần thương. Khí huyết tăng phúc, đại đạo hình thức ban đầu tăng phúc. Phá cho ta, Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, tay trái cầm cửu phẩm tiên khí diệt hồn ma thần thương, thân súng bộc phát ra tuyệt đối lực lượng mạnh mẽ, ngay lập tức gian Diệp Thần khí huyết lực. Tăng phúc đến cực kỳ trình độ kinh khủng. Hắn tay phải cầm chặt giết thần kiếm, thân kiếm nổ bắn ra ra vô cùng kiếm quang, tiêu diệt những cái kia đánh tới kiếm khí. Đồng thời gian, khí huyết tăng phúc bộc phát ra, để cho Diệp Thần khí huyết đến đỉnh cấp, rồi sau đó một kiếm bổ ra, giống như phá vỡ bầu trời vậy, đem màn sáng chém bể, dư âm chấn động vạn cổ, tiếp liền chấn động giết chung quanh khôn kiếm môn hơn 10 vị đệ tử. Bịch bịch. Từng đạo thân xác vỡ ra. 12 vị nhập thần cảnh sơ kỳ cũng hoặc là đế tôn cảnh đỉnh cấp khôn kiếm môn đệ tử, ở dư âm và kiếm khí lan truyền dưới, thân xác vỡ ra, linh hồn càng ở dư âm trong hóa thành cho tàn. Lớn mạnh như vậy, số lượng nhiều như vậy thiên tài, ngày xưa chính là thần minh vậy cao cao tại thượng, giờ phút này lại giống như gà vịt vậy, rối rít chết ở Diệp Thần kiếm khí dưới, cũng không có chủ muốn tấn công bọn họ. Chỉ là dư âm. Phá vỡ Lý Giai Vĩ công kích dư âm thôi. Như vậy cũng chấn động giết nhiều người như vậy. Lý Giai Vĩ. Ngươi cái này tiểu nhân vô sỉ, hôm nay ta đời huyết ma sơn chủ chém ngươi. Ta không dứt chém ngươi, chính là ngươi khôn kiếm môn, ta cũng muốn tiêu diệt. Diệp Thần một kiếm lăng không, tóc đen phiêu vũ, quanh thân ma khí quanh quẩn, một kiện từ Ngụy Vô Thành trong tay lấy được ngũ phẩm tiên khí khôi giáp hiện lên trên người hắn, chân hắn đạp ma khí. Đỉnh đầu sát lục chi đạo, mất đi chi đạo và bất diệt kiếm đạo, ba cái đại đạo hình thức ban đầu, nếu như cái thế ma thần. Hắn một kiếm chỉ Lý Kế Vĩ, cười nói, như vậy vô sỉ, kiếm khí trong mang độc, hôm nay bất diệt ngươi, định thành hậu hoạn. Nói xong, Diệp Thần một nhát thương đâm ra, đầu thương ma khí nếu như rồng rắn, xẹt qua bầu trời, đánh vào ở Lý Giai Vĩ trên ngực. Bình bịch bịch, bịch bịch, tiếng nổ không ngừng. Bát phẩm tiên khí khôi giáp đều có chút nứt nẻ, đạo đạo ma khí quanh quẩn Lý Giai Vĩ, ăn mòn hắn thân thể. Diệp Thần chế tạo cửu phẩm tiên khí diệt hồn ma thần thương,
mang theo đặc thù ma khí và ăn mòn lực, không tới chốc lát bây giờ, bát phẩm tiên khí khôi giáp liền nhanh chóng rạn nứt ra, Lý Giai Vĩ không thể không được toát ra mình đồ sộ độc đại đạo, một cái dài đến 3.000 mét rộng rãi độc biển, quanh quẩn ở trên trời khung trên, rủ xuống hạ vô số nọc độc, lại cùng ăn mòn lực triệt tiêu lẫn nhau. Rất nhanh, bát phẩm tiên khí khôi giáp phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Lý Giai Vĩ thốt nhiên cười to, nói tiểu xúc sinh, ngươi không được. Quá yếu. Hắn sau đó hai cánh tay chấn động một cái, đồ sộ độc đại đạo thông suốt bay ra đầy trời nọc độc, nếu như mưa mảnh, phân bay ra. Rột rột. Tí ti tơ. Nọc độc rớt rơi trên mặt đất, tin tốc để đem đất mặt ăn mòn ra từng cái trong cái hố sâu. Diệp Thần một kiếm giơ lên trời, đỡ lớn một đạo kiếm khí bảo vệ che chở, ngăn cản nọc độc ăn mòn. Có thể như vậy cũng còn có ti ti lũ lũ nọc độc chảy vào, đem trên người hắn ngũ phẩm tiên khí khôi giáp, ăn mòn được sinh ra đạo đạo khói đen, tiên khí khôi giáp ở giữa khí linh đều đang kêu rên. Hắn ngay sau đó đâm ra một thương, đánh giết Lý Giai Vĩ. Có thể đầy trời nọc độc phân bay, các phái hơi có không chú ý người bị nọc độc dính, đế tôn cảnh người tại chỗ hóa thành một vũng máu, chính là nhập thần cảnh sơ kỳ người đều đau được ngã xuống đất lăn lộn. Mấy chục giây sau thân xác bị ăn mòn, cả người hóa thành một bãi chất lỏng. Có thể độc tiến vào thần cảnh giai đoạn trước cường giả nọc độc. Vô cùng khủng bố. Những thứ khác bảy phái trưởng môn rối rít chống lên từng cái bảo vệ che chở, bảo vệ mình môn đồ đệ tử, cùng với trưởng lão đợi một chút. Cuồng đao môn môn chủ giận không thể nói, suy tư nói, thật hy vọng Diệp Thần làm thịt Lý Giai Vĩ, Lý Giai Vĩ còn dám độc giết ta đệ tử. Đáng hận. Diệp Thần cái này cùng thần vương cảnh, thậm chí hỗn nguyên cảnh đại năng đệ tử. Nếu là làm thịt Lý Giai Vĩ cái này tiểu nhân vô sỉ. Linh Thành coi như an bình. Bình bịch bịch, bịch bịch. Bầu trời trong, một đoàn đoàn nọc độc bị diệt hồn ma thần thương đánh nát, nọc độc vẫn còn ở giữa không trung lúc liền hóa thành một đoàn khói mù, sau đó biến mất. Bất ngờ chính là bị thân súng từ mang ăn mòn lực phai mờ, dẫu sao dư âm nọc độc bay ra. Cũng có thể sát thương không ít người, nếu sự việc những thứ khác thất đại môn phái không liên quan, tự nhiên không cần để cho nọc độc tổn thương thất đại môn phái người. Bót bót, một đoàn đoàn nọc độc nổ lên. Nọc độc ở giữa không trung tiêu diệt, như vậy các loại bảy phái người thấy rất rõ ràng. Nam Như Sương không khỏi cảm khái một câu, cái này Diệp Thần ngược lại là một khối hào kiệt, rất sợ nọc độc làm bị thương chúng ta đệ tử, ngược lại là có lòng. Như vậy tuyệt thế thiên kiêu, ngược lại là định phải thật tốt kết giao một phen. Không sai, Thanh Nhữ Tuyết vậy âm thầm gật đầu. Làm sao sẽ? Không thể nào à, Lý Giai Vĩ thần sắc hơi đổi, thấy được mình nọc độc cũng không làm bị thương Diệp Thần và Diệp Thần binh khí, không khỏi được kinh ngạc nói, ta nọc độc, chính là cấp 7 tiên khí đều có thể phai mờ, làm sao sẽ bị ngăn trở? Hắn ánh mắt nhạy cảm, ngừng mắt nhìn diệt hồn ma thần thương. Tự lẩm bẩm, chẳng lẽ, đây là bát phẩm tiên khí? Hoặc giả nói là cửu phẩm tiên khí? Đế tôn cảnh làm sao có thể điều khiển loại này tiên khí? Chẳng lẽ là tiểu xúc sinh này tự tay chế tạo? Không thể nào. Lý Giai Vĩ trong lòng tung lên mọi thứ sóng gió kinh hoàng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần vật trong tay, tự lẩm bẩm. Còn như thanh trường kiếm kia, ta cảm giác mặt thật giống như có thần vương lực tồn tại. Chẳng lẽ là thần vương khí? Hơn nữa, không giống như là hạ phẩm thần vương khí à? Chẳng lẽ là trung phẩm thần vương khí? Thầm nói nơi này, Lý Giai Vĩ sau lưng mơ hồ bốc hơi mồ hôi lạnh, nhìn Diệp Thần ánh mắt, tựa hồ có chút sợ. Một cái đế tôn cảnh tầng trời một tiểu tử. Tuổi tác không tới 30 tuổi. Lại có một chuôi cửu phẩm tiên khí, cũng mà còn có một chuôi trung phẩm thần vương khí. Nhiều như vậy thần khí, tiên khí, đây chẳng phải là lai lịch bất phàm. Có thể là huyết kiếm môn, Bắc Cung gia tộc, hoặc là những thứ khác con em của đại gia tộc. Bằng vào huyết ma sơn chủ mục trần người kia tình huống, tuyệt đối không thể nào có trung phẩm thần vương khí, năm đó lấy kịch độc làm đổ hắn, vậy bất quá chỉ là thu thập tới một kiện bát phẩm tiên khí khôi giáp thôi, vậy chính là mình trên mình cái này kiện. Bát phẩm tiên khí khôi giáp. Giá trị tương đương với cửu phẩm tiên khí trường kiếm. Đây đều là huyết ma sơn chủ toàn bộ gia tài, huống chi hắn là thần vương cảnh nhất tầng thiên, tuyệt không thể nào có thần vương khí.
bị ta phế bỏ sau đó, nhiều lắm là nhập thần cảnh trung kỳ, càng không thể nào đạt được thần vương khí, vậy không phòng giữ được thần vương khí. Như vậy Diệp Thần, không nghi ngờ chút nào, có lớn bối cảnh. Xem ra, hẳn là một cái thần vương cảnh cường giả đời sau, hoặc là đệ tử. Nếu như ta giết Diệp Thần, vị kia thần vương cảnh sẽ hay không hạ xuống? Nếu như hạ xuống, ta nên như thế nào? Quỳ xuống dập đầu. Nếu là quỳ xuống dập đầu liền có thể, ta dập đầu một vạn lần không có sao. Lúc này, Lý Giai Vĩ tiếp tục thi triển đồ sộ độc công kích, lực đạo lại không có tăng thêm nữa, ngược lại là hỏi, Diệp Thần, người đến từ môn phái nào? Tiểu nhân vô sỉ, ta đến từ nơi nào, không cần để cho ngươi biết. Diệp Thần mắng hắn một câu, lúc này điều khiển tiên khí và thần khí, từng bước bước lui nọc độc, thậm chí vượt qua 100 mét, đi tới Lý Giai Vĩ trước người, một kiếm xuyên thủng liền Lý Giai Vĩ ngực, mất đi lực điên cuồng xông ra, tiêu hao Lý Giai Vĩ thọ nguyên, đồng thời thu nạp hắn đại đạo. Lý Giai Vĩ đại đạo, có kịch độc. Diệp Thần vậy không có chuẩn bị thật thu nạp, chỉ là thu nạp chính giữa đạo uẩn, đền bù sát lục chi đạo, nhưng vậy rất có hạn, nếu không hút nhiều, kịch độc giống vậy sẽ dính sát lục chi đạo, đến lúc đó đối với Diệp Thần mình đều có ảnh hưởng. Thu nạp người khác đại đạo, tiêu hao người khác thọ nguyên, từng chiêu đều là giải quyết tận gốc phương pháp. Ngươi, xúc sinh, Lý Giai Vĩ quát lên một tiếng lớn, bát phẩm tiên khí khôi giáp chấn động ra một cổ lực lượng, lại bị diệt hồn ma thần thương đè xuống. Hắn vận dụng quyền cước và Diệp Thần giao thủ, đánh không phân cao thấp, dư âm chấn động chung quanh, giết chết không thiếu đệ tử trong môn. Dần dần, mặt hắn gò má cấp tốc khô héo đi, thậm chí kim thân thân thể cũng đang khô héo. Nguyên bản Lý Giai Vĩ là một cái không tính là quá cao, còn nhìn qua một người thanh niên, hôm nay nhưng giống như là một cái cổ hy lão đầu tử, đầu tóc bạc trắng, trên gương mặt mơ hồ cũng xuất hiện nếp nhăn, ngắn ngủi mấy chục giây bên trong, già hơn 10.000 tuổi. Cút! Cút ngay cho ta, cút ngay! Lý Kế Vĩ điên cuồng giãy giụa mình thân thể, thoát khỏi giết thần kiếm mất đi lực, rồi sau đó một quyền đem Diệp Thần đánh bay ra ngoài. Hắn lắc đầu một cái, hơi thanh tỉnh một ít mới phản ứng được, mình lại có thể tan mất 20.000 năm thọ nguyên, cộng thêm trước khi 10.000 năm, mình sống 8.000 năm, mình bây giờ tuổi tác, trực tiếp là 38.000 thiên tuế, chỉ còn lại 12.000 năm thọ nguyên. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết Diệp Thần, xúc sinh này! Nguyên bản ta còn muốn nương tay, sợ hắn người sau lưng ra tay. Hiện nay, ngươi nếu ép ta, vậy ngươi phải chết. Cự độc vô biên, kiếm phá trường không. Lý Giai Vĩ tức giận một tiếng, hai tay cầm trường kiếm, sau lưng đồ sộ độc đại đạo vò tới xa xa không ngừng nọc độc, hội tụ ở trên trường kiếm, một kiếm sử dụng, bốn phương vân động, vô số nọc độc kiếm khí xuyên thủng Diệp Thần ma khí. Hắn lại là tự mình tư đi giết. Đem Diệp Thần mấy lần đánh bay. Phốc, phốc, đáng chết, quả nhiên, linh thành cường giả không kém à. Diệp Thần lăn dưới đất lên, khó khăn bò dậy, thân thể cũng bị hao tổn, đạo đạo vết thương, thậm chí toàn thân cao thấp nhiều chỗ thối rữa, kịch độc cũng ở đây ăn mòn mình thân xác, phát triển tiếp, mình vậy sẽ dẫn đầu mất sức, bước huyết ma sơn chủ theo gót. Hắn miễn cưỡng sử dụng giết thần kiếm, lại bị Lý Giai Vĩ đánh bay trở về. Đây chính là nhập thần cảnh hậu kỳ cường giả chiến lực. Toàn bộ chiến lực hoàn toàn bùng nổ sau. Mình lại có thể liền nửa điểm sức đánh trả cũng không có. Đáng tiếc, quá đáng tiếc, Thanh Nhữ Tuyết than thở một tiếng, âm thầm lắc đầu một cái, lấy nàng nhìn lại, Diệp Thần là hẳn phải chết. Chúng Lý Giai Vĩ kịch độc, kim thân xác bị ăn mòn, thân thể cũng bị xuyên thủng. Chỉ cần 3 phút bên trong, kịch độc tất nhiên phát tác. Đến lúc đó chính là thần vương cảnh đều không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho Lý Giai Vĩ làm thịt. Lần trước cái bị như vậy kịch độc ăn mòn người, không phải là thần vương cảnh tầng trời một huyết ma sơn chủ sao? Nguyên lấy là hắn có thể đồ tiên kiêu hùng. Đem Lý Giai Vĩ cái này tiểu nhân vô sỉ bắn chết, không nghĩ tới, hắn vẫn là không cách nào tương đương Lý Giai Vĩ. Cuồng đao môn môn chủ than thở một tiếng, nắm ngoài ra hai cái cửa chủ tay. Tỏ ý nói, quyền lại không phải giúp một tay, cho dù chúng ta toàn bộ lên, vậy không đỡ được Lý Giai Vĩ kịch độc, một khi chúng độc, chúng ta liền đều sẽ chết đi. Chúng ta cũng không phải là thần vương cảnh.
thân xác mặc dù bước vào kim thân phách thể 7-8 cấp, nhưng cũng là không ngăn được kịch độc. Ai? Thật đáng tiếc. Ngoài ra hai cái trưởng môn than thở một tiếng, cũng không có thật đi lên giúp Diệp Thần. Bọn họ hận Lý Giai Vĩ cái này tiểu nhân vô sỉ, nhưng chính bọn họ liền bát phẩm trở lên tiên khí cũng không có, đi lên chính là tự tìm đường chết. Nếu như Diệp Thần người sau lưng, nguyện ý ra tay. Diệp Thần thì không chuyện. Nếu như, Huyết Thiên Môn môn chủ thở dài nói, nếu không phải nguyện ra tay, Diệp Thần chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rất nhiều trưởng môn đều có thương tiếc, dẫu sao Diệp Thần như vậy một cái tuyệt đại thiên kiêu, lấy đế tôn cảnh nhất tầng thiên giám khiêu chiến nhập thần cảnh tầng 9 ngày Lý Giai Vĩ, cũng đã là cực lớn dũng khí và dũng khí, càng ở Lý Giai Vĩ trong tay chống nổi trăm chiêu. Càng dùng mất đi chi đạo, tan mất Lý Giai Vĩ 30.000 năm thọ nguyên. Như vậy các loại, đều có thể gọi chi là côn lôn hư ngày thứ nhất kiêu. Chỉ là vị này thiên kiêu, có chút nóng nảy. Hẳn tu luyện tới đế tôn cảnh tầng 5 trời, tất nhiên có thể địch Lý Giai Vĩ. Đế tôn cảnh tầng 7 tầng 8 trời, nhất định có thể chém chết Lý Giai Vĩ. Đáng tiếc, quá mức gấp gáp. Đang lúc này, luân hồi mộ trong thần đan quân chủ, ánh mắt thanh tuyệt, lạnh lùng nói, như vậy tiểu nhân hèn hạ, vậy dám can đảm động ta đệ tử, tự tìm cái chết. Diệp Thần nghe cho kỹ. Ta cho một đạo lực tính, tăng lên ngươi thân xác, đồng thời ngươi sẽ ngắn ngủi có thần vương cảnh chiến lực. Nhưng chỉ có 10 phút thời gian. Tạ ơn sư tôn, Diệp Thần mới vừa nói xong, liền cảm giác được một cổ hào hùng chiến lực trào vào bên trong cơ thể, mình kim thân xác hơn nữa hiển hóa, hoàn toàn cởi đổi là màu xích kim, chính là bước vào kim thân phách thể cấp 7, khí huyết lực đến cực kỳ trình độ kinh khủng, thậm chí, vượt xa qua nhập thần cảnh tầng 9 thiên. Giờ phút này, Diệp Thần nếu như thần minh vậy, ngưng mắt nhìn Lý Giai Vĩ. Vậy cổ vô biên chiến lực hòa khí cơ hội lan ra, làm được toàn bộ linh thành cũng chiến động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thần vương cảnh. Là thần vương cảnh cường giả khí cơ. Bảy phái trưởng môn ngắm nhìn bốn phía, nhưng phát hiện cái này khí cơ đến từ Diệp Thần bản thân, chẳng lẽ Diệp Thần là thần vương cảnh? Thần vương cảnh. Cái thế vô địch thần vương cảnh cường giả. Nam Như Sương ánh mắt lóe lên, ngưng mắt nhìn Diệp Thần. Tự lẩm bẩm, Diệp Thần lại có thể bộc phát ra thần vương cảnh cường giả khí cơ, chẳng lẽ hắn là thần vương cảnh? Chỉ là vì lịch luyện, cho nên mới đem tu vi áp chế đến đế tôn cảnh nhất tầng thiên. Rất có thể. Diệp Thần thân phận có thể rất cao. Huyết Thiên Môn môn chủ cảm khái không thôi, nói, như vậy khí cơ, cùng năm đó Huyết Ma Sơn chủ giống nhau như đúc à. Năm đó Huyết Ma Sơn chủ nhưng mà thần vương cảnh nhất tầng thiên. Tiến vào thần cảnh tầng 9 trời, dễ như trở bàn tay. Mà nay Diệp Thần cũng có thần vương cảnh khí cơ, có thể là lá bài tẩy, vậy xem là hắn huyết mạch thức tỉnh. Dĩ nhiên, rất có thể hắn bản thân chính là thần vương cảnh cường giả cái thế. Lời này vừa nói ra, những thứ khác mấy phái trưởng môn rối rít hoảng sợ, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, lại có thể không dám chút nào không tuân theo ý. Thần vương cảnh. Nhiều người thiên vua. Khí cơ minh mông thiên hạ, mà có thể tương địch. Chính là tùy tùy tiện tiện một vị thần vương cảnh cường giả, cũng có thể khai tông lập phái, chấp trưởng một khối, là tuyệt đối cường giả. Nhưng là cường giả loại này, lại là Diệp Thần. Một cái 30 tuổi không tới thiên kiêu. Là thần vương cảnh cường giả. Diệp Thần tuyệt đối là cao võ vị diện mạnh đại gia tộc hậu duệ. Nếu không, tuyệt không thể nào có này khí cơ. Thanh Nhữ Tuyết cho ra một cái kết luận, quyết không thể cùng Diệp Thần là địch, nếu không hẳn phải chết. Không sai. Không thể là địch, chỉ riêng hắn tự mình đều có như thế mạnh, sau lưng hắn gia tộc ắt phải mạnh hơn. Giữa lúc rất nhiều trưởng môn hoảng sợ lúc, linh thành chung quanh lao ra 8 đạo khí cơ, mỗi một đạo đều có nhập thần cảnh tầng 9 ngày trình độ. Là 8 phái lão tổ, 8 vị nhập thần cảnh tầng 9 ngày cường giả. Bởi vì cảm giác được thần vương cảnh khí cơ, xuất quan. Thanh Hồng Môn lão tổ cái đầu tiên bay tới, hướng Diệp Thần hai tay ôm quyền nói, thấy tiền bối. Còn lại mấy vị lão tổ vậy rối rít chạy tới, thái độ mấy vị cung kính, gặp qua tiền bối. Gặp qua tiền bối. Không biết tiền bối tới có chuyện gì. Tiền bối có chuyện gì cần chúng ta làm dùm. 8 vị lão tổ thái độ vô cùng là cung kính,
thậm chí xem Ngu Linh Thành dù sao cũng người dân. Không nghĩ tới vị này tuyệt đại thiên kiêu, lại có thần vương cảnh chiến lực, hơn nữa tám phái lão tổ tự mình đi ra tiếp gặp, thái độ vô cùng là cung kính à, Linh Thành đây là tới liền đại nhân vật à. Lý Giai Vĩ sắc mặt lại là cực kỳ khó coi, cầm trường kiếm cánh tay chưa đủ run rẩy, thầm nghĩ, xong đời xong đời. Cái này Diệp Thần lại là thần vương cảnh cường giả. Đáng chết à, sớm biết nên cho hắn dập đầu nói xin lỗi, hắn có lẽ liền bỏ qua cho ta à. Làm sao bây giờ à? Thần vương cảnh giết ta, đây chẳng phải là quá dễ dàng. Thần vương cảnh, liền chỉ là thần vương cảnh nhất tầng thiên, đều đủ để chu diệt hơn 10 vị nhập thần cảnh tầng 9 trời, huống chi Lý Giai Vĩ một người. Các ngươi, tránh ra. Hôm nay ta giết Lý Giai Vĩ, những người còn lại các loại, không để cho liền chết. Diệp Thần lưu lại một câu nói, hơi đi về trước bước, thân hình ngay tức thì đi tới Lý Giai Vĩ trước người. Một quyền đánh trúng ngực đối phương, vô số cuồng bạo khí huyết xông ra, giống như biển khơi thủy triều lên xuống vậy, Lý Giai Vĩ giờ phút này liền giống như một chiếc thuyền nhỏ, ở lớn biển sóng lớn bây giờ, tùy thời có thể tiêu diệt. Không không, Diệp Thần, không, Diệp Tiền Bối. Diệp Tiền Bối, ta sai rồi, người tha ta một mạng. Van cầu ngươi, ta có thể dập đầu cho ngươi nói xin lỗi, ngươi muốn làm cái gì đều được à. Lý Giai Vĩ mặt lộ cầu xin tha thứ vẻ, đối mặt thời khắc này Diệp Thần, hắn căn bản không có chút nào lực phản kích. Một khắc sau, một cổ cuồng bạo lực chấn bạo Lý Giai Vĩ thân xác, lại là xóa bỏ hắn thần hồn. Dịch Tả Linh Thành mấy ngàn năm khôn kiếm môn môn chủ Lý Giai Vĩ. Chính thức chết. Mọi người trong lòng chấn động một cái. Nhập thần cảnh tầng 9 ngày Lý Giai Vĩ. Lại có thể như vậy tùy tiện được đã bị đánh nổ. Lúc này, bọn họ tựa hồ hiểu được Lý Giai Vĩ đánh lén huyết ma sơn chủ, vì sao phải dùng kịch độc, để cho huyết ma sơn chủ mất chiến lực. Thần vương cảnh khí huyết lực phá hai quyền liền đủ để đánh chết nhập thần cảnh tầng 9 ngày võ giả. Nếu là năm đó Lý Giai Vĩ chỉ là đánh lén huyết ma sơn chủ, chỉ sợ sớm đã bị đối phương trực tiếp đánh giết. Cái này, thật là mạnh. Cổ lực lượng này quá mạnh mẽ, tựa hồ không đem hết toàn lực. Chúng ta không thể đắc tội. Mấy phái lão tổ ngắn ngủi sau khi trao đổi, cũng cảm thấy không có thể đắc tội Diệp Thần. Huống chi, bọn họ vậy không bản lãnh, không tư cách đắc tội Diệp Thần. Bên kia, Khôn Kiếm Môn lão tổ nhìn Lý Giai Vĩ bạo liệt máu thịt, không thể không nói, Diệp Tiền Bối làm tốt, Lý Giai Vĩ người này hèn hạ vô sỉ, có làm nhục ta Khôn Kiếm Môn danh tiếng, Diệp Thần Tiền Bối chu diệt hắn, là ta Khôn Kiếm Môn thanh lý môn hộ. Ta Khôn Kiếm Môn nguyện ý ra một kiện bát phẩm tiên khí, một kiện cấp 7 tiên khí, hai kiện cấp 6 tiên khí. Đáp ơn tiền bối. Đáp ơn. Không, là khẩn cầu Diệp Thần không muốn diệt hắn Khôn Kiếm Môn. Khôn Kiếm Môn lão tổ ở chỗ này, rất mạnh à. Đỉnh hơn chống đỡ cái năm ba quyền, hẳn phải chết. Thà đối kháng Diệp Thần, không bằng nhận thua, không nhận kinh sợ có thể, vậy thì làm xong chết chuẩn bị đi. Cho nên Khôn Kiếm Môn lão tổ nói đáp ơn, thật ra thì chính là nói cho Diệp Thần, ta nhận thua, môn hạ ta người đắc tội ngươi, ngươi chu diệt hắn, ta lại bồi ngươi một ít tiên khí, ngươi đừng đến tìm ta phiền toái, ta không đắc tội nổi ngươi. Được, bốn kiện tiên khí, cộng thêm Lý Giai Vĩ hai kiếm tiên khí, có thể. Ta bất diệt ngươi Khôn Kiếm Môn, Diệp Thần thu hồi tiên khí, trong tay nhập linh bài thông suốt lóe lên một đạo sáng bóng. Bên ngoài huyết ma trên núi huyết ma sơn chủ, hiển nhiên vậy nhận được tin tức, đang mừng như điên. Diệp Thần vậy không do dự, hỏi tiếp, các ngươi có biết Linh Vận Tiên Tôn, ngồi là vậy một tòa không gian truyền tống trận rời đi. Ách, là ta cái này một tòa. Thanh Hồng Môn lão tổ mặt lộ mỉm cười, nói, Khôn Kiếm Môn có một tòa không gian truyền tống trận, là truyền tống đến Huyết Kiếm Môn. Nhưng là, phái ta trấn thủ hai cái truyền tống trận, là đi thông Càn Khôn chi địa. Càn Khôn chi địa, là huyết linh tộc trên thế giới, dựa vào phương Bắc một địa phương. Nơi đó là do Nam Cung gia tộc và Hoàng Phổ gia tộc trông coi, gọi chung là Bắc Vực, mà Càn Khôn chi địa cũng ở đây Bắc Vực bên trong, chỗ tòa này không gian truyền tống trận chính là đi thông Càn Khôn chi địa, Linh Vận Tiên Tôn là từ nơi này tới. Nhưng là, nàng dẫu sao là lớn có thể, lúc rời đi hậu,
là từ đâu tỏa không gian truyền tống trận rời đi, chúng ta cũng không biết. Diệp Thần khẽ gật đầu, Linh Vận Tiên Tôn dẫu sao là tạo hóa cảnh đại năng, tu vi còn muốn ở Niếp Bách Kiếm trên, tự nhiên không sẽ đem mình hành tung nói cho những thứ này nhập thần cảnh tầng 9 ngày người biết. Hắn khẽ gật đầu, nói, vậy ta liền ngồi cái này không gian truyền tống trận, đi trước Càn Khôn Chi Địa tìm đi. Được. Diệp Tiền Bối mời, Thanh Hồng Môn Lão Tổ tự mình hướng dẫn Diệp Thần tới đến không gian truyền tống trận trước. Không gian truyền tống trận chính là một cái dáng vóc to truyền tống trận, có chút tương tự với trái đất đá lớn trận, chỉ bất quá đá lớn trận là bỏ hoang không gian truyền tống trận, mà đây một tòa là hoàn hảo không hao tổn. Chỗ tòa này không gian truyền tống trận do 71 cây đá lớn tạo thành, sắp hàng thành 3 tầng hình tròn, trung tâm nhất vị trí có một nơi đôn đá. Trung quanh tràn ra trước mạnh mẽ không gian chi lực, tựa hồ không gian truyền tống cần không gian to lớn quy luật lực. Mời tiền bối tiến vào. Đứng ở đôn đá lên cho giỏi. Thanh Hồng Môn Lão Tổ từ từ vừa nói, thái độ vô cùng là nhún nhường, không có chút nào không cung kính chỗ. Diệp Thần gật đầu một cái, chậm rãi đi vào không gian truyền tống trận, đứng ở đôn đá trên có một cổ lực lượng vô hình bao quanh mình, theo bên ngoài Thanh Hồng Môn Lão Tổ hạ lệnh, bắt đầu truyền tống, sau đó, vậy cổ lực lượng vô hình liền càng cường đại. Hô hô hô! Hô hô! Không gian truyền tống trận phía ngoài nhất 51 cây đá lớn, nhanh chóng xoay tròn, lấy này sinh ra không gian chi lực. Hiển nhiên là không gian thần thạch, có thể tự đi sinh ra không gian quy luật, nếu không muốn truyền đưa qua, chỉ ít cần một vị hỗn nguyên cảnh cường giả tới làm phép, hơn nữa rất có thể truyền tống một lần liền biến mất dây dưa to lớn, nếu như hai lần trở lên, rất nhiều hỗn nguyên cảnh cường giả cũng sẽ không chịu nổi. Từng cổ một không gian quy luật lực bao quanh Diệp Thần. Phía ngoài nhất hai tầng không gian thần thạch vậy xoay tròn càng lúc càng nhanh, trong trận pháp dần dần xuất hiện màu xanh nhạt điểm sáng, là không gian quy luật hội tụ thành không gian lạp tử. Rất nhanh, vô số không gian quy luật hạt hội tụ chung một chỗ, hóa thành một đạo chùm ánh sáng, đột nhiên đánh Diệp Thần trên đỉnh đầu hư không. Hô hô hô! Hô hô hô! Hư không nứt ra, từng đạo cương gió hiện lên, nhưng đều bị không gian quy luật lực ngăn trở. Dần dần, hư không nứt ra phơi bày một đạo hình tròn hang, bên trong là một phiến màu lóa mắt ánh sáng, giống như là một cái lối đi, nhưng lại không thấy được cuối. Không gian truyền tống nếu như dùng Hoa Hạ Chi Địa ngôn ngữ mà nói, chính là đánh xuyên hai giới tiết điểm, khiến cho sinh ra một đạo đi thẳng lối đi, là vượt không gian. Một khắc sau, rất nhiều không gian quy luật hạt bao quanh Diệp Thần, đem Diệp Thần đưa nhập không gian đường hầm bên trong. Sau khi tiến vào, Diệp Thần liền bị chung quanh hết thảy màu lóa mắt ánh sáng sở kinh thán, tự thân tốc độ cực nhanh, mơ hồ đột phá tốc độ âm thanh, nhưng thấy cảnh tượng, vô luận trước sau đều giống nhau, để cho hắn cũng hoài nghi mình rốt cuộc có hay không đi tới trước. Giờ phút này, không gian truyền tống trận ra. Thanh Hồng Môn Lão Tổ thở dài một tiếng, khẽ gật đầu nói, cuối cùng là đem Diệp Tiền Bối đưa đi. Lão Tổ, Diệp Tiền Bối biết Linh Vận Tiên Tôn. Tựa hồ là muốn tìm Linh Vận Tiên Tôn, Thanh Nhữ Tuyết suy tư nói, chẳng lẽ, hắn là Linh Vận Tiên Tôn đệ tử? Không biết, nhưng dường như không giống. Thanh Hồng Môn Lão Tổ hơi nói, Linh Vận Tiên Tôn chỉ lấy nữ đệ tử, hơn nữa ta cảm giác Diệp Thần Tiền Bối trên người có năm đó thần đan quân chủ khí cơ, nhưng không nhất định là thần đan quân chủ đệ tử, có thể là huyết linh tộc vị kia hợp đạo cảnh luyện đan đại sư đệ tử. Thanh Nhữ Tuyết cái hiểu cái không được gật đầu một cái. Thần đan quân chủ quanh thân quanh quẩn đan dược hơi thở, đó là một loại thuần túy đến mức tận cùng hơi thở, bởi vì thời gian dài tiếp xúc các loại đan dược, tự nhiên trên mình và lực lượng đều có thuần túy đan dược lực lượng còn sót lại. Mà khi đó, Diệp Thần toát ra thần vương cảnh khí cơ lúc, vậy toát ra tương tự với thuần túy đan dược khí cơ. Tóm lại bất kể như thế nào, Diệp Thần cũng không phải chúng ta có thể địch hạng người. Quá mạnh mẽ. Người sau lưng vậy khẳng định rất mạnh, có thể là hợp đạo cảnh, cũng có thể và Linh Vận Tiên Tôn một loại là tạo hóa cảnh, thậm chí có thể là tinh khiếu cảnh. Thanh Hồng Môn Lão Tổ từ từ nói, lại nhìn về phía những người khác lúc nói, các vị tất cả giải tán đi, mỗi người cử hành tang lễ. Còn như bên ngoài Huyết Ma Sơn Chủ, Khôn Kiếm Môn tốt nhất không nên đi trêu chọc, dẫu sao Huyết Ma Sơn Chủ và Diệp Thần Tiền Bối có quan hệ. Các ngươi động Huyết Ma Sơn Chủ. Nếu là Diệp Thần Tiền Bối trở về,
có thể diệt các ngươi Khôn Kiếm Môn. Hừ, Khôn Kiếm Môn lão tổ hừ lạnh một tiếng, phất tay áo miệng đi. Ngày hôm nay hắn Khôn Kiếm Môn trưởng môn chết trận, tất cả cấp trưởng lão chết trận hơn 10 vị, đệ tử chân truyền và đạo nguyên đệ tử gần như toàn diệt, thực lực té ngã một cái lịch sử băng điểm, nhưng cũng không dám đi tìm Diệp Thần phiền toái, như vậy chỉ có tự tìm cái chết, chỉ có đàng hoàng làm tang lễ. Những thứ khác bảy phái cũng là được lợi lương hơn. Càng lâu thì là bởi vì là Diệp Thần diệt trừ Lý Giai Vĩ cái này tiểu nhân vô sỉ mà vui sướng trong lòng. Linh Thành đoạn thời gian này là muốn thật nhiều làm tang lễ. Một đoạn thời gian sau này, Diệp Thần từ không gian trong hầm đi ra, thực lực vậy khôi phục lại đế tôn cảnh tầng trời một tiêu chuẩn, dõi mắt vừa thấy bốn phía, cỏ cây tươi tốt, nhưng lại rất linh lực nồng nặc, cây cối đều có mấy 10 mét cao, cho dù một bụi đóa hoa, đều có một người lớn nhỏ. Hắn chưa đủ cảm khái, linh khí mật độ tốt nồng, ít nhất là Côn Lôn hư 10 lần. Khó trách có thể tạo ra nhiều cường giả như vậy. Linh khí càng dày đặc chặt chẽ, đại biểu vượt dễ dàng tu luyện. Cỏ cây tự nhiên hơn nữa tươi tốt. Dựa theo Thanh Hồng Môn lão tổ theo như lời. Ta bây giờ ở Bắc Vực Càn Khôn chi địa, chắc hẳn Linh Vận Tiên Tôn chỗ tu luyện không xa, được tìm một chỗ hỏi một chút. Diệp Thần vừa tiếp tục tiến về trước, vừa suy nghĩ trước nói, huyết linh tộc cái này cao vũ thế giới, nghe sư tôn nói có Đông Nam Tây Bắc trong năm vực. Mà năm đó xâm lược Côn Lôn hư thì là có Nam vực Bắc Cung gia tộc và Huyết Kiếm Môn, những thứ khác bốn vực ngược lại là không có ai tham dự. Năm đó, vậy mấy vị tạo hóa cảnh là Bắc Cung người gia tộc. Tạo hóa cảnh dưới đều là Huyết Kiếm Môn người, Huyết Kiếm Môn đúng là mạnh mẽ, một môn nhất phái thì có nhiều như vậy hợp đạo cảnh cường giả. Bất quá mạnh hơn nữa cũng vô dụng, không bao lâu nữa ta tất diệt Huyết Kiếm Môn. Hắn đi rất lâu. Đại khái một cái hơn giờ, mới nhìn thấy một tòa thành trì. Tòa thành trì này, đổ xem Côn Lôn hư kiến trúc, khắp nơi đều có thể thấy được nhiều loại mộc đầu kiến trúc, nhất cao không quá 10 tầng, ngược lại không xem hoa hạ bên kia cao lầu cao vút, chỉ bất quá tòa thành trì này vô cùng khổng lồ, phỏng đoán so hoa hạ một ít tỉnh thị cũng phải lớn hơn gấp 10 lần chừng. Bên trong ở nhân khẩu, hơi thở tất cả không đồng nhất. Nhưng là mỗi một cái hơi thở cũng để cho Diệp Thần cảm giác được uy hiếp. Diệp Thần vẫn là đi tới trong quán trà, một bên thưởng thức trà, một bên chuẩn bị hỏi dò tin tức. Ở tòa thành thị này, không có khoa học kỹ thuật dưới tình huống, quán trà là rất nhiều võ giả hội tụ tán gẫu địa phương, có thể biết được nhiều tin tức và tình báo. Hây hây, các ngươi biết không? Ngày hôm qua Nam Cung Kiếm Hơn, cầm kiếm giết tới Bắc Bánh Xe Phái à? Lực chém Bắc Bánh Xe Phái hơn vị thần vương cảnh cường giả, thậm chí liền Hỗn Nguyên cảnh trưởng môn, đều bị một kiếm xuyên thủng liền xương ngực à. Nam Cung Kiếm Hơn không coi vào đâu à. Một người khác khoát khoát tay, nói, ngươi có thể biết Linh Kiếm kiếm khách Linh Vô Tích. Một người một kiếm giết Mặc Thiên Môn phái, chu diệt nên phái Hỗn Nguyên cảnh cường giả, thậm chí còn ở Sa Mạc Mặc Lan, gặp được Linh Vận Thiên Tôn đệ tử à. Sa Mạc Mặc Lan à. Từ xưa yêu tộc tụ tập chi địa à, vô số yêu vương ở bên trong xưng vương xưng bá. Mà Linh Vận Tiên Tôn ở nơi đó tu luyện qua một đoạn thời gian, còn có môn nhân chấn thủ, Linh Vô Tích lại có thể thấy Linh Vận Tiên Tôn môn nhân à, đây là bao lớn mặt mũi à. Đúng vậy. Nghe Linh Vô Tích nói, Sa Mạc Mặc Lan, dường như có Linh Vận Tiên Tôn cung điện à. Người nọ nói được mặt mày hớn hở. Những người khác cũng ở đây nói các loại chuyện lý thú. Thành tựu đề tài câu chuyện. Ví dụ như mỗ mỗ thanh niên, một đêm chu diệt 17 vị nhập thần cảnh cường giả. Mỗ mỗ gia tộc người, một đêm chu diệt một cái môn phái. Mỗ mỗ tông phái người, ra tay một cái tàn sát ba cái cửu địch gia tộc, chém chết mấy vị thần vương cảnh cường giả đợi một chút. Còn có Hỗn Nguyên cảnh cường giả ra tay, xuất xứ từ tại Hoàng Phổ gia tộc và Tây Vực những gia tộc khác khai chiến, còn có rất nhiều thần vương cảnh chết đợi một chút. Các loại sự việc không đếm xuể, các loại tin tức bị những người này nói được mặt mày hớn hở, giống như bọn họ một đám đế tôn cảnh người, thân lâm chiến trường quan sát như nhau. Diệp Thần nghe những tin tức này, vậy quan sát bọn họ cảnh giới, suy tư nói, quả nhiên, không hổ cao vũ thế giới. Tùy tiện một cái trong quán trà mặt thì có hơn 10 vị đế tôn cảnh, hơn 10 vị nhập thần cảnh. Trên đường phố tùy ý có thể gặp nhập thần cảnh hậu kỳ cường giả. Thậm chí thần vương cảnh đều có không thiếu.
Cao vũ thế giới, tất cả mọi người thấp nhất ngưỡng cửa chính là đế tôn cảnh. Bất quá, không cần bao lâu ta cũng sẽ trở thành liền hợp đạo cảnh. Hắn nhẹ mân một ngụm trà, ánh mắt lóe lên, nói, bây giờ, ngược lại là phải đi sa mạc Mạc Lan. Diệp Thần suy nghĩ, sa mạc Mạc Lan, ngay tại tòa thành trì này mặt tây, là một nơi rộng lớn sa mạc, bên trong không hề thiếu hơi thở kinh khủng yêu thú, rất nhiều đều là đế tôn cảnh, cũng có là nhập thần cảnh, đối với rất nhiều người thần cảnh cường giả mà nói, cơ hồ là đường cùng. Nhưng hắn nhất định sẽ đi. Sa mạc Mạc Lan coi là cái gì? Linh vận tiên tôn cung điện nhất định phải đi, linh vận tiên tôn tự tiện mang ta đi người, Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết các nàng cũng không biết thế nào. Rất nhanh, Diệp Thần lưu một khối thiên đá, đi đến cửa thành mướn một đầu đế tôn cảnh tầng 8 ngày linh thú, tên là Huyền Thiên Ưng, ngồi lên đi tốc độ cực nhanh, đại khái nửa đêm về sáng liền có thể đến sa mạc Mạc Lan. Đêm đến, ánh sao mong manh. Xa xa mơ hồ có các loại hơi thở bùng nổ. Tựa hồ là hơn 10 vị nhập thần cảnh tầng 9 ngày người ở chém giết lẫn nhau. Rất nhanh thì có người bỏ mình, nhưng Diệp Thần không để ý tới sẽ những thứ này, hắn ngồi ở Huyền Thiên Ưng lên, cảm ngộ lý giai vĩ kịch độc đại đạo, từ trong rút lấy không thiếu đạo uẩn, toàn bộ dung nhập vào sát lục chi đạo trong. Rất nhanh, sát lục chi đạo hơn nữa ngưng tụ một ít, hoàn thiện 60%. Một cổ khí cơ hội từ Diệp Thần trong cơ thể lao ra. Phá cảnh đến đế tôn cảnh tầng 2 thiên. Những thứ khác đế tôn cảnh, còn chỉ là cần đem một cái đại đạo hình thức ban đầu hoàn thiện, mỗi đi lên là 10%, liền lên cấp nhất tầng thiên. Mà Diệp Thần cần đem ba cái đại đạo hình thức ban đầu toàn bộ đi lên, cho dù một cái đại đạo hình thức ban đầu hoàn thiện 60%, cũng chỉ là phá một cảnh giới, cần ở đế tôn cảnh tầng 4 thiên trước, đem một cái đại đạo hình thức ban đầu toàn bộ hoàn thiện. Bởi vì tu luyện có ba điều đại đạo hình thức ban đầu, cho nên Diệp Thần chiến lực vậy vô cùng là mạnh mẽ. Hô hô hô! Hô hô! Đêm gió xào xạc, vạch qua Diệp Thần quanh thân. Huyền Thiên Ưng ngược lại là không có chút nào cảm giác, như cũ xuyên vân phá mưa, dần dần tiến vào mực ngọc sa mạc phạm vi, ở chỗ vạn thước trên không, phía dưới những cái kia đế tôn cảnh đầu người lớn nhỏ yêu thú, ngược lại là không có phản ứng. Nhưng Diệp Thần linh hồn lực hơi quét qua phía dưới sa mạc. Mới qua hơn ngàn mét phạm vi, như cũ phát hiện chí ít trên trăm đầu đế tôn cảnh yêu thú, 53 đầu nhập thần cảnh yêu thú. Dựa theo cửa thành buôn bán tình báo người nói, linh vận tiên tôn cung điện là ở mực ngọc sa mạc bên bờ vùng, mình tìm đúng rồi địa phương, cũng phải đi tới trước mấy trăm ngàn gạo, mới có thể tìm được cung điện. Hô hô hô! Hô hô! Một cổ khí tức mạnh mẽ phóng lên cao. Là một đầu nhập thần cảnh tầng 7 ngày yêu thú, bùng nổ hơi thở, tựa hồ là nhìn chăm chú vào Huyền Thiên Ưng và Diệp Thần, chậm rãi ngự không lên. Diệp Thần thi triển mật pháp, che giấu mình và Huyền Thiên Ưng hơi thở, tăng tốc độ đi về trước bỏ rơi con yêu thú kia, mình là tới tìm Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết, không thời gian và những thứ yêu thú này tác chiến. Dọc theo đường đi. Diệp Thần đã liên tục phát hiện mấy chục đầu nhập thần cảnh yêu thú. Những thứ này còn chỉ là phổ thông yêu thú mà thôi, lại có thể như thế mạnh. Bây giờ, Diệp Thần cuối cùng là rõ ràng Côn Lôn Hư và huyết linh tộc huyết kiếm môn chênh lệch, ở Côn Lôn Hư trung nguyên bản đế tôn cảnh tầng 9 thiên đỉnh cấp Hàn Vân, cũng đã coi như là dơ lên trời bác ngọc trụ, bước biển tím kim lương vậy tồn tại, không nghĩ tới tiến vào cái này mực ngọc sa mạc mới một tiếng. Đế tôn cảnh tầng 9 thiên đỉnh cấp mã yêu thú, cũng phát hiện mấy chục đầu. Rất nhanh. Trên bầu trời, Diệp Thần mơ hồ nhìn thấy một tòa phiêu tán tiên khí cung điện, bản thân chính là một kiện hỗn nguyên tiên khí. Lớn như vậy sa mạc Mạc Lan trong, đứng sừng sững một kiện hỗn nguyên tiên khí, ngược lại là không có bất kỳ người dám động, thậm chí chung quanh chục nghìn mét bên trong, không có một cái yêu thú. Diệp Thần đáp xuống, liền thấy được cửa cung điện. Chạm trổ bốn cái cổ vận chữ to Linh Tiên Cung. Linh Tiên Cung. Linh Vận Tiên Tôn một nơi chỗ ở. Cùng thần đan quân chủ, bách kiếm thần quân, đoán tạo thần quân như nhau, những thứ này cổ xưa cường giả, tựa hồ cũng thích đến chỗ xây chỗ ở, giống như là người Hoa khắp nơi mua nhà tựa như, tới chỗ nào đều có chỗ ở như nhau. Diệp Thần dọn dẹp quanh thân áo khoác, ra vẻ mình nhìn hữu hình voi chút. Hắn liền tiến lên. Ôm quyền nói, Côn Lôn Hư Quang Minh Điện Đình Vô Chủ, Diệp Thần, tới bái kiến Linh Vận Tiên Tôn. Tiên Tôn ít ngày trước,
mang đi bổn vương chủ người thương. Xin tiên tôn đi ra vừa gặp, đem sự việc nói rõ ràng. Tiếng nói vừa dứt, hai cổ khí tức mạnh mẽ phóng lên cao. Linh tiên trong cung bay ra hai vị tiên tử, tuấn mỹ vô cùng, liền thật giống như cửu thiên tiên nữ vậy, thân mặc trường bào màu trắng, chậm rãi rơi vào cửa cung điện trước, dò xét Diệp Thần, khá là khinh thường. Các nàng chính là Linh Vận Tiên Tôn đệ tử, Phiêu Nhứ, Phi Hoa. Linh Vận Tiên Tôn ở các nơi đều có chỗ ở, đệ tử cũng không thiếu, tự nhiên sẽ thay thế sư tôn trấn thủ một ít chỗ ở cung điện, để tránh hạng người xấu xông vào, dưới so sánh đoán tạo thần quân và thần đan quân chủ, thì chỉ là vận dụng chiến khôi và tiên khí phòng thủ. Phiêu Nhứ mắt lạnh đối đãi Diệp Thần, nhẹ nhàng che miệng cười một tiếng, nói, Phi Hoa, ngươi nhìn một chút. Thật là người nào cũng dám tới bái kiến sư tôn à. Côn Lôn hư. Giống như là một thấp võ vị diện đi, dù sao cũng đề tiện chi địa. Còn như cái này Diệp Thần, Côn Lôn hư quang minh điện đình vương chủ. Danh tiếng thật lớn, chữ vậy thật nhiều. Phiêu Nhứ mỉa mai nhìn về phía Diệp Thần, lắc đầu nói, một cái đế tôn cảnh tầng 2 ngày người, là có thể đương ra làm chủ. Còn tự hào vương chủ. Thật là vô cùng gan dạ. Nàng ánh mắt thanh tuyệt, huyễn hóa ra một thanh trường kiếm, chỉ Diệp Thần, kiều trách mắng, thừa dịp bây giờ không có người, người cút nhanh lên. Để tránh dơ bẩn chúng ta Linh Tiên Cung danh tiếng. Còn như sư tôn mang đi ngươi người thương. Sư tôn từ trước đến giờ du lịch các nơi, cũng sẽ thu các loại thiên phú tuyệt đẹp người phụ nữ làm đồ đệ, muốn đến ngươi nơi người yêu, đã là sư tôn chi đệ tử, từ đây chính là thần nữ, chớ nói chi là ngươi, chính là vậy một phái trưởng môn. Hỗn nguyên cảnh cường giả, vậy không có chút nào mơ ước tư cách. Cút, ta không muốn nói thêm câu nói thứ hai, cút, người cái này hèn mọn người đàn ông. Diệp Thần biết nơi đây cường giả san sát, Côn Lôn hư người nhất định sẽ bị xem thường. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ như thế bị xem thường. Thậm chí như vậy làm nhục. Hắn nói thế nào đi nữa cũng là một người đàn ông. Làm sao có thể chịu đựng như vậy? Con đê tiện, ta đến tìm người, không phải giết người, người miệng cho ta sạch sẽ một chút. Diệp Thần lửa giận bốc ba trượng, siết trong tay giết thần kiếm, nói cút nhanh lên trở về, thông báo nhà ngươi chủ tử Linh Vận Tiên Tôn, nói cho nàng ta Diệp Thần có chuyện tới sẽ gặp, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Đây chính là ta thái độ. Tức giận. Trình độ cao nhất tức giận. Nếu như không phải là xem ở Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết. Vẫn còn ở Linh Vận Tiên Tôn nơi đó. Diệp Thần đã sớm bạo khởi sử dụng thần kiếm, giết cái này hai cái tâm cao khí ngạo đệ tử giữ cửa. Ha ha ha! Giết ta! Ngươi là thứ gì à? Phi Hoa cười ngã nghiêng ngã ngửa, một bộ ánh mắt kinh ngạc ngưng mắt nhìn Diệp Thần, chưa đủ lắc đầu một cái, nói, bổn cô nương chính là Linh Vận Tiên Tôn ngồi xuống ngoại môn đệ tử. Cho dù chỉ là nhập thần cảnh, địa vị vậy so thần vương cảnh cường giả cao hơn. Chính là chung quanh rất nhiều môn phái thần vương cảnh trưởng môn, nhìn thấy chúng ta, vậy được uốn gối thi lễ. Chúng ta là thần nữ, chí cao vô thượng thần nữ, người cái này hèn mọn đồ, ngay cả là vương, cũng là cấp thấp vương. Nàng mi mắt tỏ ý Phiêu Nhứ, đối với người bên người cười nói, cái này chẳng biết xấu hổ, không biết trời cao đất rộng hèn mọn người đàn ông, có thể tiến vào mực ngọc sa mạc, đi tới chúng ta trước cửa cung, chắc hẳn có chút bản lãnh. Phải là một thần vương cảnh người đệ tử. Nhưng là hắn không đi nữa, chúng ta ra tay, phế bỏ hắn kinh mạch và tu vi. Tha hắn một mạng, cũng coi là một vị kia thần vương cảnh cường giả, một cái mặt mũi, như thế nào? Ngược lại cũng là à, Phiêu Nhứ nhìn vô cùng đẹp, nhưng lời nói và nội tâm nhưng vô cùng bẩn thỉu, nói, Diệp Thần, còn không mau cút đi. Diệp Thần lại không có để ý sẽ. Ánh mắt đột nhiên rơi vào trong cung điện một nơi trong huyết dịch. Hắn nặn động pháp quyết, hóa thành một đạo sợi tơ, xuyên qua hai nữ, rơi vào vậy than trong huyết dịch, chợt thần sắc đại chấn. Những huyết dịch này là Hạ Nhược Tuyết. Vết máu còn chưa hoàn toàn khô khốc, hơn nữa mặt trên còn có Hạ Nhược Tuyết căn nguyên tinh khí, là ba ngày trước huyết dịch. Hạ Nhược Tuyết, ở chỗ này bị thương. Vẫn là nói, ở chỗ này gặp phải hành hạ. Hạ Nhược Tuyết thế nào? Máu tươi này là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần tức giận nói. Vậy hai vị đệ tử vừa nghe cười lạnh một tiếng, còn chưa cút.
Người loại rác dưới này dám dùng loại giọng nói này đối với chúng ta nói chuyện. Bọn họ hoàn toàn không có chú ý tới Diệp Thần trong mắt lạnh như băng. Cực hạn lạnh như băng. Hạ Nhược Tuyết xảy ra chuyện. Vừa nghĩ đến điểm này, Diệp Thần lại cũng không có chút nào lý tính, trong lòng cuốn lên vạn trượng lửa giận, gọi ra diệt hồn ma thần thương, quanh thân quanh quẩn ra một cổ trình độ cao nhất ma khí, tóc đen phiêu phất, chân đạp lóa mắt quang, trước ngực quanh quẩn hơn cổ sáng bóng, một kiện tiên khí khôi giáp hiện lên, đỉnh đầu mất đi chi đạo, sát lục chi đạo và bất diệt kiếm đạo. Ba đạo đều xuất hiện, ma khí ngang dọc. Giống như thượng cổ ma thần hạ xuống vậy, khủng bố vô cùng. Phiêu tán ma khí thậm chí xua tan mấy dặm nhập thần cảnh lớn con kiến, trong chốc lát gió lớn bốn làm, vô số gió cát phun trào, nếu như ngày tận thế vậy. Người các loại, dám can đảm tổn thương nàng. Còn chưa cút mở. Người này không đúng, phiêu nhíu tay trái lóe ra một cổ sáng bóng, một chuôi bát phẩm tiên khí hiện lên, thay đổi trước khi tam phẩm tiên khí trường kiếm, cẩn thận quan sát đánh tới Diệp Thần, hô lớn, phi hoa, người này là ma đầu. Trên người có ma khí. Đồng loạt ra tay, tiêu diệt ma đầu kia. Được, phi hoa vậy gọi ra một chuôi bát phẩm tiên khí trường kiếm, quanh thân quanh quẩn sáng bóng, một bộ tiên quần mạc dạng tiên khí nổi lên, cánh tay nàng chấn động một cái, vô số hàn xương hiện lên, hóa thành hàn băng trường kiếm, giết hướng Diệp Thần. Diệp Thần, cảnh vật gì Minh Vương Đình Vương Chủ? Chó má đồ, ta xem là man hoang ma tộc ma đầu còn thiếu không nhiều. Đã như vậy, mà đầu gan dám xông vào sư tôn cung điện, giết thì giết, có gì sợ hãi chi? Trừ ma vệ đạo, chính là chúng ta thần nữ chức trách. Vèo vèo vèo, vèo vèo, vô số băng kiếm đĩa bay ra, nếu như một nơi gió bão vậy, cuốn lên chung quanh gió cát, khiến cho hóa thành từng đạo phong sa kiếm, cùng nhau xông về Diệp Thần, thanh thế thật lớn, mơ hồ hiện ra một cổ băng xương đại đạo hơi thở. Thanh thế như vậy. Đủ để chu diệt nhập thần cảnh tiền kỳ võ giả. Nhưng mà, Diệp Thần bất quá đế tôn cảnh nhất tầng thiên. Ra tay quả nhiên ngoan tuyệt. Đây là muốn tuyệt sát Diệp Thần. Kiếm môn. Hiển hóa. Diệp Thần hai cánh tay chấn động một cái, vô số ma khí xông ra, ở vào đỉnh đầu hội tụ ra một đạo cao lớn trăm mét dáng vóc to ma khí kiếm môn, lóe ra đạo đạo ma quang, đồng thời vô số ma khí trường kiếm giết ra. Ma khí kiếm môn rủ xuống hạ từng đạo ma khí, ở vào Diệp Thần trước người, tạo thành một đạo bảo vệ che chở. Bình bịch bịch, băng kiếm và phong sa kiếm, đụng vào ma khí đảm bảo trên vòng bảo vệ, rối rít vỡ ra, hoặc là hóa thành nguyên bản hình thái, lại lần nữa công kích ma khí bảo vệ che chở. Rất nhanh, ma khí bảo vệ che chở mơ hồ xuất hiện vết rách, rất nhanh, ma khí bảo vệ che chở rạn nứt ra, thanh thế thật lớn. Vèo vèo, vèo, hàng ngàn hàng vạn ma khí kiếm phân bay ra, nếu như mưa mảnh vậy, từ giữa không trung thẳng bắn rơi xuống, vừa vặn cao hơn băng kiếm và phong sa kiếm phi hành quy củ, hai người cũng không đụng vào nhau, ngược lại là công hướng phi hoa. Phi hoa lên đường nhảy lên một cái, cả người xoay tròn, tránh thoát từng đạo ma khí trường kiếm. Bỗng nhiên gian, một đạo ma khí trường kiếm vạch qua nàng gương mặt xinh đẹp và thân thể. Ngay tức thì xuất hiện một dấu máu hành động, trên vết thương ma khí từng bước mở rộng, trực tiếp bọc lại phi hoa đầu lâu. Oanh! Một đạo tiếng nổ truyền ra, vô số máu tươi tung tóe, đi đôi với bể vải rơi xuống trên đất. Đẹp nếu như cửu thiên huyền nữ vậy phi hoa, giờ phút này người bị thương nặng, cũng mà còn có máu tươi dính ở trên y phục mặt, vô cùng dữ tợn. Diệp Thần! Người xúc sinh này, gan dám như vậy! Phi hoa tự mình tay cầm tiên khí trường kiếm, vồ đi giết. Nàng trong lòng đã tung lên sóng gió kinh hoàng. Ai có thể nghĩ tới một cái rác dưới chi địa người tới lại có thể như thế mạnh. Cùng lúc đó phiêu nhíu tung người nhảy một cái, đi tới Diệp Thần sau lưng một kiếm đâm ra, muôn vàn kiếm khí thẳng xông lên thân kiếm phún ra ngoài, hóa thành một đạo dài hoành công kích ra, như vậy chiêu thức đủ để đánh chết tầm thường nhập thần cảnh trung kỳ võ giả. Thương thương thương. Từng đạo giày kim loại nặng tiếng va chạm truyền ra. Diệt hồn ma thần thương tự động chống lên một đạo ma khí vòng bảo vệ, chặn lại một kích này, rồi sau đó Diệp Thần để cho khí linh tự đi chiến đấu. Vèo. Diệt hồn ma thần thương bay ra, do chính giữa khí linh điều khiển thân súng, niết chiến phiêu nhứ.
Khí linh dẫu sao là diệt hồn ma thần thương chân chính người điều khiển, nắm trong tay diệt hồn ma thần thương đánh giết Phiêu Như, vô cùng mạnh mẽ, trong chốc lát lại để cho nhập thần cảnh tầng 7 ngày Phiêu Như cũng rơi vào khổ chiến bên trong. Thương linh, ngăn trở cái này hèn mọn người phụ nữ. Rõ ràng, chủ nhân, diệt hồn ma thần thương khí linh đáp lại một tiếng, điều khiển thân súng bộc phát ra một đạo ma quang, thẳng ngất trời khung, đưa tới vô số mưa gió, tất cả đều hóa thành ma khí chi vũ, rơi xuống, mỗi một giọt ma khí chi vũ, đều mang ăn mòn lực lượng. Phiêu Nhứ không thể không được chống lên bảo vệ che chở, trong chốc lát, lại có thể không làm gì được diệt hồn ma thần thương, không khỏi được tâm thần chấn động một cái. Cái này Diệp Thần, thật chẳng lẽ hèn mọn man hoang ma tộc vương chủ? Nhưng là, tại sao có thể có tu vi thấp như vậy xuống vương chủ, có thể chiến lực nhưng như thế cao? Chiến lực như vậy tài lực, một chuôi cửu phẩm tiên khí trường thương, cũng có thể tự chủ ngăn trở ta, tay cầm một chuôi cấp 4 thần vương khí trường kiếm, lại là có thể chống đỡ nhập thần cảnh tầng 8 ngày phi hoa. Cấp 4 thần vương khí, cửu phẩm tiên khí, người này chiến lực, chỉ ít sánh bằng nhập thần cảnh tầng 7 trời, tương đương với vượt qua mấy chục cảnh giới nhỏ đồng thời đối chiến chúng ta tỉ muội. Thương thương thương. Phịch. Phiêu Nhứ tay cầm tiên khí cùng diệt hồn ma thần thương chiến đấu kịch liệt đứng lên, hai chuôi tiên khí đụng vào nhau, sinh ra cực lớn dư âm, thậm chí đem sa mạc mặt đất cũng đánh ra một vài trăm mét lớn nhỏ hố sâu, vô số cát cũng ngay tức thì hóa thành hư không. Diệt hồn ma thần thương như cũ thuộc về thượng phong bên trong. Mặc dù không có Diệp Thần tự mình điều khiển, không có ba điều đại đạo hình thức ban đầu lực lượng gia trì, nhưng là Diệp Thần đang luyện chế tiên khí thời điểm, liền đem hắn làm là thần vương khí tới chui luyện, gia nhập mất đi chi đạo mất đi lực, cùng với sát lục chi đạo giết hại khí, lại phối hợp một chút tự thân ma khí, sử dụng có mất đi, giết hại và ăn mòn bốn loại năng lực. Mặc dù cuối cùng không thành công là thần vương khí, nhưng cũng là cửu phẩm tiên khí chính giữa đỉnh cao. Áp chế một kiện cấp 7 tiên khí và nhập thần cảnh tầng 7 ngày Phiêu Như đánh, tự nhiên không nói ở đây. Bên kia, Diệp Thần tự mình điều khiển giết thần kiếm, dưới cơn giận dữ, mở hết hỏa lực, mấy lần đánh được phi hoa vết thương chồng chất, áo quần vỡ vụn, thậm chí lộ ra một ít xuân quang, có thể Diệp Thần không tâm tư xem những thứ này, ở giết thần kiếm khí huyết tăng phúc dưới, hắn sát ý cực thịnh. Một kiếm rơi xuống, thậm chí mơ hồ bổ ra trước mặt trận pháp. Càng đem phi hoa đánh bay ra ngoài. Diệp Thần không chút nào đóng giữ, vốn chỉ muốn đánh bay phi hoa, mình tiến vào cung điện tìm. Không nghĩ tới, phi hoa lại có thể mấy lần ngăn trở mình. Càng phát ra nóng lòng dưới, mấy mươi lần đánh bể phi hoa thân xác, vẫn như cũ không kịp tiến vào cung điện. Ba ngày trước, Hạ Nhược Tuyết ở chỗ này bị thương. Máu tươi này không biết cái gì nguyên do. Có khả năng nhất. Hạ Nhược Tuyết và Kỳ Tư Thanh ở chỗ này, bị cái này hai phụ nữ hành hạ. Nếu không, Hạ Nhược Tuyết làm sao có thể bị thương hộc máu? Bất kể như thế nào, mình phải mau sớm giết đi vào, đem các nàng cứu ra. Cút ngay! Cút ngay! Diệp Thần một quyền đem bay phất phơ lại lần nữa đánh bay ra ngoài, giữa không trung bay phất phơ khạc ra một ngụm máu tươi, trong mắt đều là kinh hoàng và kiêng kỵ. Kim thân phách thể cấp 5 bay phất phơ. Bằng vào thân xác lực lượng, làm sao có thể chống đỡ được Diệp Thần. Phịch. Phi hoa nặng nề đụng vào cung điện trên vách tường, trào máu không dứt. Nàng ngắm nhìn Diệp Thần, ánh sáng rực rỡ một chuyển, khôi phục thân xác để nguyên quần áo, hàm răng nhỏ cắn, cả giận nói, Diệp Thần, đây là ngươi ép chúng ta. Ngươi không nên hối hận. Ngày hôm nay không giết ngươi, ta cũng không làm người. Một khắc sau. Phi hoa từ càn khôn giới trong lấy ra một đạo màu máu quang vòng, bất ngờ đem màu máu quang vòng dung vào bên trong cơ thể, khí huyết lực nhanh chóng va chạm, ngón tay lại là đang điên cuồng bắt pháp quyết. Nàng hơi thở vẫn còn ở dần dần tăng cường. Giờ phút này, phi hoa không chỉ có thần vương cảnh hơi thở, giống vậy có thần vương cảnh tầng 2 ngày chiến lực. Như vậy hơi thở, chiến lực như vậy, chính là tầm thường chung quanh môn phái trưởng môn, hoặc là một ít đệ tử tới. Cũng không chiếm được tốt gì. Nguyên bản, những thứ này là sư tôn cho chúng ta dùng tu luyện quang vòng. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Không nghĩ tới một mình ngươi rác dưới đất tiểu tử, lại muốn cưỡng ép xông vào sư tôn cung điện, ép ta cưỡng ép thu nạp những thứ này khí huyết quang vòng,
Phi Hoa cực kỳ tức giận, hơi thở ngút trời, nếu như chiến thần vậy. Nàng khua kiếm chỉ Diệp Thần, nếu như thẩm phán hèn mọn người như nhau, bây giờ, ta thu nạp những thứ này khí huyết quang vòng, có thần vương cảnh chiến lực, nhưng là ta căn cơ bị tổn thương, không có ngàn năm khó khôi phục. Còn như ngươi, ngươi cái này hèn mọn người đàn ông đê tiện người, ta muốn cho ngươi biết, chết, đều là xa xỉ. Phiêu Nhứ, Phi Hoa nhẹ nhàng nhắc tới một câu, thả ra một cổ lực lượng vô hình, trực tiếp đánh bay diệt hồn ma thần thương, cũng đem bị thương Phiêu Nhứ nhận được bên cạnh mình. Nàng chân đạp một mặt vách tường, khẽ nâng lên tay trái, lòng bàn tay hút tới vô cùng vô tận linh khí, hội tụ mà thành ba thanh trường kiếm, mỗi một thanh trường kiếm cũng toát ra diệt thế vậy hơi thở, tất cả đều phong tỏa Diệp Thần, còn đang không ngừng xúc lực chính giữa. Không ngừng thu nạp linh lực, không ngừng thu nạp khí huyết lực, xúc lực ba chuôi thần kiếm, chu diệt Diệp Thần. Giết không chết Diệp Thần, liền để cho hắn biết sống không bằng chết mùi vị. Diệp Thần tay trái cầm diệt hồn ma thần thương, tay phải cầm kiếm, ánh mắt bén nhạy, sau lưng trôi lơ lửng ba cái đại đạo hình thức ban đầu, cũng làm tốt đánh một trận chuẩn bị, như vậy linh khí thần kiếm, mình không thể nào tránh được mở, chỉ có chính diện chống cự. Mất đi, giết hại, bất diệt, ba tôn hiển hóa, hắn giống to mấy tiếng, sau lưng ba cái đại đạo hình thức ban đầu đồng thời sinh ra biến hóa. Mất đi đại đạo tựa như hóa thành một cái mất đi chi biển, chính giữa mất đi nước biển sôi trào cực kỳ, tràn ra vô số sáng bóng, một tôn mất đi tôn chủ chậm rãi từ trong biển phiêu phất ra, tay nâng một chuôi thiết tháp tản mát ra vô cùng vô tận mất đi lực, hóa thành một chuôi trăm trượng trường đao. Giết hại đại đạo tựa như hóa thành một vùng núi lâm, vô số giết hại chim muông nhóm bay ra, mỗi người hóa thành một cái điểm sáng, ở vào giết hại núi rừng trên. Hóa hình là một tôn giết hại tôn chủ, tay cầm hai chuôi giết hại kiếm, xúc tích giết hại lực, chờ đợi bùng nổ. Bất diệt kiếm đạo chính là trực tiếp hóa thành một tôn bất diệt tôn chủ, tay cầm trường kiếm, đỉnh thiên lập địa tôn chủ, lên có thể vật lộn thương khung, hạ có thể tàn sát cửu u, trong tay bất diệt trường kiếm, chính là đại đạo hình thức ban đầu lực biến thành, chỉ cần đại đạo bất diệt, kiếm thì bất diệt, tùy thời có thể bùng nổ một kích chí mạng. Đại đạo hình thức ban đầu hiển hóa ra một tôn tôn chủ. Chính là Diệp Thần từ đại đạo hình thức ban đầu trong lĩnh ngộ được đánh giết chiêu thức, chiêu này chủ yếu vận dụng đại đạo hình thức ban đầu lực, không khí huyết, không linh hồn, đơn thuần đại đạo hình thức ban đầu lực, chỉ cần đại đạo hình thức ban đầu mạnh, thì đánh giết lực lượng cực mạnh. Ba cái đại đạo hình thức ban đầu. Có chút bản lãnh. Phi Hoa mi chân hơi dơ lên, đế tôn cảnh, lĩnh ngộ ba cái đại đạo hình thức ban đầu. Một cái liền đủ xây mấy năm thời gian, xây ba cái, cho dù chiến lực vượt xa cùng cảnh, nhưng lại hao phí vô số thời gian, tiêu hao giống vậy thời gian, đừng người tới thần vương cảnh, người mới đến nhập thần cảnh. Người có chút thiên tư. Nhưng là, hôm nay người lấy hèn mọn thấp kém địa vị, xúc phạm cao cao tại thượng thần minh, thần nữ, được bị trừng. Tiếng nói vừa dứt, ba chuôi linh kiếm giết ra, trên không trung lưu lại ba đạo hùng vĩ dấu vết. Chạy thẳng tới ba tôn tôn chủ hư ảnh đi. Mất đi tôn chủ sử dụng mất đi trường đao, mơ hồ ảnh hưởng đến thời gian. Giết hại tôn chủ sử dụng hai chuôi giết hại kiếm, giết hại khí lại là ảnh hưởng đến Phi Hoa và Phiêu Nhứ. Còn như bất diệt tôn chủ nâng kiếm tự mình giết ra, muốn tan biến ba chuôi linh kiếm. Thương khung liên tục tuôn ra ba cái quang vòng, giống như ba cái mặt trời chói chang trên không vậy. Sáng bóng sắp tối đêm thắp sáng, giống như ban ngày thoáng qua rồi biến mất vậy. Mất đi trường đao tiêu diệt, nửa chuôi linh kiếm đánh tới. Hai chuôi giết hại kiếm bể tan tành, nhưng công bể linh kiếm, vẫn như cũ có một đạo mũi kiếm bay tới. Bất diệt tôn chủ mấy lần bị linh kiếm đánh nát, nhưng mấy lần lần nữa hiển hóa, chỉ cần bất diệt kiếm đạo không hủy, hắn liền sẽ không hủy. Vèo, vèo. Một chuôi kiếm gãy và một khối mũi kiếm đánh tới. Kiếm gãy đụng vào Diệp Thần tiên khí khôi giáp, xuất hiện trình độ cao nhất nổ, tiên khí khôi giáp và kiếm gãy đồng thời nổ, cùng chung tiêu diệt. Một khối mũi kiếm nhưng là xuyên thủng Diệp Thần vai phải, đem hắn đánh bay ra ngoài. Khối này mũi kiếm xuyên thủng Diệp Thần sau đó, rơi ở xa xa trong đất cát, lại tung lên hơn ngàn mét gió cát, chu vi mấy chục ngàn mét gió cát đều bị tung bay đến trên bầu trời. Rồi sau đó bị dư âm chấn thành hư không, dưới đất thì xuất hiện mấy trăm thước hố sâu.
khó có thể tưởng tượng. Cái này là chuôi này linh kiếm mũi kiếm, chỉ ẩn chứa 1/5 lực lượng. Cho dù thân kiếm bị đánh bạo, chỉ có mũi kiếm nhưng đều đưa Diệp Thần trực tiếp bị thương nặng, nếu như ba chuôi linh kiếm đều xuất hiện, sợ là có thể trực tiếp tiêu diệt thần vương cảnh tầng trời một cường giả, tiến vào thần cảnh tầng 9 thiên vậy giống như giết gà đổ sát chó vậy đơn giản. Phốc! Thần vương cảnh tầng 2 thiên lực lượng. Diệp Thần phun ra một cổ máu tươi, khí huyết lực hơi tách thả ra, khép lại bộ phận vết thương. Muốn khép lại, sợ rằng được một ít thời gian. Lại còn sống. Khó trách là ba con đường người. Bất quá, người khiêu khích tỉ muội chúng ta, còn muốn đi vào sư tôn tẩm cung, lại dám phạm thượng, tội đáng chết vạn lần. Phi hoa tiên quần phun trào, tung bay như tiên, giống như là cao cao tại thượng nữ thần như nhau, làm người ta chán ghét. Nàng nhưng chút nào xem thường, thấy mất đi hơn nửa chiến lực Diệp Thần, cười nói, tội đáng chết vạn lần tội, ta quyền lại không giết ngươi. Nhưng là ta muốn phong ấn ngươi. Phong ấn ngươi khí huyết lực. Phong ấn ngươi linh hồn lực. Đồng thời lại ngăn ấn ngươi kim thân và ba cái đại đạo hình thức ban đầu. Nàng khinh miệt cười một tiếng, vô cùng sảng khoái, cười nói, ngươi à, sau này sẽ là người bình thường, không suy nghĩ gì cả làm, ngươi một chút lực lượng đều không cách nào sử dụng, ngươi chính là một cái có cảnh giới phế nhân. Ta đây là muốn biết, không có một người chiến lực vương chủ. Sau khi trở về, ngươi có thể hay không bị thủ hạ ngươi trực tiếp làm thịt phân thây? Vương chủ, Quang Minh Điện Đình, ta không giết ngươi, nhưng là ta muốn cho ngươi trở thành phế nhân, để cho ngươi chết ở ngươi trên tay địch nhân. Để cho ngươi kẻ địch tới hành hạ ngươi, để cho ngươi dưới quyền tới hành hạ ngươi. Hơn nữa, ta còn có ở phong ấn trong tăng một chút lực tính, bảo đảm ngươi bị bất kỳ cực hình, bất kỳ công kích, cũng không biết chết. Chỉ có vô biên vô tận thống khổ, cho đến ngươi vạn năm thọ nguyên hao hết, tự nhiên chết già. Nói xong, phi hoa hai tay ngưng kết vô số linh lực, ở vào trước ngực hội tụ ra một đạo càn khôn dấu vết, có nàng huyết mạch của mình lực, càn khôn dấu vết lưu chuyển đỏ xanh hai loại sáng bóng, thông suốt bay về phía Diệp Thần, nếu như một khối thương khung, hướng Diệp Thần bay đi. Rào 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 rào. Rào 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 rào. Càn khôn dấu vết vạch qua giữa không trung, thậm chí đưa tới không gian vặn vẹo, lớn mạnh như vậy phong ấn, có thể nói nghịch thiên. Muốn đến là tới từ linh tiên cung pháp quyết, mơ hồ có chút không gian quy luật và thời gian pháp tác lực, hiển nhiên là một môn hợp đạo cảnh thần công, đủ để phong ấn thần vương cảnh tầng trời một cường giả, nhưng phi hoa không dùng tới thần vương cảnh chiến lực, còn không cách nào thi triển ra. Muốn phong ấn ta? Ngày hôm nay ta phế ngươi cửa. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, phóng lên cao, tay cầm giết thần kiếm và diệt hồn ma thần thương, dục ý đánh giết lại bị càn khôn dấu vết bao ở trong đó. Càn khôn trong vết tích đếm cổ đặc thù lực lượng xông ra, dần dần tụ vào Diệp Thần trong cơ thể. Oanh! Một cổ mạnh mẽ huyết mạch lực thức tỉnh. Diệp Thần ấn đường xuất hiện ác ma mắt, khí huyết lực thật giống như vô cùng vô tận vậy, trực tiếp chấn vỡ càn khôn dấu vết. Phịch! Càn khôn dấu vết bể tan tành, hóa thành đầy trời mảnh vỡ phân bay. Phi hoa gặp phải kịch liệt cắn trả, chợt phun ra một hớp chân huyết, hơi thở cực độ hạ xuống, từ thần vương cảnh tầng 2 ngày hơi thở, trực tiếp rơi vào thần vương cảnh nhất tầng thiên. Rất nhanh, hơi thở lại lần nữa suy nhược 10 lần. Té xuống thần vương cảnh, chỉ còn lại nhập thần cảnh tầng 9 ngày chiến lực. Diệp Thần, ngươi tự tìm cái chết, phiêu nhứ giống vậy nuốt quang vòng. Hơi thở bạo tăng đến thần vương cảnh tầng 2 thiên. Phịch. Diệp Thần luân hồi huyết mạch, thông qua ác ma mắt, bắn nhanh ra một đạo quang hoa, hoành qua thương khung, đánh trúng phiêu nhứ. Phốc. Phiêu nhứ trào máu, màu vàng nổ tung, hơi thở giống vậy rớt rơi xuống thần vương cảnh, chỉ còn lại nhập thần cảnh tầng 9 ngày hơi thở. Ngươi. Huyết mạch gì, làm sao sẽ mạnh như thế? Phiêu nhứ thần sắc hoảng sợ, ngưng mắt nhìn Diệp Thần. Có chút con đường, xem ra không đơn giản, chỉ riêng huyết mạch lực bùng nổ, lại có thể đem chúng ta đánh hạ thần vương cảnh, bất quá, ngươi cảm thấy nhập thần cảnh tầng 9 trời, không thể nhận thu dọn ngươi à. Giết! Giết! Hai nữ phẫn mà giết ra, sử dụng 4 chuôi bát phẩm tiên khí, tổ hợp thành một tòa trận pháp, đem Diệp Thần bọc đi vào, hai nữ sau đó giết đi vào. Diệp Thần đột nhiên huy động diệt hồn ma thần thương, công kích phiêu như băng xương đại đạo.
ăn mòn đối phương đại đạo, cũng đồng thời chiếm đoạt đại đạo lực. Ngươi dám chiếm đoạt ta đại đạo? Quả nhiên là ma đầu. Phiêu Nhứ nóng nảy, điên cuồng mãnh công Diệp Thần, điều khiển hai chuôi tiên kiếm đánh trúng Diệp Thần thân thể. Nhưng là Diệp Thần không có động tĩnh, cưỡng ép ngăn cản. Ma đầu lại có thể chiếm đoạt đại đạo, không thể lưu. Phi Hoa giống vậy sử dụng binh khí, hướng dẫn trận pháp mấy lần oanh bạo Diệp Thần thân xác, nhưng nàng đại đạo, nhưng cũng bị Diệp Thần cắn nuốt. Lấy chiếm đoạt người khác đại đạo, cướp lấy người khác đạo uẩn. Cường hóa thân mình đại đạo. Oanh oanh oanh. Mất đi chi đạo đạt được cường hóa, hóa thành 3.000 mét, 9.000 mét chiều rộng mất đi chi biển, chính giữa vững chắc hoàn thiện được cực nhanh. Rất nhanh, mất đi chi đạo hình thức ban đầu, hoàn toàn hoàn thiện, hóa thành chân chính mất đi đại đạo, một cổ vô biên vô tận mất đi lực đồng thời bao phủ ở Phiêu Nhứ và Phi Hoa, lấy tốc độ cực nhanh cướp đoạt hai nữ thọ nguyên. Hai nữ bản thân liền ra đời tại huyết linh tộc linh võ đại lục, tuổi không tới 23 tuổi. Coi như, các nàng so Diệp Thần cũng trẻ hơn một ít. Giờ phút này, mất đi lực bọc lại các nàng, để cho các nàng mấy giây ngắn ngủi chung bên trong, tan mất 5.000 năm thọ nguyên. Hoàn toàn để cho các nàng từ thanh xuân cô gái, biến thành 5.000 hơn tuổi lão yêu bà. Không không, cái này. Phiêu Nhứ và Phi Hoa điên cuồng công kích mất đi lực, không dám tin tưởng mình lại có thể vô hình chung già rồi 5.000 tuổi. Đối với người phụ nữ mà nói, thọ nguyên là một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề, càng trẻ tuổi càng kiêu ngạo, nguyên bản hai nữ cũng có thể tự xưng là thiên tài. Giờ phút này già rồi 5.000 tuổi, mang cho bọn hắn thống khổ, liền so giết các nàng đều phải đau thương. Hô! Oanh! Một cổ hào hùng khí cơ phóng lên cao. Diệp Thần nơi đây nắm trong tay mất đi đại đạo, tự thân sau đó phá cảnh, nhanh chóng phá đế tôn cảnh tầng 2 trời, để đạt tới đế tôn cảnh 3 tầng ngày trình độ. Hoàn toàn hoàn thiện một cái đại đạo, chỉ cần vững chắc cảnh giới sau đó, bắt đầu hoàn thiện cái thứ hai đại đạo, cũng có thành tựu. Liền sẽ bước vào đế tôn cảnh tầng 4 thiên. Đối với những người khác mà nói, hoàn thiện một cái đại đạo, ý nghĩa lên cấp nhập thần cảnh. Nhưng là đối với Diệp Thần mà nói, chỉ là có thể đột phá 2-3 cái cảnh giới nhỏ mà thôi, hắn có thể nắm giữ lực lượng, là vượt qua xa đế tôn cảnh, giờ phút này chính là đối với nhập thần cảnh tầng 8 trời, vậy không sợ chút nào. Ta đã cho các ngươi cơ hội, nhưng là các ngươi không quý trọng. Còn mưu toan hành hạ ta, nếu các ngươi như vậy thích hành hạ, vậy ta liền tự mình hành hạ ngươi. Ngươi có 30.000 năm thọ nguyên, ta liền cho ngươi chỉ còn lại 1.000 năm. Diệp Thần vô cùng phẫn nộ, nói chỉ còn lại 1.000 năm có thể sống, cho giỏi tốt làm một bà cụ đi. Không giết ta, muốn phong ấn ta, muốn lăng nhục ta, tốt lắm, ta cũng không giết các ngươi hai cái. Ta đem các ngươi thọ nguyên mất đi 9 thành hơn. Để cho các ngươi từ thanh xuân cô gái, biến thành từ từ già đi bà cụ, xem các ngươi như thế nào chịu đựng. Mất đi đại đạo. Mất đi vô cương. Diệp Thần cưỡng ép ngay trước hai nữ mãnh công, hai tay toát ra vô số vô cùng ánh sáng rực rỡ, trực tiếp bọc lại hai nữ. Đồng thời gian, hắn lấy linh hồn lực điều khiển giết thần kiếm và diệt hồn ma thần thương, tạo thành hai đạo bảo vệ che chở, hết sức cố gắng ngăn cản hai nữ công kích. Phiêu Nhứ, Phi Hoa hai nữ, mặc dù rất rơi xuống thần vương cảnh, nhưng vậy có nhập thần cảnh tầng 9 ngày tu vi, chiến lực như vậy, không so với lúc trước Lý Giai Vĩ cao nhiều ít. Chỉ là kinh nghiệm chiến đấu, không bằng vậy tiểu nhân hèn hạ Lý Giai Vĩ mà thôi. Nhưng là lực công kích như nhau không kém, một đối một, Diệp Thần 70% sẽ bại. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, khí huyết chênh lệch giống vậy vậy rất lớn. Duy nhất tương cùng sánh bằng chính là linh hồn lực, bởi vì Mạc Ngưng Nhi thiên chuyển linh hồn đã đem Diệp Thần linh hồn lực tăng lên được vô cùng là mạnh mẽ, Diệp Thần duy nhất thắng được bọn hắn chính là huyết mạch lực. Bình bịch bịch, bịch bịch, Diệp Thần gặp hai nữ điên cuồng công kích, cho dù né tránh cũng đều vẫn là 3 lần bị các nàng đánh lui lại mấy bước. Thật may, mất đi đại đạo tu luyện thành công, nếu không sư tôn không ra tay, đều không cách nào chế trụ hai nữ. Rào 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 rào. Rào 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 rào. Từng đạo mất đi ánh sáng rực rỡ lưu chuyển qua hai nữ trước người, vô hình chung lực lượng biến mất bọn hắn thọ nguyên. Rất nhanh. Nửa phút không tới, hai nữ đã tan mất 20.000 năm thọ nguyên, tóc hoa dâm nhìn thấy mà giật mình.
Tuổi già sức yếu, chính là như vậy. Không. Diệp thần, chúng ta sai rồi. Ngươi lượn quanh chúng ta một mạng đi, chúng ta sai rồi à. Đừng à, đừng nữa biến mất chúng ta thọ nguyên, chúng ta sai rồi. Phiêu Nhứ và Phi Hoa điên cuồng cầu xin tha thứ, thậm chí không công kích nữa Diệp thần, vận dụng toàn bộ lực lượng đi ngăn trở mất đi ánh sáng biến mất. Nhưng là, các nàng không hiểu mất đi chi đạo nguyên lý, cũng không phải là hỗn nguyên cảnh cường giả, không thể ngăn cách không gian, ngăn cản mất đi ánh sáng, thọ nguyên vẫn còn ở biến mất bên trong. Dần dần, các nàng càng ngày càng già, trong lòng càng thêm hối hận, suy nghĩ muôn vàn. Sớm biết như vậy, cần gì phải ngăn trở Diệp thần? Sớm biết như vậy, chúng ta căn bản không sẽ đắc tội Diệp thần à? Ai có thể dự đoán? Diệp thần lại có thể biến mất thọ nguyên, cái này còn không như giết chúng ta à? So sánh bọn hắn thủ đoạn tàn nhẫn, Diệp thần bất quá là dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân mà thôi, đổi lại là loài người bình thường, ngắn ngủi một phút bên trong từ một cái nhẹ nhàng thiếu nữ, biến thành một cái bà cụ, cho dù không giết nàng, nhưng là trừng phạt lực độ là đủ rồi. Các nàng bề ngoài cầu xin tha thứ, nhưng là ánh mắt nhưng là đối mặt. Do dự và né tránh. Sư tỷ, nếu không chúng ta vận dụng cái vật kia, cũng chỉ có mời sư phụ ra tay mới được. Nhưng mà, chúng ta chỉ có một lần cơ hội, lần này cơ hội quá trân quý, lại có thể dùng ở một cái rác dưới đất con kiến hôi lên. Được rồi, bỏ mặc. Hai người nhẹ giọng trao đổi nói. Rất nhanh, mất đi ánh sáng tản đi. Hai nữ từ không trung ngã xuống, giờ phút này toàn thân mỏng nếp nhăn, tóc trắng thủy thiều. Dù là nhúc nhích một chút tay, cũng phải tiêu hao không nhỏ khí lực. Giờ phút này, các nàng 30.000 năm thọ nguyên, chân chính bị tan mất 29.000 năm. Chỉ còn lại 1.000 năm có thể sống. Diệp thần không để ý tới sẽ các nàng, trực tiếp tiến vào cung điện, tìm kiếm khắp nơi dưới, trừ đi mới vừa rồi mình thấy được Hạ Nhược Tuyết vậy than vết máu ra, lại có thể chút nào không phát hiện, không khỏi hồi về chỗ cũng nhìn về phía trọng thương hai nữ. Hỏi, Hạ Nhược Tuyết và Kỳ Tư Thanh đâu? Ha ha ha! Diệp thần, ngươi như vậy đối với chúng ta, còn muốn chúng ta trả lời ngươi? Phiêu Nhứ ngửa đầu cười to, nói, ba ngày trước, chúng ta xác thực thấy được ngươi nhắc tới người thương, hai cái thiên tư chắc tuyệt người phụ nữ, nhưng là, ta tuyệt không sẽ nói cho các nàng biết tung tích, ngươi có thể cho rằng, các nàng đã chết. Không sai, chết, Phi Hoa thê thảm cười, chết. Chúng ta tự tay hành hạ chết. Như thế nào, người có bản lãnh giết chúng ta à? Giết chúng ta à? Chúng ta tự tay hành hạ chết phụ nữ của ngươi, rất đã ghiền à? Bỏ mặc hai nữ nhân kia chết hay chưa, có hay không bị sư tôn thu làm đệ tử? Chúng ta đều nói cho ngươi chết, tự mình hành hạ chết. Chúng ta muốn cho ngươi Diệp thần thật tốt nhận thức, người thương chết đi mùi vị, ai bảo ngươi dám can đảm đối với chúng ta như vậy? Các ngươi tự tìm cái chết. Diệp thần hơn nữa tức giận, nắm lấy bay phất phơ. Kỳ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết, chết. Làm sao có thể, không có bọn hắn sinh mạng biến mất khí cơ. Cái này hai phụ nữ dám can đảm lừa gạt hắn, giết. Để cho ngươi lắm mồm, chết. Diệp thần cầm chặt giết thần kiếm, cần phải một kiếm đánh chết bay phất phơ. Bay phất phơ nhanh chóng bóp vỡ một cái chớp sáng. Một cổ khí thức mạnh mẽ phóng lên cao, giống như vô cực thánh quang vậy càn quét toàn bộ sa mạc Mạc Lan, càng đem Diệp thần đánh bay ra ngoài, một đạo trung niên phụ nhân mạc dạng người phụ nữ hư ảnh hiển hóa ra, điểm ngón tay một cái, lại lần nữa đem Diệp thần đánh bay ra ngoài. Sư tôn! Sư tôn! Hai nữ vội vàng quỳ xuống, bi phẫn muôn vàn. Phiêu Nhứ liền vội vàng nói, đệ tử bất lực, không thể không triệu hoán sư tôn thần niệm. Người này tên là Diệp Thần, tự tiện xông vào ngài cung điện, chúng ta ngăn trở, hắn nhưng dùng mất đi ánh sáng, đem chúng ta thọ nguyên biến mất. Sư tôn, thỉnh cầu ngài tru diệt Diệp Thần. Phi Hoa vậy ôm quyền nói, chúng ta ngăn trở Diệp Thần, vốn là ý tốt. Nhưng là xúc sinh này, lại có thể để cho chúng ta biến thành cái này mạc dạng. Sư tôn, mời ngài tru diệt Diệp Thần, mau cứu đệ tử đi. Các nàng nguyên vốn không muốn quấy rầy sư tôn thần niệm. Nhưng là tình huống dưới mắt không thể không. Ngày hôm nay, sư tôn thần niệm xuất thế, tiểu xúc sinh này không chết đều phải chết. Linh vận tiên tôn thần niệm thể,
xem Phi Hoa và Phiêu Nhứ tình huống, không nói một lời, đánh ra nhị kích ánh sáng rực rỡ rơi vào trên người hai người. Rất nhanh, hai nữ khôi phục được vốn là thọ nguyên, nhưng cả người tu vi tụ hàng, chỉ còn lại nhập thần cảnh ba tầng thiên trừng. Ngươi kêu Diệp Thần, dám can đảm tự dưng tự tiện xông vào bổn tôn cung điện. Bổn tôn, ban cho ngươi vừa chết, Linh Vận Tiên Tôn lạnh như băng ngôn ngữ, quanh quẩn Diệp Thần bên tai, giống như vàng lá chuông lớn như nhau, nổ được Diệp Thần làm đau màng nhĩ. Thời khắc này Diệp Thần trọng thương, căn bản không cách nào ngăn cản Linh Vận Tiên Tôn hơi thở. Như vậy thần niệm thể, chắc có thần vương cảnh trung kỳ chiến lực, hẳn là mỗi một nơi cung điện đều có, hơn nữa giao cho thủ cung đệ tử nơi giữ. Một khi gặp gỡ cường địch, đệ tử không địch lại là được cho gọi ra cái này thần niệm. Linh Vận Tiên Tôn giơ tay lên, trưởng chỉ nhón lưu chuyển một phiến vô cực thánh quang, nếu như năm màu thiên lôi vậy, xây đè xuống, phải đem Diệp Thần đánh chết. Giờ khắc này, Diệp Thần thiết thiết thật thật cảm thấy miểu nhỏ. Vô cùng miểu nhỏ. Lực lượng chênh lệch quá xa. Nhưng mà ngay tại cái này ngàn cân treo sợi tóc đang lúc. Một đạo gầm thét vang khắp. Lão yêu bà. Bản quân đệ tử ngươi vậy dám động thủ. Nghe được tiếng giống giận này, Linh Vận Tiên Tôn thần niệm hơi ngẩn ra. Hắn có thể cảm giác được Diệp Thần trong thân thể xông lên xảy ra điều gì quang ảnh. Đủ để cho nàng kiêng kỵ quang ảnh. Thằng nhóc này lại còn có hậu thủ. Một người đến từ Côn Lôn hư giác dưới trong cơ thể lại cất giấu như vậy lực lượng. Xem ra ta vẫn là xem thường ngươi. Linh Vận Tiên Tôn lời nói rơi xuống, một tôn ngạo nghễ bóng người trôi lơ lửng ở đỉnh đầu. Chính là Bách Kiếm Thần Quân Niếp Bách Kiếm. Niếp Bách Kiếm liều chết xung phong ra, trăm chuôi thần kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo vô cực thần quang, thẳng xông lên thương khung. Hắn ý thức được Diệp Thần gặp nguy hiểm, thậm chí không câu thông Diệp Thần. Trực tiếp ra luân hồi mộ địa, đứng ở Diệp Thần bên người, sau lưng có 18 đạo quang choáng váng, nếu như thiên thần vậy. Bình bịch bịch, bịch bịch, hai cổ vô cực thần quang va chạm, sinh ra kịch liệt tiếng nổ, nhưng khó phân thắng bại. Không nói lý lão yêu bà, ta cũng đi thử một chút, xem ngươi bản lãnh bao lớn. Lại là một đạo thân ảnh từ Diệp Thần trong cơ thể vọt ra. Thần đan quân chủ Vương Càn Thiên. Vương Càn Thiên trôi lơ lửng hậu thế, hắn rất rõ ràng, Diệp Thần lúc này bước vào nơi đây, hung hiểm quá nhiều. Hơi lơ là, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bách Kiếm Thần Quân còn chưa đủ. Phải cộng thêm hắn mới được. Nếu như là bản thể, bọn họ tự nhiên không sợ Linh Vận Tiên Tôn. Nhưng là bây giờ thần niệm cực kỳ yếu ớt à. Thần đan quân chủ quanh thân vô số thần đan hóa thành thần quang trường kiếm giết ra. Một phiến kiếm biển nổi lên, khí cơ ngất trời, làm được hai nữ hoảng sợ vô cùng, thậm chí sợ đến tận xương tủy. Diệp Thần bên người, lại có thể chống lại sư tôn thần niệm tồn tại. Thần quang trường kiếm mang theo kiếm biển nghịch thiên liều chết xung phong lên, đụng vào vậy phiến vô cực thần quang bên trong. Hai cổ lực lượng đối kháng Linh Vận Tiên Tôn vô cực thần quang, mơ hồ đem vô cực thần quang biến dạng, rồi sau đó bộc phát ra một cổ cực hãn hơi thở. Kiếm biển hoàn toàn bị diệt vô cực thần quang, thẳng liều chết xung phong đến Linh Vận Tiên Tôn trước người. Linh Vận Tiên Tôn trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng, một giây kế tiếp, trực tiếp gọi ra một chuôi thạc trường tiên kiếm, một kiếm tan ra, xé kiếm biển. Rồi sau đó Niếp Bách Kiếm đánh ra vậy đạo vô cực thần quang đánh tới, bị diệt thạc trường tiên kiếm, càng đem Linh Vận Tiên Tôn đánh lui. Lão yêu bà, vẫn còn cho ngươi mặt. Niếp Bách Kiếm và Vương Càn Thiên hai mắt nhìn nhau một cái, liền đôi đôi quyết liên giết ra, cùng Linh Vận Tiên Tôn đánh giết chung một chỗ. Ba người đều là thần niệm thể hóa hình ra, thực lực không kém nhiều, cho dù Niếp Bách Kiếm và Vương Càn Thiên thân phận thật sự không bằng Linh Vận Tiên Tôn, nhưng thời khắc này thần niệm thể uy năng cộng lại nhưng muốn Linh Vận Tiên Tôn thần niệm thể sâu hơn một nước. Bình bịch bịch, bịch bịch, trên bầu trời nổ tung ra vô số lóe lên ánh sáng rực rỡ. Vô tận dư âm bắn ra bốn phía ra, đánh vào sa mạc Mạc Lan các nơi, không thiếu nhập thần cảnh yêu thú rối rít bị đánh chết, ngay cả là đến gần thần vương cảnh yêu thú cảm nhận được hết thảy các thứ này, tức giận từng giết tới, nhưng cũng bị ba người đánh cho thành cho tàn. Dần dần, ba người đằng chuyển đánh giết hơn ngàn mét. Diệp Thần và hai nữ cũng trên mặt đất, chỉ có thể nhìn được từng đạo ánh sáng rực rỡ lóe lên,
không cách nào thấy rõ trên bầu trời tác chiến tình huống. Hai nữ tròng mắt lại là hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Thần. Tiểu súc sinh, không nghĩ tới ngươi còn giữ lại hậu thủ. Coi như ngươi sau lưng có cường giả thần niệm, bọn họ vậy khẳng định không địch lại ta sư tôn lực lượng. Ngươi sẽ chờ chết đi. Diệp Thần con ngươi rơi vào hai nữ trên mình, hắn hử lạnh một tiếng. Các ngươi khôi phục thọ nguyên, liền lấy là ta không thể làm gì. Ta nói cho các ngươi, ngày hôm nay không chỉ các người sư tôn thần niệm muốn tiêu tán, hai người các ngươi cũng đừng nghĩ khôi phục thọ nguyên. Thôi, lại cho các ngươi suy nhược 5.000 năm. Làm là dạy bảo, Diệp Thần uống mấy quả chữa thương đan dược, thương thế khôi phục hơn nửa, lúc này đánh giết ra. Hắn sư tôn chính là thần đan quân chủ, hắn lại đi qua thần đan cung, trên mình há có thể không có chữa thương đan dược, chính là thần vương cảnh cho nên dùng đan dược hắn đều có. Chỉ cần không phải làm bị thương căn cơ đến thương thế, hắn cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Rào 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 rào. Bót. Hai nữ không ngăn cản bao lâu, trước sau bị Diệp Thần bắt lại. Các nàng chỉ còn lại nhập thần cảnh 3 tầng ngày chiến lực, cho dù lại cầm bát phẩm tiên khí, vậy tuyệt đối không phải Diệp Thần đối thủ. Mất đi ánh sáng chớp mắt rồi biến mất. Hai nữ lại đổi trở về lúc đầu dáng vẻ. Diệp Thần ném xuống các nàng không để ý tới. Thu bọn hắn tiên khí, suy tư nói, nếu là ta mất đi ánh sáng, không chỉ có thể mất đi người khác thọ nguyên, còn có thể thu nạp người khác thọ nguyên làm mình sử dụng. Sợ rằng ta có thể cùng thiên địa đồng thọ. Đáng tiếc à đáng tiếc, bất quá vậy không sao cả, trăm tuổi trước ta nhất định lên đỉnh đỉnh cấp, vậy không quan tâm thọ nguyên bao nhiêu. Hắn nhìn trên bầu trời, ba người nếu như ba bánh mặt trời chói chan ánh sáng rực rỡ, chém giết lẫn nhau chung một chỗ. Hơi suy tư nói, hai vị sư tôn ra tay, cũng có thể cầm được hạ linh vận tiên tôn thần niệm thể. Cầm là cầm được hạ. Chỉ là có chút khó khăn mà thôi. Luân hồi mộ địa trong, đoán tạo thần quân Trần An Bình nói, chúng ta căn nguyên và thần niệm, đều bị luân hồi mộ địa đoạn lấy một số, thần niệm thể mạnh mẽ, vậy được xem thân phận thật sự thực lực, đơn độc vương càn thiên thần niệm, không phải linh vận cái này lão yêu bà đối thủ. Nhưng là cộng thêm lão niếp. Chắc thắng. Dĩ nhiên, chúng ta có bộ phận căn nguyên, linh vận cái này thần niệm thể không có. Hắn nói xong ánh mắt quét qua luân hồi mộ địa, mơ hồ thấy được ngoài ra ba khối mộ bia đã có nứt ra dấu hiệu, tựa hồ sắp phá vỡ, lại vừa thấy những thứ khác mấy chục khối mộ bia, suy tư nói, mộ chủ, trăm khối mộ bia, trăm vị đại năng, hẳn không chỉ Côn Luân chúng ta giả người. Côn Luân chúng ta hư bị huyết linh tộc huyết kiếm môn nhốt hơn 30 người. Có lẽ, có những thứ khác kinh khủng hơn tồn tại bị nhốt, cho nên thần niệm và bộ phận căn nguyên bị đoạn lấy ở trong này. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía những thứ này mộ bia, cực kỳ nghiêm túc. Giờ phút này hắn trong lòng lớn nhất nghi vấn, trăm tọa mộ bia, mạnh nhất thì là người nào? Cùng nhau đi tới, luân hồi mộ địa cơ hồ có một cái cộng tính. Càng về sau dẫn động đại năng, thực lực càng khủng bố. Vậy thứ 100 tọa. Lại là dạng gì cảnh giới? Chẳng lẽ có thể dung chuyển thiên địa, cũng hoặc là người này mới là luân hồi mộ địa chân chính sau lưng cường giả? Đoán tạo thần quân tựa hồ nhìn thấu Diệp Thần trong mắt nghi ngờ, nói, ngươi nhưng mà tò mò luân hồi mộ địa mạnh nhất là ai? Diệp Thần không nói gì gật đầu một cái. Đoán tạo thần quân cảm thụ một chút bên ngoài tình huống, cũng không nói nhảm, đối với Diệp Thần nói, ngươi theo ta tới. Dứt lời. Đoán tạo thần quân liền hướng luân hồi mộ địa cuối đi tới. Diệp Thần ý thức tự nhiên đi theo lên. Rất nhanh, đoán tạo thần quân bước chân chính là dừng lại. Trước mặt hắn là một khối toàn thân biến thành màu đen cột đá. Cột đá cao trăm trượng, phía trên có khắc 9 cái cự long, tán loạn thiên hạ. Làm Diệp Thần tầm mắt rơi vào cột đá trên, lại cảm thấy một tia kính sợ cảm giác. Sư tôn, trụ đá này là cái gì? Chẳng lẽ cũng là một tòa mộ bia? Vì sao ta cảm giác được trong cơ thể máu tươi đang cháy, giống như nhìn thấy cái gì cực kỳ kinh khủng tồn tại? Đoán tạo thần quân ngưng mắt nhìn cột đá, trong mắt tràn đầy tôn kính. Không biết qua bao lâu, hắn mở miệng nói, luân hồi mộ địa bên trong, kinh khủng nhất một khối đá bia, chính là trụ đá này. Trong này ở một vị cực kỳ kinh khủng tồn tại. Ban đầu ta tiến vào luân hồi mộ địa. Chính là cảm nhận được người này hơi thở qua. Hắn tin tức,
ta không thể tiết lộ quá nhiều, ta chỉ có thể nói cho ngươi, người này họ Nhâm. Các ngươi sẽ gặp nhau, khi đó ngươi sợ rằng Thành Tăng đến để cho ta ngưỡng vọng bước. Đảm nhiệm. Diệp Thần mới vừa muốn tiếp tục hỏi cái gì, bên ngoài chính là truyền tới một tiếng kinh thiên vang lớn. Ầm. Giữa trời đất tựa như hoàn toàn yên tĩnh vậy, thanh âm gì đều biến mất. Diệp Thần trở về thực tế. Chỉ gặp Vương Càn Thiên chậm rãi bay trở về, sắc mặt thương trắng, hiển nhiên tiêu hao không nhỏ. Bên cạnh Bách Kiếm Thần Quân Niếp Bách Kiếm cũng là như vậy, sau lưng 18 đạo quang choáng váng đều bị đánh nát, cuối cùng đánh nát cái này lão yêu bà thần niệm thể, đáng chết, chắc có thần vương cảnh tầng 6 ngày chiến lực, tiêu hao ta không thiếu thần niệm à. Hắn nhìn về phía Diệp Thần, nói, tiểu tử, trận chiến này, ta và lão Niếp tiêu hao quá nhiều, thần niệm không có bao nhiêu, phỏng đoán lại cũng khó mà đi ra giúp ngươi. Ngươi hơn cố gắng tu luyện, thừa dịp còn sớm cầm chúng ta thân phận thật sự cứu ra đi. Vương Càn Thiên nói nhỏ nói mấy câu, liền cùng Niếp Bách Kiếm như nhau, trở lại luân hồi mộ địa trong. Bọn họ quá mệt mỏi. Phải nhanh lên nghỉ ngơi, nếu không tất nhiên tiêu tán. Diệp Thần gật đầu một cái, không để ý tới thương cảm, ánh mắt nhìn về phía trước mặt gần già hai nữ, tựa hồ cũng có thể từ trong miệng các nàng bộ ra lời. Kỷ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết kết quả ở nơi nào? Ta chỉ cho các ngươi một lần cơ hội. Hoa Hạ, tỉnh Chiết Giang. Một nơi mắc tiền trong phòng cà phê, một cái trung niên phụ nhân mang hai cái cô gái trẻ tuổi, ngồi ở một cái trong nhã gian. Trung niên phụ nhân mặc kỳ bào, ngược lại có chút cao quý cảm giác, nàng nhìn về phía trước mắt hai người thanh niên cô gái, thở dài nói, bổn tôn du lịch nhiều năm, vô số muốn bái bổn tôn vi sư người, dập đầu cũng dập đầu phá cửa điện. Bổn tôn cũng không từng xem các nàng một mắt. Làm sao các ngươi hai cái, nhưng lại như là này ngoan cố, không muốn làm bổn tôn đệ tử. Nàng bất ngờ chính là Linh Vận Tiên Tôn, trước mắt hai người thanh niên cô gái, chính là Hạ Nhược Tuyết và Kỷ Tư Thanh. Linh Vận Tiên Tôn du lịch đến nơi cầu, ngược lại là đem các nàng hai người cứu được, mắt thấy các nàng hai nữ thiên tư không tệ, đích thân dạy dỗ, ngược lại là có thể để cho các nàng trăm tuổi trước, bước vào hỗn nguyên cảnh, cũng có thể thành một khối cự kình, ngàn năm cỡ đó, thành tựu hợp đạo cảnh, cũng không phải vấn đề quá lớn. Côn Lôn hư linh khí tương đối mà nói quá yếu, muốn thành liền hỗn nguyên cảnh, ví dụ như huyết thất dạ, Niếp Bách Kiếm người, vậy dùng ngàn năm dài. Nhưng mà, lấy Kỷ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết, ở trăm năm chừng lên cấp hỗn nguyên cảnh, như vậy thiên phú cũng thẳng truy đuổi Diệp Thần, thậm chí so không thiếu linh võ đại lục người thiên phú cũng cao hơn nhiều. Quyết tuyệt như vậy thiên tài đệ tử, Linh Vận Tiên Tôn sinh lòng vui mừng, liền mang các nàng cùng chung du lịch. Lại là mang các nàng đi một chuyến Mình Tiên Cung. Vốn cho là hai nữ hiểu ý động, lại không nghĩ rằng hai nữ cố ý trở lại Hoa Hạ. Nàng biết có một số việc không thể cưỡng cầu, liền đáp ứng. Để cho nàng không nghĩ tới là cái này mấy ngày ở Hoa Hạ, cái này hai người lại còn là không muốn làm mình đệ tử. Tiền bối. Không phải chúng ta không muốn, chỉ là của ngài yêu cầu, để cho chúng ta thoát khỏi Diệp Thần, thanh tâm quả dục. Không được tinh khiếu cảnh không thể gặp Diệp Thần, vậy được muốn bấy nhiêu năm à, chúng ta không làm được điểm này. Kỷ Tư Thanh nói thẳng không kiêng kỵ. Giống như là cãi lại phụ mẫu nữ sinh nhỏ như nhau, cúi đầu vừa nói không muốn nguyên nhân. Hay, các ngươi à, Linh Vận Tiên Tôn chính yếu nói lúc, chợt màu đậm biến đổi, ánh mắt thâm thúy. Ngay sau đó, nàng thần giác buộc vòng quanh vẻ mỉm cười, nói, lại còn có người, dám can đảm động bổn tôn ở Mực Ngọc Sa Mạc cung điện, còn dám phai mờ bổn tôn còn dư lại thần niệm thể, bổn tôn ngược lại là phải xem, rốt cuộc là ai. Một khắc sau, Linh Vận Tiên Tôn chỉ gian toát ra một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng, đem phòng nhã gói lại, khiến cho không chịu ngoại giới quấy nhiễu, vậy không quấy rầy ngoại giới, nàng liền bắt đầu làm phép dò xét hết thảy. Trong mắt của nàng tràn đầy lửa giận. Linh Vận Tiên Tôn tay trái khẽ nâng lên, chỉ gian quanh quẩn ra một cổ màu xanh nhạt sáng bóng, chợt xuất hiện lại một cổ màu đỏ sáng bóng, đỏ xanh hai cổ lực lượng đụng vào nhau, dung hợp lẫn nhau. Bất ngờ chính là không gian quy luật và thời gian pháp tắc. Hỗn nguyên cảnh, lĩnh ngộ không gian quy luật. Hợp đạo cảnh, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Tạo hóa cảnh, dung hợp thời gian cùng không gian hai cổ quy luật, có thể tùy tâm vận dụng, càng có thể dung hợp lẫn nhau,
thăm dò thời gian và không gian bí ẩn, cho dù xa ngoài vạn dặm người, cũng có thể bị ngay tức thì dò xét đến. Cho dù đã biến mất muôn vàn năm người, chỉ cần thúc giục thời gian pháp tắc, cũng có thể nhớ lại người nọ trước người một màn. Có thể nói, tạo hóa cảnh linh vận tiên tôn, tuyệt đối gọi là cao cấp đại năng. Nàng điều khiển hai loại quy luật dung hợp, hóa thành một đạo chùm ánh sáng đánh trúng hư không, trong hư không dần dần hiện ra một cái lối đi, dùng cho dò xét sa mạc Mạc Lan sự tình phát sinh. Rất nhanh, trong lối đi hiển hóa ra sa mạc Mạc Lan cung điện mạc dạng, có thể lại đẩy về sau vào, nhưng lại một cổ lực lượng thần bí ở ngăn trở hai loại quy luật lực lượng. Không đúng à? Không gian quy luật và thời gian pháp tắc dung hợp. Ngay cả là tinh khiếu cảnh ngũ hành quy luật, cũng có thể theo dõi một hai. Như thế không cách nào nhớ lại ra sa mạc Mạc Lan tình huống. Linh vận tiên tôn có chút kinh ngạc, dẫu sao vậy đạo thần niệm thể bị Niếp Bách Kiếm bọn họ tru diệt, nàng tự nhiên không cảm giác được sa mạc Mạc Lan phát sinh hết thảy, chỉ có thể lấy quy luật lực để suy đoán. Nàng có chút không rõ ràng, lòng hiếu kỳ lớn hơn, ngay sau đó hai tay nặn động pháp ấn, thúc giục phát toàn thân cao thấp không gian quy luật và thời gian pháp tắc lực, lần nữa hội tụ ra một vòng quang vòng, tụ vào hư không bên trong, đả thông lối đi, cần phải phá vỡ vậy cổ lực lượng thần bí. Một khắc sau, vậy cổ lực lượng thần bí thông suốt bộc phát ra, phai mở thời gian pháp tắc và không gian quy luật. Tương ứng linh vận tiên tôn mãnh phun một ngụm máu tươi, tương ứng vậy thấy sa mạc Mạc Lan hết thảy, giống vậy thấy Diệp Thần, Niếp Bách Kiếm các người, thần sắc sợ hãi nói, Niếp Bách Kiếm và Vương Cản Thiên. Cái này hai tên không phải là bị những người đó nhốt. Không đúng, là thần niệm thể, cái này Diệp Thần xem ra chính là bọn họ hai cái đứa nhỏ đệ tử. Khó trách có chút vượt cấp năng lực, bất quá cái này Diệp Thần, ta như thế cảm giác có chút quái dị, cổ lực lượng kia thật giống như có cái gì không đúng. Căn nguyên. Không thể nào. Linh vận tiên tôn ngón tay bắt pháp quyết, vốn là khám xét Diệp Thần vận mệnh, nhưng phát hiện một khi đụng chạm Diệp Thần vận mệnh, một cổ lực lượng vô hình liền ngăn cản nàng. Chẳng lẽ tiểu tử này vận mệnh có bữa đạo che chở, không thể dò xét. Linh vận tiên tôn suy nghĩ, dứt khoát lại lần nữa ngưng kết ra một cái pháp ấn, cần phải lần nữa suy tính Diệp Thần vận mệnh, lai lịch và tương lai, muốn xem cái này để cho Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết đồng thời ái mộ lên người đàn ông, có chỗ đặc thù gì. Linh vận tiên tôn thậm chí đang suy nghĩ, Hạ Nhược Tuyết và Kỳ Tư Thanh nếu như bái ta làm sư phụ, linh võ đại lục hạng ngút trời anh tài không thể chọn. Các nàng chính là chân chính kỳ tài, thiên tư lớn lao, tương lai muốn cưới bọn hắn người đàn ông, cũng được xếp đầy toàn bộ sa mạc Mạc Lan, nhưng là thích một cái như vậy đế tôn cảnh sơ kỳ tiểu tử. Tốt! Vậy bổn tôn thì phải xem, thằng nhóc này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Phốc! 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 Linh vận tiên tôn liền phun ba búng máu tươi, sắc mặt thảm trắng, thân sắc sợ hãi nói, lại có thể thật thiên đạo che chở, không thể dò xét. Ta lực lượng cũng không có tư cách. Làm sao có thể? Tiền bối, ngài thế nào? Hạ Nhược Tuyết nhận ra được không đúng, nàng mơ hồ nghe được Diệp Thần tên chữ, liền thử dò hỏi, ngài không có sao chứ? Kỳ Tư Thanh nhưng là nhìn thông suốt rất nhiều, mở miệng nói, ta hiểu Diệp Thần, hắn chỉ là tức giận nhất thời, ngài không nên trách tội hắn xông ngài cung điện. Ta có thể đời hắn bồi tội. Không nghi ngờ chút nào. Nàng vậy thấy trong lối đi một màn kia, Diệp Thần đánh bại hai nữ, tiến vào cung điện dò xét tình huống. Kỳ Tư Thanh ngưng mắt nhìn linh vận tiên tôn mạc dạng, không hiểu cái gì thời gian pháp tắc và không gian quy luật, cũng không hiểu thiên đạo, tương lai cái gì, chỉ nói tiền bối, là ai làm thương tổn ngài. Chẳng lẽ là Diệp Thần sư tôn à? Ngài thế nào? Hai nữ tiến lên, tra xét linh vận tiên tôn thương thế. Linh vận tiên tôn ho khan mấy tiếng, cười nói, Niếp Bách Kiếm và Vương Cản Thiên cái này hai tên, còn không gây thương tổn được ta. Ta là dò xét Diệp Thần tương lai và vận mệnh, mà bị thiên đạo cắn trả, căn cơ hơi bị tổn thương. Như vậy thứ nhất, khoảng cách thành tựu tinh khiếu cảnh thời gian, thì phải trong tương lai lại kéo cái năm 2000. Bất quá, Diệp Thần thằng nhóc này, huyết mạch ngược lại là mạnh mẽ, lại có thể dẫn động thiên đạo lực che chở hắn tương lai. Nhưng là bổn tôn dẫu sao là tiên tôn, thiên đạo cho dù mạnh hơn nữa, cũng không phải không thể dò xét. Nàng dò xét hai nữ, hơi khinh thường nói, Diệp Thần, thiên phú qua phải đi.
Chỉ là, bổn tôn mới vừa rồi dò tra được một chút không phải sự việc, thằng nhóc này một tháng bên trong, nhất định có huyết quang tai ương, hơi có không chú ý chính là chết không có chỗ chôn. Cái gì? Tiền bối, Diệp thần có huyết quang tai ương gì? Hai nữ ngay tức thì luống cuống, cái này cùng đại năng đều nói Diệp thần có huyết quang tai ương. Chẳng lẽ, là huyết linh tộc sự việc? Huyết linh tộc lớn hơn giờ tấn công. Tiền bối, có phải hay không huyết linh tộc sự việc? Ngài có thể không thể giúp một chút Diệp thần à? Kỷ Tư Thanh khẩn cầu nói, tiền bối, rốt cuộc là huyết quang tai ương gì à? Linh vận tiên tôn khăn tay lau chùi rất thần giác máu tươi, ánh mắt bình thản, nói, một tháng bên trong, huyết linh tộc ở giữa huyết kiếm môn tất nhiên tập sát đến Côn Lôn Hư, hiển nhiên huyết kiếm môn đã biết Diệp thần phá hoại bọn họ ở Côn Lôn Hư địa vị thống trị. Diệp thần đánh chết huyết kiếm môn phái người xuống. Ta muốn huyết kiếm môn khuê ảnh, tất nhiên biết được chuyện này, hẳn phái cường giả ở trên đường. Nàng suy nghĩ nói, 3.000 năm trước, huyết kiếm môn và Bắc Cung gia tộc, hội tụ 3 vị tinh khiếu cảnh, 20 vị hợp đạo cảnh, mấy trăm hỗn nguyên cảnh, tiến vào Côn Lôn Hư, đánh bại Niếp Bách Kiếm các người, đồng thời chém giết Côn Lôn Hư nhóm lớn nhập thần cảnh, thần vương cảnh, hỗn nguyên cảnh người. Một lần kia, bổn tôn ở du lịch bên ngoài, cũng không phát hiện. Lúc phát hiện, Côn Lôn Hư đã thất thủ, dứt khoát năm đó có chút giao tình người, đều không sao, bổn tôn cũng không có sẽ ở ý, quyền lại làm là những thứ này đứa nhỏ gặp trắc trở đi. Nhưng là lần này, Linh Vận Tiên Tôn sát cố ý vị nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết và Kỷ Tư Thanh, nói, lần này lại công Côn Lôn Hư, Côn Lôn Hư cũng chỉ có không tới 20 vị nhập thần cảnh, vô thần vương cảnh trở lên cao thủ. Mà huyết kiếm môn cũng không thông báo Bắc Cung gia tộc, từ sẽ không có tinh khiếu cảnh ra tay. Bổn tôn đoán chừng, lần này phủ xuống cường giả, hẳn là nhập thần cảnh, thần vương cảnh, cũng hoặc là cảnh giới cao hơn, Côn Lôn Hư là hủy định, Diệp thần là hẳn phải chết, hai vị liền thật tốt đi theo ta tu luyện đi. Linh Vận Tiên Tôn tận lực đem sự việc chi tiết toàn bộ nói ra. Vượt trội huyết kiếm môn mạnh mẽ và Côn Lôn Hư nhỏ yếu, cùng với Diệp thần phải chết kết cục, chính là muốn xem Hạ Nhược Tuyết và Kỷ Tư Thanh phản ứng. Nghe được những lời này, Hạ Nhược Tuyết đã vô lực ngồi dưới đất. Kỷ Tư Thanh chính là vội vàng nói, tiền bối, ngài là tinh khiếu cảnh tinh không đại năng, lần này lại không có cái đó Bắc Cung gia tộc ra tay, cho nên không có tinh khiếu cảnh đối thủ, ta van cầu ngài mau cứu Côn Lôn Hư, mau cứu Diệp thần đi. Đối với ngươi mà nói, huyết kiếm môn những người này, cũng không tính là cái gì, mời ngài cứu giúp Diệp thần. Huống chi, ngài thực lực như thế mạnh mẽ. Không có tinh khiếu cảnh kẻ địch, ngài ra tay cũng không cần quá mức tiêu hao lực lượng à. Kỷ Tư Thanh khẩn cầu kể trước. Linh Vận Tiên Tôn thần giác buộc vòng quanh lau một cái cười nói, ra tay. Ta vì sao phải ra tay? Côn Lôn Hư cùng ta có quan hệ gì đâu? Đỉnh hơn coi là ta du lịch một cái thế giới thôi. Tiền bối, ngài không phải dạy dỗ qua Côn Lôn Hư người à? Nói thế nào đi nữa ngài đối với Côn Lôn Hư cũng phải có chút cảm tình đi. Kỷ Tư Thanh hiển nhiên có chút khẩn trương, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Nàng bây giờ thực lực không giúp được Diệp thần, càng không thoát khỏi Linh Vận Tiên Tôn. Dưới mắt chỉ có thể cứu Diệp thần chính là người trước mặt. Vậy không qua tiện tay mà là. Mấy ngàn năm qua này, ta du lịch thế giới không đếm xuể. Linh Vận Tiên Tôn khẽ lắc đầu, nói ta chỉ điểm qua số người lấy vạn kế, nhưng chỉ là bổn tôn tâm tình tốt, chỉ điểm một phen mà thôi, chưa tính là bổn tôn đệ tử. Ngược lại là vậy hai cái bị Diệp thần gây thương thích cô gái, là bổn tôn đệ tử. Nàng nhìn chăm chú Hạ Nhược Tuyết và Kỷ Tư Thanh, nói các ngươi muốn bổn tôn ra tay, nhưng bổn tôn và Côn Lôn Hư vừa vô can hệ, vậy không nhận biết Diệp thần, càng không phải là hắn trưởng bối, bổn tôn vì sao phải có ra tay. Huống chi Bắc Cung gia tộc, có tinh khiếu cảnh đại năng chấn giữ. Tuy bổn tôn chính là tạo hóa cảnh đỉnh cấp, nhưng vì sao phải vô duyên vô cớ ra tay, chặn huyết kiếm môn, từ đắc tội Bắc Cung gia tộc đâu. Linh Vận Tiên Tôn nói được đặc biệt trực tiếp. Một vô can hệ, hai vô lợi ích. Tại sao phải ra tay? Tiền bối. Diệp thần hắn thiên phú tốt vô cùng, ta để cho hắn bái ngài làm thầy, có được hay không? Kỷ Tư Thanh tròng mắt ửng đỏ tiếp tục nói, Diệp thần hắn đến nay tu luyện không tới 10 năm, chưa bao giờ sẽ bất kỳ võ công gì,
không có bất kỳ tu vi tu luyện tới đế tôn cảnh, chiến lực lại là sánh bằng nhập thần cảnh, hắn là rất tốt thiên tài, để cho hắn bái ngài làm thầy. Hắn tương lai khẳng định sẽ trở thành là tinh khiếu cảnh cường giả. Ngài suy nghĩ một chút, ngài cái này một môn ra một cái tinh khiếu cảnh cường giả, vậy được cho ngài mang đến bao lớn quang vinh à? Miệng mồm lanh lợi bé gái. Linh Vận Tiên Tôn ngược lại là cười, nói, Diệp Thần ở thấp phủ thế giới, là tuyệt thế thiên tài. Nhưng là ở Linh Võ Đại Lục, hắn là thứ gì? Thánh Long gia tộc, Vạn Kiếm gia tộc, thần tộc đợi một chút, nhà nào ra đời đứa bé, cho dù tùy tiện luyện cái 5-3 năm, ăn nữa liền gia tộc trang bị thần đan thần dược, 5-6 tuổi đều có thần vương cảnh, thậm chí còn hỗn nguyên cảnh tu vi. Này cùng trẻ thơ đều có thể một quyền đánh chết hắn. Muốn hắn tới có gì dùng? Huống chi, bổn tôn không thu nam đệ tử. Linh Vận Tiên Tôn nói xong, nửa lộ nụ cười, ngưng mắt nhìn Kỳ Tư Thanh, trong lòng thầm nghĩ, bổn tôn nói như thế nhiều. Chính là muốn nhận ngươi làm đồ đệ. Làm sao, cái này nha đầu tình thương cứ như vậy thấp à? Vẫn là không muốn. Cũng được, ngươi không muốn, bổn tôn không ra tay, ngươi liền đàng hoàng nhìn ngươi tình nhân nhỏ chết, đến lúc đó ta mang ngươi trở về. Cách nhau cái trăm ngàn năm, thời gian là tốt nhất thuốc chữa thương vật, đến khi trăm ngàn qua sang năm, ngươi cũng không liền quên Diệp Thần tên tiểu tử này. Đến lúc đó, lại bái bổn tôn vi sư, cũng tốt à. Tiền bối, ta không có cầu qua ngươi, chỉ cầu ngươi lần này. Kỷ Tư Thanh nhìn về phía Linh Vận Tiên Tôn, thông minh nói, ngài sở dĩ nói như thế nhiều, liền là muốn chúng ta bái ngài làm thầy. Như vậy. Ngài liền có lý do ra tay chứ? Nàng sắc mặt hơi đỏ lên, nói, làm đồ đệ mà quan tâm người ra tay, cái này rất hợp với đạo lý. Đã như vậy, vậy ta vậy quyết định. Nói xong, Kỷ Tư Thanh đứng dậy tới lui về phía sau hai bước, chợt quỳ xuống, ba lạy chín gõ, nói, đồ nhi Kỷ Tư Thanh, bái kiến sư tôn, mời sư tôn ra tay, cứu Diệp Thần, ta cũng nguyện ý đi theo sư tôn đi Linh Võ Đại Lục tu luyện. Được được được. Xem ra ngươi còn tình thương không thấp, không tệ. Linh Vận Tiên Tôn hơi vẫy tay, liền đem Kỷ Tư Thanh nâng lên rồi, ngay sau đó chỉ gian một chút, một cổ sáng bóng rơi vào Kỷ Tư Thanh trên mình, nhanh chóng tăng lên Kỷ Tư Thanh cảnh giới. Rất nhanh, Kỷ Tư Thanh tu vi đã từ đế tôn cảnh nhất tầng thiên, tăng lên tới đế tôn cảnh tầng 9 thiên. Điểm chỉ bây giờ cởi đổi bán tiên, Linh Vận Tiên Tôn không hổ cao cấp cường giả, thủ đoạn như vậy. Có thể nói hoa hạ trong truyền thuyết điểm hóa thành tiên. Đồ nhi à, Bắc Cung gia tộc các lão gia, ta có chút giao tình. Thành tựu tạo hóa cảnh mấy chục ngàn năm, không thể nào không có lý do gì liền bác bạn cũ mặt mũi đi. Linh Vận Tiên Tôn tựa hồ là đang giải thích, nói, Linh Võ Đại Lục không thể so với các ngươi Côn Lôn hư, các ngươi Côn Lôn hư sống được dáng dấp mấy ngàn tuổi, 1800 tuổi như nhau. Sống ngắn không có được trăm năm. Cũng coi như là một ít đứa nhỏ, ở trong mắt ta chống đỡ chết chính là một thanh niên, người trung niên mà thôi, vẫn chưa trưởng thành. Gặp phải điểm mâu thuẫn thì phải sinh phải chết, vi sư loại cảnh giới này người à, sống mấy chục ngàn năm, danh tiếng khắp thiên hạ, vô luận là địch hay bạn, đại đa số cũng đúng không chết đối phương, cho dù đối nghịch hơn 10.000 năm, cũng bất quá là đánh cuộc tức giận nhất thời, có thể bảo vệ vậy chính là mình danh tiếng tôn nghiêm thôi. Vi sư phải ra tay. Vô lý do tương đương với bác Bắc Cung gia tộc vậy ba cái lão già kia mặt. Vi sư cũng không muốn lại rút ra hơn 10.000 năm thời gian và bọn họ so tài, quá lãng phí thời gian. Dứt khoát, người bái ta làm sư phụ, vi sư vừa có lý do, vậy ba cái lão già kia tử sẽ không bác mặt của ta. Sống mấy vạn năm lão quái vật, con cháu đời sau nếu là không có chết, kém không nhiều vậy chính là cái tuổi này. Nếu là chết, vậy cũng không can thiệp được. Dẫu sao có thể là chết già. Càng đi sau tu luyện càng người cô đơn, duy nhất có thể nhìn được chính là mặt mũi và tôn nghiêm, cho nên rất nhiều lão quái vật một khi bị khiêu khích, cũng sẽ mặt đỏ tới mang tai được truy đuổi đánh ra, dẫu sao, bọn họ có thể xem trọng vậy chỉ còn lại mặt mũi. Tạ ơn sư tôn. Xin hỏi sư tôn, như thế nào ra tay? Kỷ Tư Thanh mắt to như nước trong veo tình, ngắm nhìn Linh Vận Tiên Tôn, nói, mời sư tôn che chở Côn Lôn hư. Hoặc là đem Côn Lôn hư xếp vào ngài dưới quyền. Còn như Diệp Thần, ta muốn sư tôn cứu hắn, nhưng không thể để cho hắn có bất kỳ tổn thương. Người cái này bé gái,
quỷ cơ chí. Linh Vận Tiên Tôn vỗ một cái Kỳ Tư Thanh trán, cười nói, vi sư còn chưa nói làm sao cứu bọn họ, người ngược lại là nói ra trước như thế nào cứu. Còn như ngươi nói được loại này cứu pháp, xem tình huống đi. Ta đáp ứng ngươi không phải để cho thằng nhóc kia xảy ra chuyện. Ta sẽ xuất thủ. Tạ tạ sư tôn, Kỳ Tư Thanh quả đấm cầm chặt, năm ngón tay rơi vào trong thịt, rỉ ra một tia máu tươi. Nàng không muốn rời đi. Nhưng là nàng không có lựa chọn. Khả năng này là nàng một lần cuối cùng giúp Diệp Thần. 5 năm này tới, Diệp Thần bị người ngoài làm phế vật, nàng nhưng thủy chung tin tưởng Diệp Thần sẽ trở thành nhân trung long phượng. Bây giờ Diệp Thần đứng ở Côn Lôn hư đỉnh cấp, nhưng là nàng nhưng không nhìn thấy. Linh võ đại lục. Đi chỗ này, không biết lúc nào mới có thể thấy Diệp Thần. Có thể cả đời cũng không thấy được đi. Dẫu sao Côn Lôn hư và nơi đây chênh lệch quá xa. Linh Vận Tiên Tôn đột nhiên phát giác cái gì, ánh mắt rơi ở một mực không nói gì Hạ Nhược Tuyết trên mình. Chỉ là, Hạ Nhược Tuyết, ngươi vì sao còn không muốn bái ta làm sư phụ? Hạ Nhược Tuyết thở ra một hơi, nhưng lại lộ ra một đạo nụ cười, tiền bối. Cái này, nếu là lần sau Diệp Thần còn xuất hiện nguy hiểm, ta lại bái ngài làm thầy. Ngươi cái này nha đầu, Linh Vận Tiên Tôn vậy không nói gì, cầm ly trà lên, tỉ mỉ thưởng thức. Lại nàng nhìn lại, Diệp Thần vậy hai vị sư tôn thần niệm cơ hồ hao hết. Lá bài tẩy lại nữa. Như vậy con kiến hôi làm sao chống cự tiếp theo phủ xuống Côn Lôn hư cường giả. Buồn cười. Cùng lúc đó, Côn Lôn hư linh thành bên trong, chợt tới một đám người. Cầm đầu chính là từ huyết linh tộc hạ xuống đến Côn Lôn hư Khuê Long. Hắn là huyết kiếm môn trung chuyên cửa phụ trách Côn Lôn hư đệ tử nội môn. Hắn cả người nhập thần cảnh tầng 9 ngày chiến lực, mặc dù ở huyết kiếm môn không coi vào đâu, nhưng là ở Linh Thành, thậm chí là Côn Lôn hư, đã là tuyệt đối đứng đầu. Khuê Long mới vừa đi ra liền cảm giác không đúng, chung quanh Thanh Hồng môn lão tổ, Khôn kiếm môn lão tổ, hơi thở đều có chút không đúng. Hắn nặn động pháp ấn, thả ra từng đạo sáng bóng, vạch qua những lão tổ này trên mình. Chỉ chốc lát sau, Khuê Long thần sắc hơi đổi. Nói, trên mình lại có Diệp Thần tên tiểu tạp chủng kia hơi thở. Xem ra, tên tiểu tạp chủng này đi tới qua Linh Thành. Mấy người các ngươi, đem sự việc nguyên bản nói ra cùng ta nghe, nếu không diệt các ngươi. Hắn tự nhiên biết Diệp Thần sự việc. Ban đầu Ngụy Vô Thành đi tới Côn Lôn hư sau đó, điều tra ra được 6 đế tôn cảnh huyết linh tộc người chết trận là Diệp Thần nơi là, liền đem tình huống cách không truyền về huyết kiếm môn, hơn nữa truyền cho Khuê Long. Khuê Long liền biết Diệp Thần tình huống và khí tức. Chỉ là không nghĩ tới lần này hạ xuống Linh Thành, còn chưa tới Côn Lôn hư. Lại có thể phát hiện Diệp Thần hơi thở. Tên tiểu tạp chủng này, lại có thể đi vào Linh Thành. Ngược lại có chút cổ quái. Linh Thành mấy vị lão tổ tuyệt đối không nghĩ tới huyết linh tộc lại có thể nhanh như vậy lại tới người. Lần này tới huyết linh tộc huyết kiếm môn cường giả. Như vậy thứ nhất. Cái đó gọi Diệp Thần tiểu tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ừ, đại nhân. Mấy vị lão tổ khom người, đàng hoàng kể trước hết thảy các thứ này. Từ Diệp Thần đi huyết ma núi, đạt được huyết ma sơn chủ linh bài, lại tiến vào Linh Thành, mạnh sông Khôn kiếm môn, chu diệt tiểu nhân vô xỉ Lý Giai Vĩ đợi một chút sự việc, đầu đuôi cho Khuê Long nhớ lại liền một lần. Khuê Long nghe xong, thần sắc đại biến, ánh mắt có chút thâm thúy. Tự lẩm bẩm, Diệp Thần tên tiểu tạp chủng này, lại có thần vương cảnh chiến lực. Kỳ quái à kỳ quái, theo lý thuyết không thể nào à. Ngụy Vô Thành ít ngày trước truyền về tin tức, Diệp Thần chỉ là nói nguyên cảnh, chống đỡ tử chiến lực tương đương với nhập thần cảnh nhất tầng thiên trừng. Làm sao mới qua đoạn thời gian này, Diệp Thần liền bạo phát ra thần vương cảnh chiến lực. Chẳng lẽ, Côn Lôn hư còn có thần vương cảnh cường giả cất giấu? Như vậy thứ nhất. Ta đây là đối với cái này kêu Diệp Thần con kiến hôi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Thời gian ngắn tăng trưởng như thực lực này. Chuyện này không phải là không có, Khuê Long cũng biết linh võ đại lục một ít siêu cấp gia tộc, ví dụ như thần Long gia tộc, thánh Long gia tộc và thần tộc đợi một chút, cao bọn họ huyết kiếm môn hết mấy cấp bậc, gia tộc bên trong cho hậu duệ uống thần đan và thần dược. Đích xác có thể ở trong vòng một ngày, đem hậu duệ tu vi rút ra cao một cái cảnh giới lớn. Nhưng là,
Diệp Thần không nghi ngờ chút nào không thể nào có loại này nghịch thiên bối cảnh à. Xem ra cái này Diệp Thần trên mình tất nhiên cất giấu đại bí mật. Thôi, tới trước Côn Lôn hư vòng ngoài xem một chút đi. Khuê Long lúc này mang 18 vị nhập thần cảnh cường giả, ra Linh Thành, đi tới đến gần Côn Lôn hư một nơi đỉnh núi chi địa, ngưng mắt nhìn xa xa Côn Lôn hư giới vách đá, dài hô một hơi, hai cánh tay đổi phát màu máu đỏ sáng bóng, sau lưng mơ hồ hiện ra một tôn thương long hư ảnh. Là bảy chảy máu mạch thương long. Huyết mạch hắn lực, hiển nhiên so Ngụy Vô Thành cường đại hơn được hơn. Chỉ là vẫn là đệ tử nội môn mà thôi, hơn nữa trong tu luyện ngàn năm, cũng không có quá lớn thành tích, chủ nếu là không có thần vương khí. Đồng thời, Khuê Long càng đem Ngụy Vô Thành một tia máu tươi, rơi tới thương long hư ảnh lên, dùng cho tìm Ngụy Vô Thành, dẫu sao Ngụy Vô Thành có mấy ngày chưa có trở về, dựa theo tình huống mà nói, lúc này Ngụy Vô Thành hẳn trở về. Bình bịch bịch. Bịch bịch, thương long hư ảnh vật lộn dơ lên trời, mơ hồ biến dạng hư ảnh, từ trong đổi thành một cổ cực hạn ánh sáng rực rỡ, theo bắn tới Côn Lôn hư trên, dùng cho dò xét Ngụy Vô Thành tình huống, cùng với mấy ngày nay sự tình phát sinh. Rào 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 rào, rào 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 rào, từng đạo ánh sáng rực rỡ lóe lên mà qua, dần dần tạo thành một đạo màn sáng, hiển hóa ra cùng ngày Ngụy Vô Thành thẩm phán Diệp Thần cảnh tượng. Khuê Long đạt tới sau lưng hơn 10 vị cường giả, cùng chung xem chuyện này. Từ lúc ban đầu Ngụy Vô Thành phái đế tôn cảnh tầng 9 ngày thanh niên, đi lên muốn ngược giết Diệp Thần, kết quả ngược lại bị đánh giết. Rồi đến nửa bước nhập thần cảnh bị giết. Nhập thần cảnh nhất tầng thiên bị giết. Ngụy Vô Thành ra tay, Diệp Thần huyết mạch thức tỉnh, ngược lại ngược đánh Ngụy Vô Thành. Cuối cùng đem Ngụy Vô Thành chém chết, thấy rất rõ ràng. Khốn kiếp! Diệp Thần tiểu tạp chủng này, còn muốn ngất trời, lại có thể liền người chúng ta cũng dám động. Con kiến hôi còn muốn lay trời, thật là buồn cười. Đã như vậy, chúng ta không ngại lại đánh dẹp ngươi Côn Lôn hư một lần. Để cho ngươi cảm thụ một chút cái gì mới thật sự là ác mộng. Khuê Long ánh mắt thâm thúy, tức giận nói, lần này, liền lấy ngươi Côn Lôn hư tới cho hả giận. Bất diệt ngươi Côn Lôn hư tất cả mọi người, lão tử cùng ngươi Diệp Thần họ. Nói xong, một khắc sau Khuê Long lấy ra đưa tin lệnh bài, đem Côn Lôn hư sự tình phát sinh, cùng nhau cho biết liền huyết kiếm môn lão tổ. Vị này lão tổ bất ngờ chính là ban đầu phát động đối với Côn Lôn hư tác chiến vị kia đại năng Khuê Ảnh, hợp đạo cảnh đỉnh cấp khủng bố tồn tại. Mới vừa đưa tin xong, Khuê Long ngưng mắt nhìn Côn Lôn hư, nói, nếu Diệp Thần có thể bùng nổ thần vương cảnh chiến lực, vậy Côn Lôn hư có thể còn có ẩn núp cường giả, chúng ta dứt khoát không nóng nảy đi vào. Nhưng mà ngay tại lúc này, mấy đạo hơi thở cuồng bạo phun trào tới. Huyết linh tộc còn dám lại tới người, nhận lấy cái chết. Ngay lập tức gian, mấy vị nhập thần cảnh cường giả phun trào tới. Bọn họ chính là cùng Diệp Thần liên minh kiếm môn thành thành chủ và tinh kiếm môn lão tổ các người. Trong nháy mắt vây khốn Khuê Long các người. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Linh võ đại lục, huyết kiếm môn chi địa. Một vị tóc hoa dâm ông già xuyên thấu qua màn sáng tự nhiên thấy được Khuê Long bị vây, phẫn mà một trưởng vỗ bể trước mặt bàn, hù được chung quanh đệ tử kinh hồn bạt vía. Cái này phiến chỗ tu luyện, cuộc sống hàng ngàn hàng vạn đệ tử, giờ phút này vô luận nhập thần cảnh ngoại môn đệ tử, vẫn là thần vương cảnh đệ tử nội môn, tất cả đều ùm trên đất, không dám ngẩng đầu, sợ bị lão tổ đánh giết. Khuê Thiên! Khuê, mau tới đây! Ông già gọi tới đang phó trưởng môn, ánh mắt thâm thúy giống như cửu u vậy, sát khí ngang dọc, nói truyền lệnh xuống, ta không muốn nhìn thấy nữa Côn Lôn hư có bất kỳ sinh mạng sống. Nhất là tiểu xúc sinh kia Diệp Thần. Bản quân không muốn Côn Lôn hư đầu hàng, cũng không muốn Côn Lôn hư bại. Bản quân muốn Côn Lôn hư từ trên xuống dưới tất cả mọi người, yêu thú, toàn bộ hóa thành cho tàn. Nếu không, bản quân tiêu diệt ngươi hai người. Rõ ràng. Lão tổ, trưởng môn Khuê Thiên ôm quyền nhanh chóng đi xuống, phân phối các nơi người. Phó trưởng môn cũng theo đó đi xuống, điều động bổn môn trưởng lão, hộ pháp, cùng với rất nhiều đệ tử. Lần này, hai vị trưởng môn cũng rõ ràng, lão tổ là thật đang nổi giận, phải nhanh một chút điều động hết thảy cường giả, đi Côn Lôn hư, tru diệt những phế vật kia, nếu không gặp họa được chính là mình. Rất nhanh,
một đạo tiếng chuông vang khắp huyết kiếm môn trên dưới. Tất cả đệ tử, trưởng lão, hộ pháp, toàn bộ chạy tới đại điện tập họp. Mà giờ khắc này Côn Lôn hư vòng ngoài, từng cuộc một dư âm chấn động. Bình bịch bịch, các loại ánh sáng rực rỡ, các loại chiến đấu dư âm lóe lên, đỉnh núi gần như lâm vào là phế tích. Linh Thành gia cường giả đứng đầu, dựa theo trước cùng Diệp Thần ước định, giúp Diệp Thần chặn huyết linh tộc người, giờ phút này chiến đấu cực kỳ kịch liệt, thậm chí bên trên một vài chỗ đều bị cực lớn đánh vào. Một đạo tiếng nổ kịch liệt, vang khắp Vân Tiêu. Huyết kiếm môn trong một vị nhập thần cảnh tầng 4 ngày cường giả, rất miễn cưỡng là bị tinh kiếm môn lão tổ giết được thân xác tắc nứt từng khúc nứt ra, thậm chí còn cuối cùng tự bảo. Tinh kiếm môn lão tổ lực phách một kiếm, chém bay một cái nhập thần cảnh tầng 6 ngày huyết kiếm môn đệ tử, phẫn nộ quát bọn họ chỉ còn lại 9 người. Mọi người hợp lực, chu diệt lần này từ huyết linh tộc phủ xuống huyết kiếm môn xúc sinh. Ngày sau, chúng ta có thể tùy ý tiến vào cao vũ thế giới. Lại không có bất kỳ ngăn trở. Hắn cầm đoản kiếm trong tay, thúc giục phát toàn thân khí huyết, tuôn ra một kiếm chém chết một vị nhập thần cảnh tầng 6 ngày huyết kiếm môn người. Đi theo, hắn cùng Khuê Long vị này nhập thần cảnh tầng 9 ngày cường giả chém giết chung một chỗ, mặc dù thấp hai cảnh giới, nhưng dẫu sao sống sót hơn 10.000 năm, những thứ này chênh lệch ngắn ngủi có thể tạm thời đền bù ở. Diệp Thần, lão phu cửa đáp ứng chuyện ngươi, làm được. Ngươi có thể phải hoàn thành ngươi đáp ứng chúng ta sự việc à? Lần này vì giúp ngươi ngăn trở huyết kiếm môn người, lão phu tinh kiếm môn sợ rằng đều phải sa sút một đoạn thời gian. Ngươi nếu không dẫn chúng ta bước vào chỗ đó, ngươi chính là nói không giữ lời người. Mà giờ khắc này Diệp Thần tự nhiên không biết Côn Lôn hư sự tình phát sinh. Hắn vốn định thẩm vấn trước mặt hai cái quần áo lam lũ cô gái liên quan tới Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết tung tích. Lại không nghĩ rằng một cổ vô cùng lực lượng mạnh xuyên phá hư không rơi vào hắn trên mình. Đây là một loại bị rình rập cảm giác. Giống như có cường giả muốn cưỡng ép tra xem vận mạng hắn. Lực lượng này hắn thậm chí không cách nào kháng cự. Nhưng sẽ ở đó lực lượng muốn phá vỡ hết thảy trở ngại thời điểm, hắn túi màu đen đá lóe lên tia sáng chói mắt. Đồng thời, luân hồi mộ địa trong. Đoán tạo thần quân mang hắn nhìn thấy màu đen cột đá lại có thể truyền đến một đạo long ngâm. Nguyên bản ảm đạm cột đá lại lóe lên một đạo quang hoa. Ánh sáng rực rỡ sau lưng mơ hồ nổi lên ba chữ. Một cái trong đó chữ chính là đảm nhiệm. Già dặn có lực, tán loạn thiên hạ. Diệp Thần dĩ nhiên là phát giác luân hồi mộ địa dị động, hắn nhìn lướt qua cái đó cột đá, hơi kinh hãi. Trụ đá này tại sao có thể có long ngâm? Còn có trụ đá này vì sao cùng màu đen đá có lớn như vậy liên quan? Xem ra cột đá sau lưng bí mật mới là luân hồi mộ địa chân chính bí mật. Diệp Thần lời nói vừa dứt hạ, đoán tạo thần quân thanh âm chính là vang lên, nếu như ta không đoán sai mới vừa rồi linh vận tiên tôn bản thể đã phát hiện chuyện nơi đây, nàng chắc hẳn vận dụng bí pháp mưu toan nhìn thấu ngươi, cũng may bị người nọ ngăn trở. Phỏng đoán linh vận tiên tôn vậy vì thế trả giá một ít giá phải trả. Diệp Thần ngẩn ra, hắn nhưng là rõ ràng linh vận tiên tôn khủng bố, lại không nghĩ rằng trụ đá này sau lưng tồn tại lại kinh khủng hơn. Bất quá hắn cũng có tự mình hiểu lấy, thời gian ngắn căn bản không có thể thấy người này. Dưới mắt Hạ Nhược Tuyết bọn hắn an nguy quan trọng hơn. Diệp Thần con người rơi vào bị thương hai vị linh vận tiên tôn đệ tử trên mình, mới vừa rồi các ngươi chắc cảm nhận được linh vận tiên tôn hơi thở, nàng cũng đối với ta không thể làm gì, các ngươi còn muốn vùng vẫy. Hai người giờ phút này diễn cảm cực kỳ dữ tợn, thậm chí sợ hãi. Mới vừa rồi Diệp Thần khí tức trên người thiết thiết thật thật là sư phó bí thuật. Nhưng mà bí thuật bỗng nhiên vỡ vụn, sư phụ tất nhiên bị cắn trả. Làm sao có thể? Liền sư phụ cũng không làm gì được người, các nàng có cái gì tư cách chống lại? Do dự mấy giây, một người trong đó mở miệng nói, máu kia đúng là một người trong đó, chỉ bất quá vậy hai nữ không có gì đáng ngại. Sư phụ đối với cái này hai người cực kỳ để ý. Còn như bọn hắn tung tích, nếu như ta không đoán sai, các nàng và sư phụ cũng trở về Côn Lôn hư. Cùng lúc đó, Côn Lôn hư vòng ngoài. Hoàn toàn loạn thành nhất đoàn. Giết, một vị linh thành vùng lân cận cường giả lòng bàn tay quanh quẩn ra một đoàn quang cầu màu đen, ném bay ra ngoài rơi vào một cái huyết kiếm môn đệ tử trước người.
quang cầu nhanh chóng vỡ ra, xuất hiện hàng ngàn hàng vạn kiếm khí, nhanh chóng đem vị này nhập thần cảnh tầng 4 ngày huyết kiếm môn người chu diệt. Hắn hét lớn một tiếng, hôm nay giết huyết kiếm môn người, ít ngày nữa chúng ta tùy ý tiến vào linh thành. Gia trưởng lão, môn chủ, theo ta giết. Ám tinh một kiếm. Hắn sử dụng một kiếm, bốn phương mây đen phun trào, vô số sấm sét lóe lên mà qua, nhanh chóng đem một vị nhập thần cảnh 3 tầng ngày huyết kiếm môn người bọc lại, rồi sau đó từng đạo màu đen kiếm quang vạch qua, ngang dọc ra, đem cái này huyết kiếm môn người chu diệt thành hai nửa. Đang lúc này, và Diệp Thần ước định linh thành vùng lân cận nhập thần cảnh cường giả đều đuổi tới. Tám thế lực lớn sở hạt, có thể chạy tới nhập thần cảnh giai đoạn trước 23 vị, nhập thần cảnh trung kỳ 17 vị, nhập thần cảnh hậu kỳ 8 vị, đồng thời vây giết 6 vị huyết kiếm môn người, bao gồm Khuê Long vị này nhập thần cảnh tầng 9 ngày cường giả. Trăm kiếm môn môn chủ một bên liều giết, một bên nói nhỏ, Diệp Thần, người phải giữ lời dùng à. Lão phu cửa lần này cùng ngươi kết minh, nhưng mà hoàn toàn theo huyết kiếm môn đắc tội. Ngươi nếu là dám đổi ý, lão phu cửa liền dám giết nhập côn lôn hư. Khốn kiếp, các ngươi những thứ này khốn kiếp. Khuê Long bị tinh kiếm môn lão tổ, trăm kiếm môn lão tổ vây công, bị giết tiên khí cũng đánh rơi, cả người máu tươi, vô cùng thê thảm. Các ngươi lần này khốn kiếp. Không bao lâu nữa, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Nhất định phải chết. Đáng hận. Đáng hận. Cái này nhất định là Diệp Thần tên tiểu tạp chủng kia an bài. Ta sư đệ, sư muội à. Đáng chết Diệp Thần, lại có thể an bài như thế nhiều nhập thần cảnh khốn kiếp, mai phục ở Côn Lôn Hư ra. Côn Lôn Hư nhất định phải diệt, 3.000 năm, lại có thể còn dám phản kháng chúng ta huyết linh tộc huyết kiếm môn, nhất định hoàn toàn giết sạch. Các ngươi những con kiến hôi này. Dám can đảm vây giết chúng ta. Phái ta lão tổ đã biết Côn Lôn Hư sự việc, các ngươi còn không dừng lại. Khuê Long một quyền oanh phi tinh kiếm môn lão tổ, lại bị một người khác một kiếm giết thuận lợi cánh tay gãy lìa, đau đớn vạn phần, ngắm nhìn bốn phía, mình mang ra ngoài chín sư đệ, sư muội, giờ phút này chỉ còn lại người kế tiếp. Muốn mới vừa rồi, chúng ta 10 người, nhập thần cảnh đỉnh cấp một người, nhập thần cảnh hậu kỳ một người, trung kỳ 5 người. Giai đoạn trước 4 người. Như vậy thật lớn đội hình, thật là so Ngụy Vô Thành đi ra lúc mạnh hơn được hơn, thậm chí mạnh mẽ 10 lần. Có thể chúng ta còn chưa tiến vào Côn Lôn Hư, đã bị linh thành vùng lân cận những thứ này khốn kiếp, giết được chỉ còn lại chính mình, thật là đáng chết à. Các ngươi còn không cho ta dừng tay. Ít ngày nữa chúng ta tông môn cường giả hạ xuống. Ngươi cùng tông môn tất diệt, Khuê Long bị một kiếm xuyên thủng ngực. Nhưng là nhanh chóng lấy ra một tấm lệnh bài, phẫn nộ quát, dừng tay. Dừng tay, động thủ nữa, ta bóp vỡ lệnh bài, mời thần vương cảnh sư tôn hạ xuống, chu diệt ngươi cùng. Lời này vừa nói ra, bốn phía yên lặng lại. Tất cả mọi người ánh mắt thâm thúy ngắm nhìn Khuê Long. Rất nhiều nhập thần cảnh cường giả, bao gồm huyết ma sơn chủ và giao long đỏ võ đều tới, một người một rồng mới vừa rồi đánh bể một cái nhập thần cảnh tiền kỳ huyết kiếm môn đệ tử. Mọi người bao quanh Khuê Long, cũng mắt nhìn Khuê Long lệnh bài trong tay. Có chút kiêng kỵ, nhưng là đáp ứng Diệp Thần chuyện, lại được làm. Trong chốc lát, đều có chút quấn quýt. Một khi ở giết Khuê Long trước, lệnh bài bị bóp nát, nếu là thật có thần vương cảnh cường giả hạ xuống, há chẳng phải là tất cả mọi người tại chỗ đều phải chết. Ngươi cùng hèn mọn đồ. Còn dám vây giết ta huyết linh tộc người, vây giết ta huyết kiếm môn đệ tử. Khuê Long che ngực, thần giác đeo đầy máu tươi, lộ ra nụ cười quỷ dị, phẫn nộ quát các ngươi là không muốn sống. Bây giờ, các ngươi nếu là dám giết ta, ta sư tôn lập tức hạ xuống. Tàn sát sạch liền các ngươi. Quỳ xuống cho ta. Hèn mọn đồ. Lại dám khiêu khích ta, còn dám giết ta huyết kiếm môn người. Phải để cho bọn họ quỳ xuống, quỳ nghênh phái ta trưởng lão, hộ pháp, trưởng môn bọn họ. Sau đó sẽ ngược giết. Quỳ xuống. Ngươi xác định, tinh kiếm môn lão tổ ánh mắt thâm thúy. Xác định, quỳ xuống cho ta. Khuê Long nói mới vừa nói xong, thì có mấy đạo binh khí công kích đánh tới. Ba đao tam nện hai kiếm, tám chuôi tiên khí phân biệt từ mỗi cái phương diện tập sát tới đây, trực tiếp xuyên thủng Khuê Long thân thể, lại là phai mở thần hồn, lệnh bài cũng bị tinh kiếm môn lão tổ cầm vào tay.
Oanh! Một đạo tiếng nổ truyền ra sau đó, nhập thần cảnh tầng 9 ngày Khuê Long bị đánh bạo. Lệnh bài nhưng là lóe ra một cổ sáng bóng, một đạo hư ảnh hiển hóa ra, tức giận nói, ngươi cùng nhiệt xúc, còn dám giết ta huyết kiếm môn người, chúng ta huyết linh tộc cường giả ngày mai sẽ hạ xuống, ngươi cùng còn không? Còn chưa có nói xong, tinh kiếm môn lão tổ một kiếm liền chém chết liền hư ảnh. Hắn ánh mắt quay lại nhìn về phía những người khác, nói các vị, chuyện kết minh tình, có thể xảy ra vấn đề. Nhưng là mọi người và Diệp Thần đều là trên một cái thuyền, bây giờ, chúng ta đi Côn Lôn hư đi, ta trong tay có lệnh bài có thể liên lạc Diệp Thần, để cho Diệp Thần các sư tôn tới tương trợ. Cái này, không nghĩ tới, sẽ biến thành như vậy. Huyết kiếm môn làm sao nhanh như vậy ồ ạt tấn công Côn Lôn hư à? Chung quanh tất cả mọi người đợi một chút đều là một mặt than thở, nguyên lấy là chỉ là trợ giúp Diệp Thần, ngăn cản một lần huyết linh tộc người. Cho nên mọi người đều là đem hết toàn lực ra, lấy hơn đánh thiếu, lấy mấy phe chỉ tử vong hai vị nhập thần cảnh giai đoạn trước trưởng lão dưới tình huống, tru diệt huyết kiếm môn các người. Nguyên bản đáng ăn mừng, nhưng là không nghĩ tới, huyết kiếm môn lại muốn dốc toàn bộ ra. Huyết linh tộc người, là chủ yếu tạo thành huyết kiếm môn môn nhân. Giết huyết linh tộc người, tương đương với và huyết kiếm môn kết thâm cửu lớn oán, dựa theo 3.000 năm trước huyết linh tộc thủ đoạn tàn nhẫn mà nói, tất cả mọi người đều âm thầm than thở một tiếng. Không nghĩ tới à? Căn bản không có nghĩ đến, huyết kiếm môn đợt thứ 3 người lại có thể nhanh như vậy sẽ lên đường. Không phải nói, không gian truyền tống trận dùng một lần, muốn nguội xuống 10 năm à? Làm sao, đợt thứ 3 người có thể nhanh như vậy đến? Một người trong đó hỏi thăm, tầm thường thần vương cảnh và nhập thần cảnh, chỉ có thể chờ đợi không gian truyền tống trận lần nữa đến. Tinh kiếm môn lão tổ nhưng là thở dài nói, nhưng mà, nếu như là hợp đạo cảnh cường giả dẫn đội, dầu gì là hỗn nguyên cảnh cường giả dẫn đội nói. Có thể trực tiếp dùng thuật pháp đến, mang mấy chục người qua lại mờ mịt không gian, đi thẳng tới nơi này. Tinh kiếm môn lão tổ than thở một tiếng. Nói, hỗn nguyên cảnh cường giả xuất thủ, biến dạng không gian lại đi tới nơi này, cần 3 ngày thời gian. Nếu như nói hợp đạo cảnh cường giả tự mình ra tay, sợ rằng chỉ cần 1 ngày thời gian, sẽ tới nơi này. Có thể tới cường giả, sẽ không vượt qua 30 người. Nhưng cũng có thể tới mỗi một cái tới đều là hỗn nguyên cảnh, thậm chí còn thần vương cảnh đỉnh cấp. Có thể các vị cũng không cần quá mức lo lắng, Diệp Thần như vậy thiên phú. Phía sau nhất định là có tinh không đại năng ở tương trợ hắn, theo ta xem Diệp Thần trên người có bách kiếm thần quân niếp bách kiếm hơi thở, sử dụng kiếm pháp cũng cùng năm đó bách kiếm thần quân rất giống. Có thể sau lưng hắn sư tôn, chính là năm đó những thứ này hợp đạo cảnh cường giả. Những cường giả kia chỉ là ẩn núp âm thầm, không có ra tay mà thôi, lần này huyết linh tộc người tới, chúng ta trước thời hạn tiến vào Côn Lôn hư, gia nhập Diệp Thần quang minh điện đường. Làm sao cũng có thể còn sống sót. Chúng ta gia nhập quang minh điện đường. Dù sao huyết linh tộc người tới, cái đầu tiên trước tìm chúng ta, đến lúc đó chúng ta và Hàn Vân chung một chỗ, Hàn Vân bọn họ cũng là huyết linh tộc phải giết đối tượng, Diệp Thần vô luận như thế nào cũng sẽ cứu chúng ta. Các vị, liền như vậy đi. Một vị trong đó nhập thần cảnh cường giả than thở một tiếng, nói, đã như vậy, không thể khống chế tình huống xuất hiện. Chúng ta chỉ có thể dựa vào Diệp Thần. Trăm kiếm môn lão tổ thở dài nói, cũng đúng, chỉ có thể dựa vào Diệp Thần. Vậy nhanh lên liên lạc Diệp Thần đi. Một cái bị thương ông già cũng nói, chúng ta phái đệ tử, trước đem đạo nguyên cảnh hậu kỳ trở lên tất cả đệ tử, sai đưa vào Côn Lôn hư trong đi, liên lạc hoàn Diệp Thần, chúng ta lại đi Côn Lôn hư và Hàn Vân đối tiếp, chờ đợi Diệp Thần trở về. Được. Không thành vấn đề. Được. Tất cả thế lực cũng biểu thị đồng ý, rất nhanh mỗi người an bài đệ tử, tiến vào Côn Lôn hư trong. Bọn họ vào huyết ma sơn chủ, giao long đỏ võ chính là vây tụ chung một chỗ, tinh kiếm môn lão tổ lấy ra một tấm lệnh bài, truyền linh lực vào đi vào, trên lệnh bài lóe ra một đạo sáng bóng, phá vỡ không gian, hiển hóa ra một tôn hư ảnh. Là Diệp Thần hư ảnh. Lệnh bài này là dùng tại vị diện bây giờ liên lạc đưa tin lệnh bài. Diệp Thần từ Ngụy Vô Thành trên mình vơ vét xuống. Ngụy Vô Thành chính là dùng loại này lệnh bài, liên lạc huyết kiếm môn lão tổ, tổng cộng là 2 quả, một quả ở lại trên người mình, một quả giao cho tu vi cao nhất tinh kiếm môn lão tổ.
Giờ phút này, Tinh Kiếm Môn đi lệnh bài trong rót vào linh lực, ăn thông ở Linh Võ Đại Lục Diệp Thần. Linh Võ Đại Lục trong, Diệp Thần lấy được Ký Tư Thanh tung tích, liền đem Phi Hoa và Phiêu Nhứ hai nữ, ném tới trong cung điện không để ý tới sẽ, mới vừa rời đi xa Mạc Mạc Lan, liền cảm giác được lệnh bài có phản ứng, vừa mở ra lệnh bài thanh quang bọc lại mình, hư ảnh liền hiển hóa ở Tinh Kiếm Môn lão tổ các người trước người. Hắn ánh mắt quét qua mọi người tại đây, phát hiện tất cả mọi người đều cực kỳ nghiêm túc, chẳng biết tại sao, hắn có một loại dự cảm bất tường, liền hỏi các ngươi thế nào, Côn Lôn hư xảy ra chuyện sao? Đúng, xảy ra chuyện, Tinh Kiếm Môn lão tổ giờ phút này coi như chấn định, tai họa ngập đầu sắp đến, cảm giác nhưng vẫn là Diệp Thần có người sau lưng, miễn cưỡng không hoảng loạn, từ từ nói, ngay tại nửa giờ trước, huyết linh tộc huyết kiếm môn cường giả tới. Dẫn đầu kêu Khuê Long. Nhập thần cảnh tầng 9 trời, còn mang tới 9 nhập thần cảnh đệ tử. Đều bị chúng ta toàn bộ tru diệt. Chỉ là đang giết chết bọn họ trước, chúng ta phát hiện huyết linh tộc đã hoàn toàn biết chuyện này. Hắn dài hô một hơi, ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói, ngày mai có thể sẽ có huyết linh tộc hợp đạo cảnh, dẫn rất nhiều cường giả chạy tới nơi này, người nhanh chạy trở về. Chúng ta những người này sau khi thương nghị, quyết định đi trước ngươi Côn Lôn hư, cùng thủ hạ ngươi người hội họp. Được, ta sẽ mau sớm thông qua càn khôn đất không gian truyền tống trận trở về. Diệp Thần cắt đứt lệnh bài đưa tin, nhanh chóng chạy tới không gian truyền tống trận. Không gian truyền tống trận một chiều chỉ có thể dùng một lần, nhưng là hướng ngược lại còn có thể dùng một lần. Một khi hai lần cũng sau khi dùng xong, cái này cái truyền tống trận thì nhất định phải trải qua 10 năm nguội xuống kỳ, chờ đợi không gian thần thạch tính tổng cộng đầy đủ không gian quy luật lực mới có thể lại dùng. Nếu không cho dù cưỡng ép khởi động, cũng sẽ ở truyền tống nửa đường rơi xuống. Diệp Thần nhanh chóng trở lại mình lúc chạy tới ngồi vậy cái truyền tống trận. Điều khiển Huyền Thiên Ưng tốc độ càng lúc càng nhanh, một bên đi đường vừa suy nghĩ trước, huyết linh tộc, huyết kiếm môn, ngược lại là tới cũng nhanh à. Do huyết linh tộc tạo thành huyết kiếm môn, mặc dù không có Bắc Cung gia tộc trợ giúp. Phỏng đoán cũng có một hai hợp đạo cảnh cường giả dẫn đội. Hợp đạo cảnh cường giả cưỡng ép dùng thuật pháp cưỡng ép phá vỡ không gian, phỏng đoán có thể mang 20 người tới đây, cũng chính là mấy vị hỗn nguyên cảnh, mười mấy vị thần vương cảnh dáng vẻ. Ba vị sư tôn, Côn Lôn hư còn có trận pháp có thể ngăn cản à? Luân hồi mộ địa trong, Niếp Bách Kiếm suy tư hồi lâu, liền nói có. Hắn hít thở sâu một hơi, nói Côn Lôn hư ở thời đại viễn cổ lưu truyền xuống có một tòa đại trận, chỉ là đã hoang phế mấy ngàn năm. Năm đó thượng cổ đánh một trận lúc bởi vì chiến đấu khu vực không có ở đây Côn Lôn hư, chúng ta không có dùng. Còn như thượng cổ đại chiến sau đó, còn dư lại người, cũng không đủ lấy khởi động vậy tòa đại trận. Nhưng là bây giờ, người là đủ rồi. Người đủ rồi, Diệp Thần sững sốt một chút, hỏi có ý gì? Làm sao không nói cho ta? Mộ chủ, đoán tạo thần quân nói, vậy tòa đại trận, mở động liền cần 30 vị nhập thần cảnh. Mỗi người chấn thủ tâm trận, lại lợi dụng khổng lồ tiên đá, hoặc là tiên khí ở giữa bay tiên lực, thành tựu năng lượng vận chuyển. 30 vị nhập thần cảnh. Người vẫn còn ở Côn Lôn hư thời điểm, Ngụy Vô Thành tới, nhưng là người có thể lấy được 30 nhập thần cảnh cường giả sao? 30 vị nhập thần cảnh mỗi người chấn thủ tâm trận. Lại lợi dụng khổng lồ tiên đá và làm hết khả năng tiên khí, tới thành tựu trận pháp nguồn năng lượng. Nói thật ra, lúc đó Diệp Thần đúng là làm không ra cái trận này cho, chống đỡ chết có thể lắp thêm đủ 30 vị đế tôn cảnh tầng 9 thiên đỉnh cấp người. Tòa trận pháp này, tên là Càn Khôn Thiên Long Trận. Kết hợp Càn Khôn Thiên Địa, trời trăng sao, hậu thổ dãy núi làm căn cơ, lấy 30 vị cơ số, mỗi gia tăng gấp đôi, chiến lực liền tăng cường 10 lần, chỉ cần tiên đá đủ, chống đỡ hỗn nguyên cảnh, vậy không là vấn đề. Đoán tạo thần quân từ từ nói, ở trên tay ngươi không phải có hàng loạt tiên khí mà, nhanh chóng mang về, ngươi tự mình cho đế tôn cảnh tầng 9 ngày hộ pháp, để cho bọn họ ở một ở giữa đêm đột phá, mặc dù cảnh giới không yên, nhưng là sau khi đột phá cũng là một phần chiến lực. Còn như thần đan quân chủ lưu lại thần vương cảnh chiến khôi. Ngươi hồi linh thành thời điểm, tùy tiện nắm một cái cực phẩm linh thạch, hoặc là đi Khôn Kiếm Môn gõ một khoản trở về. Có thể phát huy ra thần vương cảnh chiến lực. Những thứ khác, người hết sức đi. Chúng ta ba người cũng có thể đi ra tác chiến,
bất quá có hai người bởi vì mới vừa vận dụng lực lượng, năng lượng còn dư lại không có mấy, như muốn sử dụng, tất nhiên tiêu tán, chân thực không được, vậy chỉ có làm hết sức mình xem thiên mệnh. Ta sẽ không bỏ rơi Côn Lôn hư. Diệp Thần rất nhanh chuyển kiếp thành lớn, mau muốn đi vào trong rừng rậm, nói, ta nói qua sẽ dẫn Côn Lôn hư người đối kháng huyết linh tộc, khởi sẽ đi trước, huống chi huyết linh tộc đám khốn kiếp, ta sớm chỉ muốn diệt bọn họ. Huyết linh tộc, đích xác rất mạnh, nhưng thì như thế nào? Dù là lá bài tẩy toàn ra, cũng phải giết một nhóm thần vương cảnh, làm thịt mấy cái hỗn nguyên cảnh. Cho dù chết trận cũng không thua thiệt. Còn như dẫn động trận pháp vũ khí, ta đây là ở Linh Vận Tiên Tôn trong cung điện tìm được 10 cây, thần vương khí cũng có mấy cầm, phi hoa và phiêu nhứ nơi đó lấy được 4 cầm, trở về Linh Thành sau đi Khôn Kiếm môn gõ một khoản, làm một ít cực phẩm tiên đá trở về, hẳn đủ khởi động đại trận. Diệp Thần đang đuổi đường, điên cuồng đi Côn Lôn hư đuổi. Côn Lôn hư trong, Quang Minh Điện đường hộ pháp trưởng lão đợi một chút, cảm ứng được 8 thế lực lớn đệ tử tiến vào, liền cũng đi vào hồi báo. Cung điện trên, Hàn Vân đứng ánh mắt quét qua phía dưới tất cả đại các chủ, hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Làm sao Linh Thành ra 5 thành trì lớn và 3 đại môn phái, toàn bộ đều đi Côn Luân chúng ta hư vắt? Chẳng lẽ, ta Côn Lôn hư còn ra bảo vật nghịch thiên? Diệp Phong các chủ, người cha xem trở về, tình huống rốt cuộc như thế nào? Diệp Phong chậm rãi đứng lên, cái này 2 ngày lên cấp đến nhập thần cảnh tầng 6 trời. Tất cả đều là vì tự thân nội tình và bát phẩm tiên khí công. Hắn ôm quyền nói, tựa hồ, Linh Thành vùng lân cận một ít thế lực, đều đã và Diệp Thần Điện chủ kết minh, nhưng là bọn họ gặp phải huyết linh tộc công kích, không thể không rút lui đến Côn Lôn hư tới. Bây giờ, đi vào 8 đại thế lực người, cực kỳ chi hơn. Nhập thần cảnh tạm thời chỉ tiến vào 7-8 người, bọn họ nói 8 thế lực lớn thủ lãnh vẫn còn ở và Điện chủ đưa tin trao đổi. Diệp Phong mình báo xong toàn bộ số liệu, mình cũng lòng rút ra lạnh. Thật may à, thật may điện chủ tăng lên Quang Minh Điện đường thực lực à. Nếu không, chỉ riêng những thứ này chạy nạn tiến vào người, cũng có thể cho chúng ta diệt à. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra Linh Thành vùng lân cận còn có nhiều cường giả như vậy. Cũng may những người này và điện chủ cũng có quan hệ. Nếu không huyết linh tộc hạ xuống trước, Côn Lôn hư cũng không đảm bảo. Bọn họ thủ lãnh, bao lâu đi vào? Còn như huyết linh tộc người, Hàn Vân nửa tin nửa ngờ, trong tay mình đưa tin lệnh bài, cấp bậc không đủ vậy không liên lạc được điện chủ. Không nghi ngờ chút nào, điện chủ cũng không tại Côn Lôn hư, cũng không ở Linh Thành. Có thể nói, điện chủ không có ở đây phương thiên địa này loại, nếu không mình đưa tin lệnh bài tuyệt không thể nào không liên lạc được điện chủ. Hàn điện chủ, chúng ta lần này cưỡng ép tiến vào. Có chuyện quan trọng cùng các ngươi thương nghị. Tinh kiếm môn lão tổ cùng một nhóm lớn nhập thần cảnh, đồng loạt chạy tới trong đại điện, mỗi cái phong trần mệt mỏi. Hắn kể cả những thứ khác 7 thế lực lớn cùng kêu lên ôm quyền nói, gặp qua Quang Minh Điện đình đại lý điện chủ. Chúng ta ở Linh Thành ra, cùng Diệp điện chủ đã kết minh. Chúng ta đáp ứng Diệp điện chủ, giúp các ngươi chặn hạ một sóng huyết linh tộc người. Hắn lấy ra khuê long đám người tiên khí và đầu lâu, nói, những thứ này là 10 huyết linh tộc người di vật, đều là nhập thần cảnh, trong đó nhập thần cảnh đỉnh cấp một cái, hậu kỳ một cái, chúng ta vậy hao tốn giá không nhỏ. Rào. 10 viên gom góp dựng lên trên đầu, tản mát ra hiển hách máu uy, từng cổ một tràn ngập ra huyết khí, quanh quẩn tại trên đại điện hạ. Mấy chục chuôi tiên khí. Cùng với bán thần vương khí tản mát ra uy lực còn lại, rung động rất nhiều các chủ. Nếu không phải những thứ này các chủ, đều được Diệp Thần tiên khí, đã lên cấp nhập thần cảnh, nếu không giờ phút này đều đã bị máu uy áp được quỳ xuống. Hàn Vân, Diệp Phong, Diệp Vô Địch, Diệp Lăng Thiên cùng người thần sắc hơi hoảng sợ, ngưng mắt nhìn những vật phẩm này, nhìn lại những sát khí này đằng đằng, nhưng lại có chút chán nản 8 thế lực lớn các người, trong chốc lát đều có chút dơ đủ luống cuống. Tinh kiếm môn lão tổ, lấy ra một quả lệnh bài, đưa cho Hàn Vân, nói quý điện điện chủ tín vật, mời kiểm nghiệm. Hàn Vân nhận lấy lệnh bài, sau khi kiểm tra, phát hiện đúng là Diệp Thần tùy thân tín vật, liền hướng các vị điện chủ gật đầu một cái. Lần này, Diệp điện chủ để cho chúng ta đi trước đến Côn Lôn hư.
cùng các người hợp làm một thể, đồng thời ngăn cản huyết linh tộc người. Còn như Diệp Điện Chủ, hắn nói cho chúng ta, ở trước 12 giờ sẽ trở lại. Tinh kiếm môn lão tổ nói, bây giờ là buổi chiều 4 giờ, còn như huyết linh tộc bên kia, chúng ta phát hiện tình huống, 30% có thể là hỗn nguyên cảnh dẫn đội, 70% có thể là hợp đạo cảnh dẫn đội. Nói cách khác, chiều mai trước, bọn họ sẽ đến. Mời đại lý điện chủ, nói cho chúng ta, giờ phút này nên làm như thế nào? Hàn Vân chấn định lại, suy tư nói, ngươi cùng trước không cần cuống cuồng, cùng điện chủ trở về, lại an bài các ngươi hành động. Hắn nhìn về phía những thứ khác các chủ, điện chủ nói, truyền lệnh xuống, tất cả đế tôn cảnh, đạo nguyên cảnh trở lên người tập họp, lần này, huyết linh tộc người đánh tới, mọi người cũng không cần cất. Một khi chúng ta đánh bại, giấu đâu đó đều phải chết. Tất cả đạo nguyên cảnh hợp lại, tu luyện khốn ma đại trận. Đế tôn cảnh hợp lại, tu luyện 9 tầng trời phục ma trận, cái này hai tòa trận pháp, bất kể tiêu hao, phát một ít tiên khí, cộng thêm một ít tiên đan, dù là toàn quân chết hết, vậy là có thể liều chết mấy vị thần vương cảnh. Mấy ngàn đạo nguyên cảnh, hơn ngàn đế tôn cảnh, tổ hợp chung một chỗ. Cũng không phải là không có thể vượt qua tiên phàm chi cách. Chỉ là như vậy tác chiến, sẽ rất thảm, nhưng là không làm như vậy, nhất định sẽ bị toàn bộ tàn sát. Còn như tinh kiếm môn các người, liền giao cho điện chủ trở về phân phối, có lẽ điện chủ có tốt hơn trận pháp, đem bọn họ phối hợp lại, có thể chống lại hỗn nguyên cảnh. Hợp đạo cảnh, hỗn nguyên cảnh, thần vương cảnh, cái này từng cái danh từ, đối với Hàn Vân. Diệp Phong các người trong lòng liền là một khối đá lớn đầu, bọn họ chưa từng chân chính thấy qua hợp đạo cảnh cường giả ra tay, cũng không từng thấy qua hỗn nguyên cảnh cường giả ra tay lúc hình dáng, cũng đều biết này cùng cảnh giới người, cũng không phải là bọn họ đơn độc có thể đối kháng. Bây giờ, hy vọng duy nhất, liền ở điện chủ trên mình. Thứ nhì chính là ở toàn bộ Côn Lôn Hư võ giả trên mình, tập hợp toàn bộ Côn Lôn Hư chi võ giả lực lượng, cũng có thể chống đỡ được đi. Nếu là không ngăn được, cũng không cách nào. Ai sẽ muốn lấy được, huyết linh tộc phủ xuống thời gian, lại có thể sẽ nói trước. Chính là nói trước, có tinh kiếm môn lão tổ đám người ở, còn không sợ những cái kia người đến, đỉnh hơn chính là nhập thần cảnh tầng 9 trời. Chỉ là không nghĩ tới huyết kiếm môn lão tổ lại có thể sẽ phát hiện Côn Lôn Hư sự việc, từ đó nói trước ồ ạt tấn công Côn Lôn Hư tình hình. Lấy bây giờ Côn Lôn Hư, muốn ngăn trở huyết linh tộc, biết bao khó khăn à. Nếu như thời đại thượng cổ, Côn Lôn Hư còn có hơn 10 vị hợp đạo cảnh, trên trăm vị hỗn nguyên cảnh, khi đó chính là huyết linh tộc đạt tới huyết kiếm môn dốc toàn bộ ra, không có Bắc Cung gia tộc tương trợ, vậy không cần nhớ đánh chiếm Côn Lôn Hư. Chỉ là bây giờ, cũng không phải là thời đại thượng cổ. Côn Lôn Hư bên này ở Quang Minh Điện đường đại lý điện chủ, Hàn Vân chủ đạo hạ, các phe cường giả hội tụ, đúng qua đợi chiến. Diệp thần bên kia. Thông qua trong rừng rậm không gian truyền tống trận, đuổi ở huyết linh tộc lên đường trước, đi trước trở lại linh thành bên trong, linh thành thế lực đi qua Khuê Long sự việc, lại nữa đối với Diệp thần có sùng kính tâm, Diệp thần không để ý tới sẽ bọn họ, một đường đánh lên Khôn Kiếm Môn, cưỡng ép yêu cầu trăm kiện tiên khí, cộng thêm trên 50kg cực phẩm tiên đá liền chạy tới Côn Lôn Hư. Khôn Kiếm Môn lão tổ cũng không có thể chống cự, cảm thấy huyết linh tộc người sau khi đến. Diệp thần sớm muộn là chết, không cần phải bây giờ cùng Diệp thần liều chết, ngoan ngoãn giao ra đồ, nếu không hắn nếu như bị Diệp thần chu diệt. Hơn nữa Khôn Kiếm Môn ít ngày trước lại bị chu diệt một số nhập thần cảnh trưởng lão hộ pháp và đệ tử, như vậy tới một cái Khôn Kiếm Môn liền chân chính suy vi. Diệp thần đi tới Linh Thành ra, bất ngờ phát hiện Linh Thành vùng lân cận và hắn kết minh thế lực, đã toàn bộ tiến vào Côn Lôn Hư. Hắn bước vào Côn Lôn Hư lúc. Đã là bằng 7 giờ tối, Quang Minh Điện đường ra yêu thú đại quân, võ giả đại quân đã toàn bộ tụ họp xong, đang Diệp Lăng Thiên, Diệp Lạc Nhi phân phối hạ, bắt đầu khẩn cấp thao luyện thượng cổ trận pháp, cho dù không địch lại, cũng phải liều chết liều mạng. Điện chủ, Diệp Lăng Thiên nhìn thấy Diệp thần, hưng phấn vội vàng quỳ xuống, ôm quyền nói, Diệp Lăng Thiên, bái kiến điện chủ. Chúng ta bái kiến điện chủ. Bái kiến điện chủ. Bái kiến điện chủ. Trong chốc lát, hơn ngàn võ giả, hơn ngàn yêu thú đồng loạt quỳ xuống, trong hai con ngươi tràn đầy chiến ý. Huyết linh tộc người nếu lại lần xâm phạm Côn Lôn Hư. Chúng ta điện chủ, cũng trở lại.
Lần này, điện chủ nhất định sẽ dẫn chúng ta, chung nhau đối kháng huyết linh tộc, ta Côn Lôn hư quang vinh không cho người bất kỳ bôi nhọ. Cho dù chiến đấu đến cuối cùng một binh một chốt, vậy quyết không đầu hàng. Tất cả mọi người đều biết một cái đạo lý, lấy huyết linh tộc tập quán, lần này vô luận đầu hàng vẫn là chiến đấu đến cuối, đều đưa là diệt tộc tai ương, đầu hàng cũng không có dùng, dứt khoát liều chết đánh một trận, nếu là thắng, có thể cọ rửa 3.000 năm qua khuất nhục, nếu như đánh bại, vậy thì chết chung, hạo chồng. Điện chủ, chúng ta bái kiến điện chủ. Hàn Vân, Diệp Lăng Thiên, Diệp Phong, Hàn Sương đợi một chút hơn 30 vị chánh phó các chủ, đồng loạt bay ra ngoài. Bọn họ hướng Diệp Thần nửa quỳ ôm quyền, giờ phút này, điện chủ Diệp Thần chính là bọn họ người tâm phúc. Tất cả đứng lên đi. Ta người Côn Lôn hư, tối nay ngưng tụ cao nhất trạng thái, ngày mai chuẩn bị tác chiến. Diệp Thần ngay sau đó đi vào bên trong nhà trong, sau lưng truyền tới từng đạo tiếng hoan hô. Trong nhà, Tinh Kiếm Môn lão tổ cùng tám phái người chủ sự đều ở đây, cũng không có trách cứ Diệp Thần ý nghĩa, dù sao cũng đến trình độ này, mọi người vậy giết tất cả huyết linh tộc người, đắc tội nữa Diệp Thần, sợ là huyết linh tộc còn chưa tới, Diệp Thần liền đem bọn họ trước diệt. Bây giờ Côn Lôn hư, có hơn 10 vị nhập thần cảnh cường giả, đã không thể cùng trước kia Côn Lôn hư tương để tịnh luận. Đã là chân tránh một khối thế lực lớn. Chủ nhân, Giao Long đỏ võ vậy đến. Giờ phút này quỳ xuống, nói, nguyện cùng chủ nhân cùng chết sống. Dù sao lão long ta đều là chủ nhân chiến sủng. Chủ nhân tử trận, ta cũng được chết. Dứt khoát liền đi theo chủ nhân, đánh cái này nghịch thiên đánh một trận. Diệp Thần khẽ gật đầu, nhìn về phía xuống núi huyết ma sơn chủ, cười nói, ngươi cũng tới. Đại thù mặc dù báo, cảnh giới nhưng là không thăng nổi đi. Huyết ma sơn chủ cười nói, thà chờ chết. Không bằng cùng ngươi đánh một trận, vô luận sống chết, cũng coi như là còn trước ngươi ân tình. Hắn ngưng mắt nhìn Diệp Thần, trong lòng suy tư nói, như vậy thiên kiêu, nhất định có hậu thủ. Đi theo hắn, nếu như chết trận, chính là còn ân tình. Nếu như không có chết, Diệp Thần tương lai nhất định trở thành bá chủ một phương, ta ở các thủ hạ, khôi phục thần vương cảnh, chỉ ngày có thể sĩ. Diệp Điện Chủ, chuẩn bị như thế nào chiến? Ta năm thành ba phái, quyết định cùng ngươi cùng chết sống. Tinh Kiếm Môn lão tổ nhìn chăm chú trên ngai vàng Diệp Thần, từ từ ôm quyền nói, trước mắt chúng ta tám thế lực lớn, 47 vị nhập thần cảnh toàn bộ đến sân. Nhập thần cảnh hậu kỳ 8 vị. Nhập thần cảnh giai đoạn trước 23 vị, nhập thần cảnh trung kỳ 17 vị. Điện chủ, Hàn Vân vậy ôm quyền nói, từ ngày sau khi rời đi, Côn Luân chúng ta hư thật lực lớn tăng. Nhập thần cảnh trước mắt 27 người, đều là tất cả các chủ, thái thượng trưởng lão đợi một chút, chính giữa lấy đạo các và yêu các nhập thần cảnh cường giả nhất hơn. Còn như nhập thần cảnh hậu kỳ, chỉ có một người, chính là ta. Nhập thần cảnh trung kỳ 7 người, sơ kỳ 19 người, đợi nghe điện chủ luật lệ. Diệp Thần khẽ gật đầu, nói, Hàn Vân, Diệp Lăng Thiên, Diệp Phong, Bách Chiến, các người 4 người phân biệt đi trấn Đan Hư, Thanh Huyền Núi. Khôn cổ chi địa, sát lục chi địa, lấy ra thời đại viễn cổ lưu truyền xuống càn khôn thiên long từng cơn cơ. Hắn đem 4 bản vẽ giấy, phân biệt giao cho 4 người, nói trận này có thể kết hợp mọi người lực, hội tụ ở trên người ta. Các ngươi hết sức cố gắng điều khiển nhiều cường giả, đều phải nhập thần cảnh, đi đem cái này khắp nơi địa phương tâm trận và trận cơ, toàn bộ lấy ra, dịch chuyển đến Ngàn Tuyệt Thành. Quang Minh Điện Đường Đại Điện chính là thành lập ở vốn là Ngàn Tuyệt Thành quảng trường Thiên Tuyệt. Chỗ này thành trì, chỗ dựa vững chắc dựa vào nước, bốn phía có rồng mạch, từ đây nhìn về phía bầu trời, vì sao dày đặc đầy vải, vừa vặn thích hợp Càn Khôn Thiên Long Trận bố trí. Thời đại thượng cổ Càn Khôn Thiên Long Trận, phân biệt an trí ở khắp nơi địa phương, chủ yếu do hỗn nguyên cảnh làm chủ đạo, trên người thiên nguyên lực có thể liên quan đến khắp nơi địa phương. Diệp Thần trong cơ thể linh lực không có như vậy hoành đạt, cho nên phải đem trận pháp dịch chuyển đến Ngàn Tuyệt Thành, lần nữa bố trí. Điện chủ, ngài là muốn một người đối kháng huyết linh tộc người. Hàn Vân kinh ngạc nói, chúng ta người bộ an toàn, đem lực lượng truyền vào trong cơ thể của ngươi. Thân thể của ngài, không chịu nổi chứ. Cũng không tất cả mọi người. Diệp Thần ánh mắt thâm thúy, rơi vào tám đại phái trên người, nói, nhập thần cảnh tới giúp ta.
những người còn lại không cách nào tiến vào trận cơ. Nhập thần cảnh. Chỉ có thể nhập thần cảnh tới trợ chiến, điện chủ. Hàn Vân suy tư nói, ta đã an bài đế tôn cảnh và đạo nguyên cảnh, tổ hợp ra hai cái lớn trận, cho dù không để ý hết thảy giá phải trả, cũng có thể hợp lại bọn họ hai cái thần vương cảnh à. Không cần. Phải lấy đoạn tuyệt côn lôn hư tất cả đạo nguyên cảnh và đế tôn cảnh, đi đổi hai cái thần vương cảnh, không đáng giá được. Huống chi, huyết linh tộc đến thần vương cảnh, rất có thể là thần vương cảnh hậu kỳ, hơn nữa tay cầm thần vương khí. Diệp thần dài hô một hơi, từ từ nói, nếu như thần vương cảnh nhất tầng thiên, không có thần vương khí, vận dụng đại trận, hội tụ nhất định nhiều đế tôn cảnh và đạo nguyên cảnh, còn có thể đánh một trận. Nhưng không nghi ngờ chút nào. Trận đại chiến này, đạo nguyên cảnh không cách nào tham dự. Còn như đế tôn cảnh, hộ vệ của mình tốt đạo nguyên cảnh và những người khác, đây là nhập thần cảnh mới có tư cách tham dự đại chiến. Hắn ánh mắt quét nhìn qua tất cả mọi người, chợt đem một ít tiên khí và trước đan thả ra ngoài, nói, những thứ này tiên khí, người tận lực an bài đế tôn cảnh tầng 9 ngày người đột phá, ban đêm, ta tương trợ bọn họ đột phá. Mặc dù đột phá ngắn ngủi, không cách nào hoàn toàn vững chắc thực lực. Nhưng chỉ ít một phần chiến lực, hắn suy tư chốc lát, lại nói, bây giờ, chúng ta tất cả nhập thần cảnh, là 71 vị. 71 vị nhập thần cảnh, toàn bộ nhập càn khôn thiên long trận, do ta đi đối phó huyết linh tộc. Huyết linh tộc, hợp đạo cảnh, hỗn nguyên cảnh thì như thế nào? Dù là hợp lại đến cuối cùng, ta gọi ra luân hồi mộ địa tất cả đại năng, hao hết ta tất cả máu tươi đạo uẩn, cũng phải đem các ngươi tru diệt. Muốn phạm ta côn lôn hư, ta cho dù chết trận, cũng sẽ không để cho các ngươi tốt hơn. Rõ ràng, điện chủ. Ta vậy thì đi đem càn khôn thiên long trận di chuyển rời qua. Hàn Vân tự mình mang người đi ra ngoài. Diệp thần ánh mắt ngưng mắt nhìn tinh kiếm môn lão tổ các người, nói các vị đem hết toàn lực ra đi, tiến vào đại trận sau đó, các người có thể đem toàn bộ chiến lực hội tụ ở trên người ta, đến lúc đó ta sẽ chống cự ở huyết linh tộc người. Các người không cần phải lo lắng. Ta sẽ không để cho người các người chết trận, cũng sẽ không để cho ta côn lôn hư người chết trận. Phải chết, chỉ có thể chết hắn huyết linh tộc người. Được, trăm kiếm môn lão tổ ôm quyền nói, Diệp điện chủ cũng như này hùng tâm, vậy ta cùng liền cộng tiến thối. Khác một thế lực người trưởng đà ngược lại là cười nói, gần 10.000 năm, chúng ta tu vi khó mà tiến về trước, khát vọng tiến vào cao vũ thế giới, tăng lên tu vi. Nhưng là hôm nay, trận chiến này, thực lực địch ta khác xa, ta nhưng chưa bao giờ ở các vị trong mắt thấy như đưa đám ý. Đã như vậy, Diệp điện chủ đế tôn cảnh, không sợ. Đại lý điện chủ Hàn Vân nhập thần cảnh tầng 7 trời, không sợ. Quang minh điện đường rất nhiều các chủ, có nhập thần cảnh trung kỳ, có nhập thần cảnh sơ kỳ, không sợ. Chư vị đều không sợ huyết linh tộc người, vậy người ta, tự nhiên cũng không sợ huyết linh tộc. Cho dù chết trận, cũng là đỉnh thiên lập địa phóng khoáng chết trận, tuyệt không làm vậy khom lưng khuỵu gối nô tài. Côn Lôn Hư. Trung Chí Thành Thành, đã sớm không phải ngàn năm trước Côn Lôn Hư. Có Diệp thần chủ đạo Côn Lôn Hư, lần này cùng huyết linh tộc đánh một trận, ai thắng ai thua, còn không nhất định. Huống chi, nếu như Diệp thần điện chủ sư tôn ra tay, chúng ta phần thắng rất lớn. Có nghĩ như vậy pháp người đều có không thiếu. Dĩ nhiên, khát vọng tráng liệt đánh một trận được cũng không thiếu, dẫu sao khổ tu hơn mấy chục triệu năm, tu vi cơ hồ không nửa bước tiến triển. Liền đã sớm mất đi tu luyện tâm, nếu như chết trận cũng không mất là một cái thượng hạng lựa chọn. Được. Đến khi tâm trận đến, ta cùng chư vị quen thuộc trận pháp. Đến lúc đó, dựa vào trận pháp, bắn chết những huyết linh tộc này người. Diệp thần xuống ngai vàng, ánh mắt quét nhìn rất nhiều nhập thần cảnh cường giả, trong lòng lặng yên suy nghĩ Côn Lôn Hư. Ta Côn Lôn Hư, há là huyết linh tộc có thể nô dịch. Huống chi. Các sư tôn ra tay, định có thể đánh một trận, ngược lại là luân hồi mộ địa trong ba khối mộ bia, đã có dẫn động dấu hiệu, hơi thở tựa hồ so niếp bách kiếm bọn họ mạnh hơn, thậm chí rất có thể là linh vũ thế giới người. Hắn cũng như này lá bài tẩy, sợ cái gì? Ban đêm, Diệp thần trợ giúp 19 vị đế tôn cảnh tầng 9 ngày hung thú và loài người đột phá cảnh giới. Toàn bộ đều đến nhập thần cảnh, tính được, nhập thần cảnh có 90 vị.
Côn Lôn hư cái này 3.000 năm qua, tích lũy không thiếu đế tôn cảnh đỉnh cấp cường giả, khổ nổi không có tiên khí không cách nào đột phá, cũng có cắm ở đế tôn cảnh tầng 8 trời, tầng 7 trời, khí huyết và linh hồn thực lực cũng đủ, chính là lớn đạo hình thức ban đầu hoàn thiện không đủ. Linh nhất đan tôn ngược lại là luyện chế được đế tôn cảnh cường giả cần dùng hình thức ban đầu đan. Uống một quả hình thức ban đầu đan sau đó, đối với đại đạo hình thức ban đầu hoàn thiện liền sẽ tăng cường rất nhiều, cho nên làm được 10 vị đế tôn cảnh tầng 7, 5 vị đế tôn cảnh tầng 8 trời, đều lên cấp đến đế tôn cảnh tầng 9 trời, lại đang Diệp Thần tương trợ dưới, thành tựu nhập thần cảnh. Càn Khôn Thiên Long trận còn chưa tới. Diệp Thần lấy ra một quả ở Linh Vận Tiên Tôn trong cung điện lấy được băng ngọc kiếm nhỏ, một mực suy nghĩ không ra là cái gì, liền xông vào một đạo linh hồn lực lượng, rất nhanh băng ngọc kiếm nhỏ bể tan tành, tương ứng luân hồi mộ địa trong nhưng là vang khắp ra một đạo kịch liệt tiếng nổ. Ừ, lại có thể và luân hồi mộ địa có liên quan. Chỉ gặp một khối đá bia nứt ra, một người mặc băng áo bảo màu lam người đàn ông, hơi hiển hóa ra. Người này lưng đeo trường kiếm. Một đầu tóc bạc, nhìn giống như là một thanh niên hình dáng, thần giác treo một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt quét nhìn qua luân hồi mộ địa, ngưng mắt nhìn Niếp Bách Kiếm và Diệp Thần, hỏi, ngươi cùng là người phương nào? Diệp Thần chắp tay nói, gặp qua tiền bối. Đồng thời Diệp Thần đối với Đoán Tạo Thần Quân nhẹ giọng nói, hắn là Côn Lôn hư thời đại thượng cổ người. Cũng không, Đoán Tạo Thần Quân ánh mắt thâm thúy, âm thầm lắc đầu một cái, suy tư nói. Người này thân phận thật sự, sợ rằng không thể so với Linh Vận Tiên Tôn lão thái bà kia, kém nhiều ít. Diệp Thần gật đầu một cái, tiếp tục đối với người kia nói, tiền bối, nơi này là luân hồi mộ địa. Người có một đạo căn nguyên và thần niệm bị nơi này đoạn lấy, mà ta là nơi này chủ nhân. Diệp Thần ngưng mắt nhìn áo bào lam người đàn ông, hỏi tiền bối thân phận thật sự, là vẫn diệt. Vẫn bị nhốt trước, coi như là nhốt trước đi. Ta nhớ. Hẳn coi như là mấy chục ngàn năm trước, ta ở Càn Khôn giết vực dò bảo, trong lúc vô tình bị trận pháp vây khốn, sau đó ta cái này thần niệm bị ngươi luân hồi mộ địa đoạn lấy, dù chưa hoàn toàn ngủ say, có thể cảm ứng ngoại giới tình huống, nhưng không cách nào chủ động đụng chạm ngoại giới. Áo bào lam người đàn ông nhớ lại nói, theo lý thuyết, ta cái này thần niệm ở luân hồi mộ địa, ngươi là mộ chủ, vậy thì coi như là ta chủ nhân. Không dám làm. Tiền bối chỉ cần giúp ta cho giỏi. Diệp Thần mặt lộ nụ cười, hỏi tiền bối tục danh như thế nào. Nhưng mà linh vũ thế giới người. Ta đích xác là linh vũ thế giới người. Áo bào lam người đàn ông thở dài một tiếng, nói ta tên là Băng Kiếm Tiên Tôn, thân phận thật sự chính là linh vũ thế giới Bắc Vực Vạn Kiếm Đế Cung Thất Trưởng Lão, tên thật là Lam Tuyết Tháng. Băng Kiếm Tiên Tôn. Ngươi là Băng Kiếm Tiên Tôn. Bách Kiếm Thần Quân Niếp Bách Kiếm. Một mặt rung động ngưng mắt nhìn Lam Tuyết Tháng, nói, ngươi là trong cổ tịch ghi lại, năm vạn năm trước Vạn Kiếm Đế Cung nhất là tự nhiên, trẻ tuổi nhất Băng Kiếm Tiên Tôn. Băng Kiếm Tiên Tôn, linh võ đại lục năm vạn năm trước, kiệt xuất nhất, nhất là tiêu sái kiếm tiên. Cả người công lực để đạt tới tạo hóa cảnh trung kỳ, dung hợp thời gian pháp tắc và không gian quy luật, một tay lúc không kiếm quyết, thay trời đổi đất, để cho thời gian đình trệ, lại là mạnh mẽ vô cùng. Đã từng một kiếm sử dụng, kiếm phong thời gian lực làm được một tên địch ở ngay tức thì chết già, một tên địch bị vô số không gian quy luật lực vặn cổ. Tạo hóa cảnh. Dung hợp thời gian pháp tắc và không gian phép tắc khủng bố tồn tại. Mà đây vị Băng Kiếm Tiên Tôn, lại là đem hai loại quy luật dung nhập vào kiếm pháp bên trong, bàn về sức chiến đấu thậm chí không thể so với tạo hóa cảnh hậu kỳ, thậm chí còn đỉnh cấp Linh Vận Tiên Tôn kém, được gọi là Muôn Vạn Kiếm Tiên Tôn Sư. Tuyệt không quá đáng. Tiền bối công lực mạnh như vậy. Không biết cái này thần niệm lực, có thể phát huy ra mạnh bao nhiêu uy năng. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Băng Kiếm Tiên Tôn, suy tư nói ta chính là Côn Lôn hư Quang Minh Điện đường đứng đầu. Hôm nay ta Côn Lôn hư gặp gỡ huyết kiếm môn tập kích, phải đối mặt mấy vị hợp đạo cảnh, hơn 10 vị hỗn nguyên cảnh công kích. Mà ta Côn Lôn hư người mạnh nhất, bất quá nhập thần cảnh tầng 7 thiên. Mạnh nhất cuộc chiến lực, bất quá là ta. Ngươi, Băng Kiếm Tiên Tôn có chút kinh ngạc, tỉ mỉ dò xét Diệp Thần một phen, liền gật gật đầu nói, ngươi cảnh giới mặc dù không cao, trong cơ thể linh hồn lực hòa khí máu lực, nhưng là sánh bằng nhập thần cảnh hậu kỳ, chiến lực rất mạnh. Ngươi, là nhà nào hậu duệ? Thần Long gia tộc, Thánh Long gia tộc,
vẫn là Hoàng Phổ gia tộc. Hẳn chỉ có cái này mấy nhà hậu duệ mới có thể làm được điểm này đi. Hắn đứng chắp tay, từ từ suy tư nói, ta nhớ khi đó, có chút cường giả ra đời thì có đế tôn cảnh tu vi, mà ngươi mới đế tôn cảnh ba tầng trời, hẳn không phải là sanh ra ở Linh Võ Đại Lục, nếu không Linh Võ Đại Lục linh khí đậm đà độ, đủ để cho ngươi ra đời thì có đế tôn cảnh tu vi. Ngươi sanh ra ở hạ giới. Huyết mạch trong cơ thể lực, ta mơ hồ cảm giác rất là cường thịnh, thậm chí chỉ có thần long huyết mạch và phượng hoàng huyết mạch, thiên ma huyết mạch đợi một chút nhị lưu trở lên, thậm chí nhất lưu huyết mạch, mới có thể cùng ngươi như nhau, cho nên, ngươi rốt cuộc là nhà nào hậu duệ. Ở băng kiếm tiên tôn trong mắt, Diệp Thần huyết mạch trong cơ thể để cho hắn thậm chí có chủng cảm giác nguy cơ. Đây là hắn không từng có cảm giác. Ở hắn xem ra chỉ có Linh Võ Đại Lục một ít thế lực mới có tư cách sinh hạ như vậy huyết mạch cường giả. Còn như linh khí này thiếu thốn rác dưới chi địa Côn Lôn hư, căn bản không có thể. Linh Võ Đại Lục người, mạnh yếu chủ phải dựa theo huyết mạch lực để phân chia. Lên tam lưu, trong tam lưu, hạ tam lưu đợi một chút. Thông thường mà nói, trong tam lưu huyết mạch người ra đời, uống đan dược và bước đầu tu luyện, thì có thể lập tức đạt tới đế tôn cảnh. Nếu như phụ mẫu thiên phú và thực lực khủng bố, rất có thể ra đời liền trực tiếp là đế tôn cảnh, xuống tam lưu người đi qua tu luyện, cũng có thể nhanh chóng ngăn cản đạo nguyên cảnh. Còn như lên tam lưu, đó là chân chánh thiên tài hạng người, ra đời lúc dẫn động dị tượng vào cơ thể liền là có thể để cho người bước vào đế tôn cảnh tầng 9 trời. Nếu như ra đời lúc không có được linh khí tư bổ, thì không cách nào đột phá như thế cảnh giới, giống như là Diệp Lạc Nhi đã là như vậy. Lên tam lưu huyết mạch, nhưng là còn chưa tới đạt được tư bổ liền thất lạc ở liền hạ giới. Cũng chính là linh khí thiếu thốn thấp võ vị diện Côn Lôn hư. Có thể coi là thất lạc ở hạ giới, một khi tập được chính xác công pháp, cũng có thể vượt cấp tác chiến. Giống như là Diệp Lạc Nhi như vậy, nắm trong tay huyết linh tộc công pháp, đế tôn cảnh vượt cấp chiến nhập thần cảnh sơ kỳ là có thể. Cho nên... Băng kiếm tiên tôn mới sẽ hỏi Diệp Thần là Linh Võ Đại Lục con cháu nhà nào. Nhưng là hiển nhiên, Diệp Thần không phải hắn câu trả lời mong muốn. Diệp Thần bước ra một bước, vô cùng nghiêm túc nói. Ta cũng không phải là Linh Võ Đại Lục người. Còn như ta huyết mạch, lai lịch cụ thể ta cũng không biết, nhưng người có thể gọi chi là Luân Hồi huyết mạch. Luân Hồi. Nghe được mấy chữ này. Bình tĩnh như nước băng kiếm tiên tôn trên mặt lần đầu tiên xuất hiện kinh hoàng. Thế gian huyết mạch vô số, đúng là có luân hồi huyết mạch nói một chút. Nhưng là cái gọi là luân hồi huyết mạch chỉ bất quá ở truyền thuyết bên trong. Mà bây giờ thằng nhóc này lại như vậy nói. Người điên, bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, trước mặt thanh niên là cái này luân hồi mộ địa sau lưng chủ nhân. Phỏng đoán thanh niên này cũng không biết mình huyết mạch lai lịch. Cho nên sẽ dùng luân hồi huyết mạch đặt tên. Thanh niên này huyết mạch đổ có thể là sơ đại huyết mạch. Phải như vậy, băng kiếm tiên tôn khẽ gật đầu, như thế tới một cái, ngược lại là hợp tình hợp lý. Sơ đại huyết mạch, thông thường mà nói, Linh Võ Đại Lục đại gia tộc người sáng lập, đều là sơ đại huyết mạch, là tự mình sinh ra mạnh mẽ huyết mạch, nếu không cho dù mình mạnh mẽ, nhưng không đến chí cao cảnh lúc, là không thể nào hậu duệ huyết mạch vậy đi theo rất mạnh. Hắn đối với Diệp Thần tới một chút hứng thú, liền nói. Ngươi mới vừa nói muốn ta tương trợ các ngươi Côn Lôn hư. Côn Lôn hư đúng chỗ này, ta nghe qua một lần, ta nhớ là một cái trong võ cũng hoặc là thấp võ vị diện đi. Các ngươi chắc có tạo hóa cảnh cường giả chấn giữ à? Vì sao còn phải ta ra tay? Đã không còn, Diệp Thần đem Côn Lôn hư cái này mấy chục ngàn năm sự việc kể một lần, nói tiếp, mời tiền bối tương trợ. Ngày sau ta nhất định leo lên linh vũ thế giới, đi nhốt chi địa, phóng thích tiền bối thân phận thật sự. Cũng được đi. Không quá ta cái này thần niệm, không nhất định có thể chống cự ở hợp đạo cảnh. Dẫu sao cái này thần niệm lực lượng chỉ bất quá ta bản thể trong 1% mà thôi. Băng kiếm tiên tôn vừa nói. Xin hỏi tiền bối, chỗ đó vây hãm rất nhiều người à? Diệp Thần ánh mắt quét nhìn còn lại 80 hơn khối mộ bia. Trong đó một ít bia đá trong cũng đều là linh vũ thế giới người đi, nhưng không biết là không phải là cùng băng kiếm tiên tôn cùng kỳ người. Băng kiếm tiên tôn nhớ lại nói, là vây hãm không ít người, theo nhưng số lượng cụ thể ta cũng không biết,
có chừng mười mấy người. Yếu ở hỗn nguyên cảnh, mạnh mẽ thậm chí có tinh khiếu cảnh tồn tại. Mười mấy người. Miễn cưỡng coi là 20 người đi. Như vậy tới xem, chỉ ít còn có hơn 50 khối mộ bia, là những địa phương khác người. Những người này lại là bị ai vây khốn? Huyết linh tộc. Cũng hoặc là những thứ khác thế lực. Diệp Thần không có tỉ mỉ muốn những thứ này, liền ôm quyền nói, ngày mai đối kháng huyết linh tộc huyết kiếm môn, ta sẽ điều khiển trận pháp, đem mọi người lực hội tụ ở trên người ta, ta nếu không địch, liền mời ba vị sư tôn cùng tiền bối xuất chiến. Nói xong, Diệp Thần liền rời đi luân hồi mộ địa. Hắn đi tới trên đất bằng, nhìn chăm chú Hàn Vân các người mang về càn khôn thiên long trận, đều là từ sa cổ xanh lơ máu đá tạo thành, nhìn giống như là một cái đá thương long, một cái dài đến ngàn trượng thạch long, gánh có cánh, thân có tứ chi, dáng người khổng lồ, ngược lại có chút cổ quái. Lên! Tán! Diệp Thần lấy khí máu lực dịch chuyển hắn càn khôn thiên long trận. Chỉ gặp thạch long trôi lơ lửng ở giữa không trung, thân thể nứt ra suốt đạo đường may khe cửa, toát ra đạo đạo sáng bóng, rồi sau đó nhanh chóng hóa thành 8 khối, tứ chi là 4 khối, đầu là 1 khối, cánh là 2 khối, thân thể là 1 khối, dựa theo phương vị bát quái rơi vào ngàn tuyệt thành 8 mặt. Bình bịch bịch, bịch bịch, 8 khối thân thể rơi xuống, nhanh chóng chìm vào trong đất, nhưng là hướng lên tràn ra đạo đạo sáng bóng. Rất nhanh, 8 đạo thần trụ phóng lên cao, bầu trời trong cho thấy một bộ càn khôn bát quái mạc dạng, rồi sau đó thần trụ câu liền 4 phía long mạch sơn xuyên, mượn tới mạch lực, tụ vào bát quái bên trong, hơi thở cường thịnh hơn, có đốt trời khóa khả năng. Diệp Thần tung người vừa nhảy ra, rơi vào bát quái trận phía dưới trên mặt đất, hai cánh tay chấn động một cái, cảm thụ trận pháp 4 phía chuyển vận tới liên tục không ngừng linh khí, cho dù không có nhập thần cảnh cường giả chấn giữ tất cả đại trận mắt. Trận pháp này cũng có thể hấp thu 4 phía linh lực, tới gia trì trận chủ. Chỉ riêng một tòa không trận, có thể để cho ta gia tăng 50% lực lượng. Nếu như 90 vị nhập thần cảnh cũng tiến vào trận pháp, liền có thể để cho ta gia tăng gấp mấy lần thậm chí 10 lần chiến lực. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, tất cả nhập thần cảnh tới đây, ở giữa 24 vị, còn lại mỗi một nơi tất cả 9 vị, tốc độ nhanh chút. Tuân lệnh, điện chủ. Điện chủ. Không thành vấn đề Diệp điện chủ. Ta chờ được. Quang Minh điện đình nhập thần cảnh và 8 đại thế lực nhập thần cảnh rối rít chạy tới. Thảo luận tổng cộng 90 vị nhập thần cảnh cường giả, chính giữa trung tâm trận pháp tâm trận 24 vị nhập thần cảnh, 4 phía 8 chỗ, mỗi chỗ 9 vị nhập thần cảnh. Bước đầu thí nghiệm trận pháp. Bát quái, can, khảm, cấn, chấn động, tốn, cách, khôn, đổi. 8 cái phương vị, mỗi một phương vị 9 người. Hiện đang thí nghiệm trận pháp, Diệp Thần ánh mắt thâm thúy, hạ lệnh, càn khôn chấn động 3 phương nhập thần cảnh, thu nạp thiên địa linh lực, địa mạch lực, tụ vào tâm trận. Càn trận do Hàn Vân chủ đạo, sau lưng 8 vị nhập thần cảnh, đồng loạt ra tay, điên cuồng hấp thu linh khí và địa mạch lực. 9 vị nhập thần cảnh, 9 vị đồng thời thu nạp, lại do mạnh nhất Hàn Vân đi trong trận đánh ra một trường. Trong trường ấn hội tụ cái này liên tục không ngừng khí huyết lực và linh hồn lực, đã bị bọn họ 9 người chuyển đổi tới đây 2 loại lực lượng, đang hướng về chính giữa hội tụ. Hô hô hô! Hô hô! Nhất thời gian, thiên địa đại biến, sấm gió đại tác, núi rừng chập chờn. Cả thế giới tựa như bị mây đen bao phủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 63.